Nguyên bản khá là lạnh tanh hắc thị, một ngày này, nhưng lộ vẻ được dị thường náo nhiệt, người đến người đi, rất nhiều huyền yêu tộc người rối rít tràn vào hắc thị bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ không phải tới mua đồ, mà là, tới chứng kiến Diệp Thần, Huyền Uyên hai người là như thế nào để cho Huyền Cừ làm ăn, làm không được. Tất cả mọi người đối với chàng mâu thuẫn này, tràn đầy mong đợi. Phường thị bên trong, một cửa hàng bên trong nam nam nữ nữ cũng lộ vẻ được khá là khẩn trương, cửa hàng này, chính là Huyền Cừ quản lý một nhà trong đó, mà ngày hôm nay, bọn họ có một khoản mua bán lớn phải làm. Một tên trưởng quỹ vậy thanh niên quát to, các ngươi như vậy còn thể thống gì? Tin tưởng Huyền Cừ công tử há là những thứ này thằng hề có thể mạo phạm. Ngay tại lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cửa tiệm ra, từ nồng nặc hắc ám bên trong, hướng cửa hàng này đi tới. Trong tiệm đám người, đều là trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ, là Huyền Uyên và Diệp Thần tới? Bất quá, rất nhanh trưởng quỹ kia ăn mặc thanh niên, chính là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Tiến lên đón nói, Huyền Trúc công tử, người tới. Người đến, là một tên mặc màu đỏ giáp y thanh niên, cả người hơi thở vô cùng hơi trầm xuống ngưng, giống như đại sơn vậy, người này chính là Huyền Trúc. Huyền Trúc nhàn nhạt nói, công tử phái ta tới, xem cố một tí làm ăn. Mà ở Huyền Trúc sau lưng, còn theo trước một cái vô cùng là thân ảnh khổng lồ, đám người con ngươi co rúm một cái, hướng thân ảnh kia nhìn, cửa hàng này không khí chung quanh, mơ hồ khô nóng lên. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt, là một đầu toàn thân xích kim, 10 trượng dài ngắn giao long. Dương hỏa thiên giao. Lại là dương hỏa thiên giao à? Đám người trợn mắt há mồm nhìn cái này cự thú, không nghĩ tới, Huyền Cừ liền dương hỏa thiên giao cũng vận dụng. Trong chốc lát, mặt của bọn họ trên đều là lộ ra nụ cười an tâm, có dương hỏa thiên giao cùng với Huyền Trúc chấn giữ, cho dù Huyền Uyên tới, cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Vậy dương hỏa thiên giao đột nhiên biến thành một đạo hồng quang, thể hình không ngừng co rúc lại, rơi vào Huyền Trúc đầu vai. Theo thời gian trôi qua, cửa tiệm gia huyền yêu tộc người càng ngày càng nhiều, bọn họ tụ tập ở ngoài cửa, chính là vì chờ đợi Huyền Uyên cùng Diệp Thần đến. Nhưng mà, chờ, đám người nhưng là không nhịn được nhíu lại mặt đầu, Diệp Thần hai người đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Bọn họ không khỏi nghi ngờ nói, hừ, Huyền Uyên cùng Diệp Thần thả ra hoanh hoang, hiện tại, không phải là không dám tới chứ. Ở Huyền Cừ công tử trước mặt, cái này hai người không đáng giá để ra. Tất cả trở về đi thôi, xem ra, Huyền Uyên cùng Diệp Thần là kinh sợ. Cửa tiệm bên trong đám người, nhìn nhau một cái, đều là cười một tiếng, giao dịch thời gian lập tức phải đến, Huyền Uyên hai người không xuất hiện nữa, hẳn liền sẽ không xuất hiện. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần bọn họ sẽ không tới thời điểm, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền vào mọi người trong tai. Chỉ gặp, có một đạo bóng người chậm rãi hướng cửa tiệm đi tới, rất nhanh, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Tất cả người, thấy thanh niên này ngay tức thì, đều là tròng mắt sáng lên. Bổ thiên cảnh, hơn 20 tuổi, vóc người so sánh giống vậy huyền yêu tộc người kém hơn mấy phần, cùng truyền thuyết bên trong Diệp Thần hoàn toàn nhất trí. Diệp Thần tới, hơn nữa còn là tới một mình. Vậy một đám người vây xem, đều là hưng phấn lên, có trò hay để nhìn. Mà đám người bên trong, đứng một tên mặc áo bào đen, mang mặt nạ cô gái, tay nàng cầm một quả bảo châu, châu quang mơ hồ bao phủ cái này một phiến khu vực. Huyết tâm chiến trường trên trong lầu các, cô gái tuyệt đẹp khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, nhìn trước mặt tinh thạch màn ảnh bên trên xuất hiện hình chiếu hình ảnh, mắt đẹp bên trong mang chút mong đợi. Ở Diệp Thần khoảng cách cửa tiệm còn có mấy 10 mét lúc đó. Một tên mặc màu đỏ giáp y nam tử, nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lạnh giọng nói, dừng lại. Giờ phút này, Huyền Trúc khí thức quanh người, dung nhập vào ở không khí bên trong, canh giữ ở tiệm ngoài cửa, tựa như không phải một người, mà là một ngọn núi lớn, một tòa khí lạnh bốn phía băng sơn. Vậy một loại người vây xem thấy vậy, đều là không nhịn được bước lui ra mấy bước, theo bản năng lui về phía sau. Bọn họ có loại cảm giác không lùi cũng sẽ bị đông thành băng cặn bã. Mà Diệp Thần lại là thật theo lời ngừng lại, lẳng lặng cùng Huyền Trúc đối mặt. Huyền Trúc lạnh lùng nói, ngươi chính là Diệp Thần. Diệp Thần nói, ta là. Huyền Trúc nghe vậy, khí tức trên người, bộc phát âm hàn, hắn trầm giọng nói, ta hiện tại cho một mình ngươi quay đầu cơ hội, đi về trước nữa một bước, chính là chết.
Tất cả mọi người đều là tâm thần rét một cái, bọn họ biết, Huyền Trúc nói không phải uy hiếp. Giờ phút này, cái này trước cửa hàng đã bị đậm đà đến cơ hồ hóa là thực chất sát ý bao phủ. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cười, không để ý chút nào cười, hắn nhàn nhạt nói, ta nói, muốn để cho các ngươi làm ăn làm không đi xuống, cho nên, ta không thể đi. Một khắc sau, bước chân động một cái, liền tiếp tục đi về phía trước. Hừ, không biết sống chết. Huyền Trúc hừ lạnh một tiếng nói, ám dương vệ, động thủ. Dứt lời, Huyền Trúc liền vừa quay người, hướng trong tiệm đi tới, ở hắn xem ra, Diệp Thần đã là một người chết. Hắn chân chính kiêng kỵ, trên thực tế, không phải Diệp Thần, mà là Huyền Uyên. Hơn nữa, hắn cho rằng, Diệp Thần có thể đánh bại Huyền Uyên, bất quá là hai người diễn một vở tuồng thôi. Mà mỗi một cái ám dương vệ cũng có chí ít thủy nguyên đỉnh cấp tu vi, thực lực lại là ở hắn cảnh giới bên trên, tinh thông thảo luận thuật, sợ rằng giống vậy nửa bước còn thật cường giả, cũng chưa chắc có thể đánh bại. Diệp Thần cái loại này bổ thiên phế vật, ở trong tối dương vệ trước mặt, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Giờ phút này, vậy một đám người vây xem nhưng là sắc mặt biến đổi, con người điên cuồng co rúm lại, chỉ gặp một đạo u ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, không có dấu hiệu nào, không có chút nào chập chờn, giống như quỷ mị vậy, lặng yên không một tiếng động. Đây chính là ám dương vệ. Vậy u ảnh biến thành thực chất, nhìn lại là một tên vóc người khô đét, gầy đét, toàn thân da thịt có màu tím, phía trên minh in rất nhiều phù văn người đàn ông trung niên. Hắn khoát tay, năm ngón tay khép lại, liền giống như nhanh như chớp vậy, hướng Diệp Thần tim đâm tới. Đám người thấy vậy, rối rít tròng mắt run lên. Cái này ám dương vệ quá quỷ dị. Hắn che giấu thuật, có thể nói đạt tới đỉnh cao, hơn nữa, bởi vì cái này ám dương vệ chính là hoạt tử nhân, hơi thở như có như không, hơn nữa thích hợp ẩn giấu. Hôm nay đột nhiên bạo khởi, thật là làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng, chẳng lẽ Diệp Thần, cái này nghe nói đánh bại Huyền Uyên thần bí yêu nghiệt thì phải ở một kích này dưới chết. Mọi người ở đây như vậy cho rằng lúc đó, trước mắt, nhưng là đột nhiên một hoa. Diệp Thần lại là lấy tốc độ cực nhanh, quay người lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn vậy đâm tới tay. Trên thực tế, liền liền hắn đối với cái này ám dương vệ che giấu thuật, đều là khá là kinh ngạc, cái này che giấu phương pháp, quả thật mạnh mẽ, cho dù là hắn, cũng thiếu chút nữa bỏ quên. Bất quá, Diệp Thần thần niệm lực so với cái này che giấu thuật càng nghịch thiên. Vậy ám dương vệ, như cũ chạy không khỏi hắn dò xét, một khắc sau, Diệp Thần tùy ý khoát tay, liền thật chặt bắt được ám dương vệ cổ tay. Ừ, nguyên bổn đã hướng trong tiệm đi tới Huyền Trúc, chợt quay đầu, sau khi thấy một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Diệp Thần lại không có chết. Chẳng những không có chết, ngược lại, vô cùng là dễ dàng bắt được ám dương vệ tay. Phải biết, ám dương vệ thân thể, đi qua đặc thù bí thuốc thuốc canh ngâm, nói riêng về lực lượng, so với vậy nửa bước còn thật tồn tại, còn lớn hơn trên không thiếu à. Có thể, ở Diệp Thần trước mặt, cái này ám dương vệ thật là giống như là một đứa bé sơ sinh vậy không có sức. Diệp Thần đang muốn giơ quyền hướng vậy ám dương vệ đầu lâu đánh tới, đột nhiên, thần sắc động một cái, đem cái này ám dương vệ thân thể, làm là cây gậy vậy, chợt hướng sau lưng vung đi. Bịch bịch, hai tiếng rên, chỉ gặp, hai đạo thân ảnh màu tím, bỗng nhiên xuất hiện ở trong không khí, hung hăng đập vào trên mặt đất, cả tòa phường thị, tựa hồ cũng lắc lư một tí. Diệp Thần trước người, nhiều hơn hai đạo hố sâu, hai đạo thân ảnh màu tím, nằm ở trong hầm, hiển nhiên, là ngoài ra hai người ám dương vệ. Mà đây hai người, trong tay đều cầm một chuôi phẩm cấp cực cao, toàn thân hắc khí lượn lờ, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc dao găm. Ba tên ám dương vệ đánh lén, ở Diệp Thần trước mặt không có chút nào tác dụng. Bị Diệp Thần bắt ám dương vệ, đột nhiên vung tay lên, đem bàn tay mình, từ chỗ cổ tay tận gốc chém xuống. Thân hình lần nữa dần dần không nhìn thấy, trên đất hai người ám dương vệ, giống vậy biến mất không gặp. Nếu không phải Diệp Thần trong tay, còn đang nắm vậy cái tay gãy, hết thảy đều tựa như là ảo giác vậy. Diệp Thần tiện tay đem vậy tay gãy ném xuống, liền tiếp tục hướng phía trước đi tới, đột nhiên tới giữa, ba đạo thân ảnh, lần nữa hiện lên, lần này, cái này ba tên ám dương vệ trong tay, nhiều hơn một chuôi ngọc đen trường kiếm. Mơ hồ hình thành một loại trận thế, đem Diệp Thần vây ở vị trí trung tâm. Huyền Trúc thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cái này tam dương kiếm trận, uy lực không phải chuyện đùa, cho dù là còn thật nhất tầng thiên võ giả,
muốn ở một kích này dưới may mắn tránh khỏi, vậy có độ khó nhất định. Hắn tin tưởng, lần này, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khắc sau, ba chuôi ngọc đen trên trường kiếm, kiếm khí bùng nổ, ba viên màu đen mặt trời, treo lơ lửng ở ba tên ám dương vệ trên đỉnh đầu, tam dương lẫn nhau chiếu rọi, kiếm khí bỗng nhiên ác liệt mấy phần. Bọn họ trường kiếm trong tay điệu múa, lôi cuốn cuộn cuộn kiếm khí, đồng thời ra tay, hướng Diệp Thần trên thân hình ba cái chỗ hiểm đồng thời đâm tới. Cho dù cách nhau khá xa, đám người hay là từ vậy tam dương kiếm trận bên trong, cảm nhận được liền làm thần hồn cũng phải xuất hiện vết rách khủng bố kiếm ý. Cái này tam dương kiếm trận, vô cùng là sợ hãi. Huyền Trúc trên mặt vui mừng bộc phát nồng nặc, cái này tam dương kiếm trận, ra tay cực nhanh, một khi bị vây khốn, liền cơ hồ không có tránh né cơ hội, Diệp Thần đã là một người chết. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, cái này ba đạo màu đen kiếm quang, quả thật cực nhanh, cơ hồ là một phần tỷ cái hô hấp thời gian, thì phải đem hắn đánh trúng, có thể nói tốc độ ánh sáng. Bất quá, tốc độ ánh sáng, chính là trên thế giới, nhanh nhất tốc độ sao? Diệp Thần khóe miệng, dương lên lau một cái nụ cười châm chọc, một khắc sau, một đạo vô cùng là minh mông thần hồn chập chờn từ hắn ấn đường chỗ, cuồng trào ra. Nguyên bản hẳn vô hình vô chất hồn lực, giờ phút này, lại tựa hồ như hóa thành một đạo màu xám trắng gió bão, ngay tức thì đem vậy ba tên ám dương vệ, hoàn toàn chìm ngập. Chỉ có ý niệm, mới là cõi đời này nhanh nhất tốc độ, mà hồn kỹ, chính là ý niệm công kích, vì vậy, cho dù ba kiếm này, thật có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, vậy như cũng không cách nào vượt qua Diệp Thần hồn kỹ. Vậy ba thanh trường kiếm, ở màu xám cho gió bão bên trong, ngay tức thì như ngừng lại Diệp Thần trước người một tấc vị trí. Tất cả người, đều là vô cùng rung động nhìn một màn này, đột nhiên tới giữa, vậy ba tên ám dương vệ, thân thể mềm nhũn, ngã trên đất. Nguyên bản hoạt tử nhân vậy như có như không tức giận, hoàn toàn biến mất, ám dương vệ, chết. Cái này ám dương vệ mặc dù bị luyện chế thành hoạt tử nhân, nhưng, còn có một món tàn hồn tồn tại thức hải bên trong, mà đây tàn hồn, bị Diệp Thần thi triển hồn kỹ nhất kích, liền hoàn toàn mất đi. Cái này nhìn như vô cùng khó dây dưa ám dương vệ, liền bị Diệp Thần như thế hời hợt đánh chết. Diệp Thần lần nữa bước, hướng cửa tiệm đi tới, mà Huyền Trúc đã hoàn toàn quay người lại tới, sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Thần. Trong mắt hắn, điên cuồng rung động, hiện tại, hắn đã rõ ràng những cái kia liên quan tới Diệp Thần lời đồn đãi đều là thật. Người trước mắt, quả thật có nhất kích chấn áp Huyền Uyên thực lực. Trong chốc lát, hắn thân thể cơ hồ đều muốn cứng lên. Tựa như hướng mình đi tới không phải một tên bổ thiên cảnh thanh niên, mà là một đầu ngang dọc hồng hoang thái cổ cự thú vậy. Diệp Thần mỗi đi một bước, hắn đều có một loại bị long tượng đạp lên cảm giác. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Huyền Trúc, khóe miệng mang nghiền ngẫm nụ cười nói, làm sao, ngươi không phải muốn giết ta sao? Không tiếp tục. Huyền Trúc cả người toát ra mồ hôi lạnh, cảm nhận được liền chưa từng có áp lực, bất quá, giờ phút này. Che giấu ở hắn đầu vai quần áo dưới đầu kia dương hỏa thiên dao, đột nhiên động, ngày này dao lại là chui vào Huyền Trúc dưới da, một đạo màu đỏ thẫm đường vân, ở Huyền Trúc sau lưng, dần dần hiện lên. Huyền Trúc chặt chẽ cắn răng, chống đỡ, khắc chế nội tâm muốn lui về phía sau, chạy trốn xung động. Hắn rất rõ ràng, thông thường ngự thú thuật, mặc dù có dương hỏa thiên dao phối hợp, muốn đánh bại Diệp Thần, vậy là không thể nào. Cho nên... hắn phải dùng một chiêu huyền cử truyền cho hắn cấm kỵ thủ đoạn. Thi triển loại thủ đoạn này, sẽ cực lớn địa tiêu dây dưa dương hỏa thiên giao máu tươi, thậm chí, tổn thương đạt tới huyết mạch căn nguyên, nhưng, uy lực, cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Dưới mắt, chỉ có chiêu này, có thể đánh bại trước mắt tên này vô cùng quỷ dị thanh niên. Nhìn còn đang từ từ đến gần mình Diệp Thần, Huyền Trúc khóe miệng, mơ hồ hiện lên lau một cái cười thầm, xem ra, mình vận khí, cũng không tệ lắm. Nếu như nói một chiêu này, có sơ hở gì mà nói, chính là, thi triển một chiêu này, cần chuẩn bị nói trước. Mà chuẩn bị lúc đó, nếu như kẻ địch có phát giác, đối hắn xuất thủ, như vậy, hắn căn bản không cách nào phát huy ra thiên giao bất kỳ lực lượng. Nếu như huyền yêu tộc người, cuộc sống ở thánh thiên thành huyền yêu tộc người, đối với một chiêu này, nhất định sẽ không xa lạ, bởi vì, huyền cừ đã từng thi triển qua, hơn nữa có thể nói là lấy một chiêu này, đánh một trận thành danh. Nhưng, vận khí của hắn tốt liền cũng may, Diệp Thần rõ ràng không phải thánh thiên thành huyền yêu tộc, thậm chí, không phải chân chánh thuần túy huyền yêu tộc người. Cho nên,
hắn rất có thể không biết mình, còn có như thế một chiêu hậu thủ. Trong mắt hắn càng ngày càng sáng, có thể cảm nhận được một cổ sợ hãi lực lượng, ở trong người phun trào, lập tức phải thành công, đến lúc đó, Diệp Thần ngày rỗ đã đến. Nhưng vào lúc này, đám người đỉnh đầu chỗ, nhưng là bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng nói, Diệp Thần, lập tức giết hắn, ta nhận được tin tức, lần này Huyền Cử phái Huyền Trúc các người, trấn thủ mình Hắc Thị cửa hàng, đồng thời, mang tới hắn bồi dưỡng nhiều năm Dương Hỏa Thiên Giao. Hiện tại, tên này hơi thở rất kỳ quái, nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại đang thi triển Thánh Nhật Thành phủ thành chủ một môn bí thuật, tên là Hóa Thú Thần Thông. Công pháp này đem yêu thú cường đại, dung nhập vào mình trong cơ thể, ở cưỡng ép bóc lột yêu thú trong cơ thể tinh hoa lực lượng, thi triển công kích, uy lực, không thấp hơn yêu thú này tự bảo. Cực kỳ khủng bố, không nên để cho hắn sử dụng được, hiện tại, liền giết hắn. Xuất hiện ở trên trời bên trong, là một tên lạnh lùng thanh niên, chính là Huyền Uyên. Hắn và Diệp Thần cùng đi, chỉ bất quá, dựa theo Diệp Thần chỉ thị, không có xuất hiện, mà là quan sát động tĩnh bốn phía, phòng chỉ phát sinh ngoài ý muốn. Cái ý này bên ngoài, là chỉ Thánh Nhật Thành phủ thành chủ. Hiện tại Diệp Thần lo lắng duy nhất, chính là Huyền Cử không để ý hết thảy phái ra Thánh Nhật Thành phủ thành chủ cường giả, đối hắn tiến hành vây giết. Huyền Trúc nghe vậy, sắc mặt cuồng biến, vô cùng oán độc nhìn bầu trời bên trong Huyền Uyên, còn kém một bước, còn kém một bước. Cái này Hóa Thú Thần Thông, thì phải thi triển thành công à. Hiện tại, bởi vì Huyền Uyên một câu nói, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Ngay sau đó, hắn cả người bắt đầu run rẩy, trong mắt, toát ra vô cùng sợ hãi thần sắc, bởi vì, hắn biết, Diệp Thần chỉ cần không phải là kẻ ngu, liền sẽ lập tức thi triển hồn kỹ, đối hắn tiến hành công kích. Mà vậy mênh mông hồn lực, Huyền Trúc không có chút nào ngăn cản lòng tin à. Rất lớn có thể. Sẽ bị Diệp Thần nhất kích trong nháy mắt giết. Có thể, ra tất cả người dự liệu là. Giờ phút này, Diệp Thần nhưng tựa như không có nghe được vậy, tiếp tục chậm rãi đi tới, hoàn toàn không có ý động thủ. Tất cả mọi người đều ngu, Diệp Thần đây là muốn làm gì? Biết rõ người khác muốn thi triển tuyệt chiêu, còn như thế chậm rãi. Khinh thường, cũng phải có cái hạn độ chứ. Huyền Uyên lại là con người co giúp một cái, cả người cũng hoảng loạn. Vô cùng là lo lắng hét lớn, Diệp Thần. Ngươi đang làm gì, cái này Hóa Thú Thần Thông, tuyệt không thể xem nhẹ à. Mau, hiện tại, thi triển hồn kỹ. Hiện tại, Huyền Uyên muốn thay Diệp Thần ra tay cũng không làm được. Bởi vì không kịp, chỉ có Diệp Thần vậy cơ hồ ra tay ngay tức thì, là có thể trúng mục tiêu địch nhân hồn kỹ, mới có thể ngăn cản Huyền Trúc à. Có thể, Diệp Thần hết lần này tới lần khác còn ở đi dạo sân vắng. Nếu không phải bởi vì Diệp Thần thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa, hắn đối với Diệp Thần vậy vô cùng là kính trọng nói, giờ phút này, đều phải không nhịn được tức miệng mắng to. Cái này làm cho Huyền Uyên làm sao có thể không tức, phổi đều phải nổ à. Giờ phút này, cao hứng nhất, chính là Huyền Trúc. Hắn trên mặt lộ ra một người vô cùng là cười điên cuồng cho, khóe miệng cũng liệt đến bên tai, mặt đầy hồng quang, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng với tuyệt sử phùng xanh vẻ. Hắn nguyên vốn cho là, Diệp Thần khẳng định sẽ công kích. Có thể không nghĩ tới, Diệp Thần thật sự là một người ngu à. Mình bị Diệp Thần ngu cứu. Hắn trong mắt, hiện lên vô cùng là thần sắc hung ác, trên người, vậy xuất hiện biến hóa rõ ràng. Chỉ gặp, Huyền Trúc đỉnh đầu, sinh ra đối với sừng rồng, cả người trên mình, cũng là hiện lên phiến phiến vảy rồng. Hơn nữa, có đạo đạo xích kim hỏa diễm, lượn lờ quanh thân, biến thành nửa người nửa dao hình thái. Giờ phút này, hắn hơi thở điên cuồng bành trướng, trong chốc lát, cho dù là Huyền Uyên như vậy nửa bước thật vẫn cường giả, đều là cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía. Hóa Thú Thần Thông, thành công thi triển. Huyền Trúc ngưng mắt nhìn Diệp Thần, cười lạnh một tiếng. Đến bây giờ còn trang. Vậy, liền chứa chết mới ngưng đi. Một khắc sau, hắn bỗng nhiên gào thét nói, thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh, đặc biệt là tư chất, nghịch thiên đến trình độ cao nhất. Là ta xem thường ngươi, nhưng là, cái thế giới này không phải có thực lực là có thể sống được lâu, chết được nhanh nhất ngược lại là những cái kia có thực lực, nhưng là không có đầu óc người. Ngươi chính là một cái trong số đó. Hiện tại, chết đi, Hóa Thú Thần Thông, Thiên Thú Diệt. Một đạo vô cùng sợ hãi, kiềm chế, chói mắt màu xích kim ánh sáng rực rỡ, bỗng nhiên từ Huyền Trúc trên thân hình, bộc phát ra,
vậy ánh sáng rực rỡ biến thành một đạo giao long hình thái, tản ra vô cùng là uy áp kinh khủng. Chung quanh người đứng xem đều là sắc mặt tái mét, điên cuồng lui về phía sau trước, cho dù công kích này còn không có chân chính bùng nổ, cũng không phải nhằm vào bọn họ, có thể, những người này như cũ từ kim quang kia giao long bên trong, cảm thấy một cổ thần hồn đều phải làm mất đi khủng bố uy năng. Cái này hóa thú thần thông, thiên thú diệt, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ à. Khó trách, Huyền Cừ gia tộc có thể trở thành thánh nhật thành thế lực cường đại nhất. Nội tình sâu không lường được, cho dù tùy ý truyền tới một ít bí thuật cũng kinh người tới như vậy bước. Huyền Uyên cũng là điên cuồng lui về phía sau trước, hắn tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết, Diệp Thần chết chắc, mình đầu tư, thất bại. Hơn nữa, là máu thua thiệt, không chỉ có không đối với Huyền Cừ tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, còn hoàn toàn kết lương tử, đợi chờ mình, là Huyền Cừ vô tận trả thù. Mấu chốt nhất là, hắn thất bại không phải bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì, Diệp Thần quá lãng. Cái loại này bực bội, cái loại này nổi nóng, không cách nào hình dạng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là loại người này. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Thần kết minh. Ngay tại lúc này, kim quang kia giao long động, lấy làm mắt người cũng không phản ứng kịp tốc độ, hướng Diệp Thần hung hăng đánh tới. Cơ hồ chỉ là một ngay lập tức, màu vàng kia giao long liền rơi vào Diệp Thần trên mình. Một đạo tựa như có thể hòa tan hết thảy, nhiệt độ vượt qua suy nghĩ khủng bố kim quang, hướng bốn phía đầy mắt trước, Diệp Thần chỗ chỗ, hư không không ngừng bể tan tành, mất đi thành chân chính hư không, mà Diệp Thần thân thể ở kim quang bên trong cũng là vặn vẹo, máu tươi cuồng trào trước, hoàn toàn, bị vậy không cách nào hình dung năng lượng thật lớn bao phủ. Huyền Trúc giờ phút này thở hổn hển, lộ vẻ được khá là yếu ớt, cho dù lấy hắn thực lực, thi triển một chiêu này, vậy cũng không dễ dàng, nhưng, hết thảy đều đáng giá. Bởi vì, hắn có thể khẳng định, Diệp Thần lần này chết chắc. Tất cả người, thấy một màn này đều là một hồi sợ hết hồn hết vía, ngày này thú diệt không khỏi mạnh mẽ, hơn nữa, vô cùng là ngưng luyện, tia sáng kia, tựa như có ý thức vậy, tường uy có thể toàn bộ phong tỏa ở Diệp Thần chỗ ở mảnh khu vực kia, mà không có hướng bốn phía lan truyền. Như cơ hồ nhất kích oai, Diệp Thần vận khí tốt, có thể còn có thể sống sót, có thể mấu chốt là, một chiêu này lại vẫn là kéo dài tổn thương. Diệp Thần hết cứu. Bất quá, mọi người cũng không thể thương hại Diệp Thần, bởi vì, đây là hắn tự tìm. Tìm chỗ chết có thể, người có thực lực, có chứa vốn, nhưng, không thể tình huống gì, cũng trang chứ. Hiện tại, cầm mình giả chết. Có thể không có ai biết, giờ phút này, kim quang bên trong Diệp Thần lại là đang cười. Hắn thân thể đang không ngừng bể tan tành, không ngừng gây dựng lại trước, ngày này thú diệt quả thật mạnh mẽ, sợ rằng giống vậy còn thật nhất tầng thiên tồn tại, đều phải làm trong nháy mắt giết, nhưng, so với Diệp Thần sinh mệnh lực vẫn là kém một nước. Phải biết, Diệp Thần nhưng mà nhận chịu Trần Tích cái loại này thiên nhân vực cường giả cùng với đế thích thiên và thượng giới nữ hoàng nhất kích à. Mặc dù ban đầu đối mặt Trần Tích, Diệp Thần là vận dụng luân hồi hơi thở mới còn sống, nhưng, đó cũng là ở Diệp Thần không có bị Trần Tích ngay tức thì mất đi dưới tình huống, mới có thể làm được. Cũng chính là Diệp Thần thân xác cường độ, cho dù ở còn thật cường giả toàn lực ra tay hạ, vậy có thể chống đỡ nháy mắt. Cái này đã vô cùng là kinh khủng. Mà quỷ dị nhất chính là, ở công kích này dưới, Diệp Thần, trên gương mặt lại là hiện lên một chút vẻ hưởng thụ. Hắn mỉm cười nói, sóc lão. Không nghĩ tới còn có cái loại này chuyện tốt, nếu là không có ngươi nhắc nhở, ta có thể cũng nếu bỏ lỡ. Lúc đầu, Diệp Thần sở dĩ không trong nháy mắt giết Huyền Trúc, không phải bởi vì muốn trang, hắn có thể không có gì bị đánh hứng thú, vậy, không phải thuần kẻ ngu sao? Bất chấp nguy hiểm đi khảo sát thân xác cường độ. Diệp Thần không biết làm. Hắn sở dĩ, phải chờ tới Huyền Trúc ra tay, là bởi vì là Sóc Lão nhắc nhở. Sóc Lão nói cho hắn. Cái này hóa thú thần thông, thiên thú diệt, chính là hấp thu dương hỏa thiên giao huyết mạch tinh hoa tiến hành công kích, tương tự với tự bảo. Mà giao long là cái gì? Giao long, trên thực tế long tộc và yêu tộc hỗn huyết sinh ra chủng tộc, sở dĩ, thường xuyên đem long tộc cùng yêu tộc hợp xưng là nhất tộc, chính là bởi vì, xem vực ngoại cái này đẳng cấp vị diệt, vậy cái gọi là long tộc, đều không phải là thuần huyết, mà là giao long thôi. Trong đó, huyết mạch thuần độ cao người. Gọi là long, thấp người, gọi là giao. Rất nhiều người cho rằng,
giao liền nhất định so long yếu đi. Trên thực tế, cũng không phải như vậy. Ví dụ như, cái này Dương Hỏa Thiên Giao, là yêu thú cùng long tộc hậu duệ, hai bên huyết mạch lực, đều là vô cùng là không tầm thường, cho nên, mới có thể đang thi triển thiên thú diệt lúc đó, bộc phát ra này cùng uy lực. Người bình thường đối mặt một chiêu này, có thể chỉ có thể dùng thân xác chống cự, nhưng, Sóc Lão lại có thể hấp thu trong đó long tộc huyết mạch bộ phần tinh hoa. Tinh này hoa đối với hôm nay mất đi thân thể Sóc Lão, không có ích gì, nhưng, hắn lại có thể phản hồi cho Diệp Thần à. Như vậy thứ nhất, có thể làm cho Diệp Thần long tộc huyết mạch càng cường đại hơn một phần. Cho nên, Diệp Thần mới sẽ cứng rắn ăn Huyền Trúc một kích này. Rốt cuộc, vậy ánh sáng màu vàng, bắt đầu biến mất, bất quá, Diệp Thần chỗ ở khu vực nhưng thành một phiến hắc ám. Mất đi hắc ám, vạn vật đều bị biến thành hư không, toàn bộ không gian giống như là hắc động vậy, liền quang cũng làm chôn vùi. Đám người thấy vậy, đều là tâm đảm run lên, ở bọn họ xem ra, không có bất kỳ sinh mạng nào có thể ở vậy hắc ám bên trong, sống sót. Huyền Trúc cười lạnh một tiếng, lấy ra đưa tin ngọc phù, thì phải liên lạc Huyền Cừ, tiêu diệt cái này Diệp Thần, vậy coi là công lớn một món, chắc hẳn có thể có được công tử trọng thưởng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một giọng nói ở yên tĩnh này hắc thị bên trong vang lên. Tất cả người, đều là con người run lên, mặt hiện vẻ khó tin. Bọn họ chậm rãi chuyển động ánh mắt, hướng vậy thanh âm truyền tới vị trí nhìn. Thanh âm này, lại là từ vậy hắc ám không gian bên trong vang lên à. Lách cách, lách cách, lách cách. Thanh âm, rất nhẹ, có thể rơi vào trong tai mọi người, nhưng phảng phất là một hơi chuông lớn, bên tai cạnh gõ. Đặc biệt là Huyền Trúc. Giờ phút này, hắn nụ cười đã hoàn toàn đọng lại. Hắn không hiểu tại sao. Tại sao, rõ ràng hẳn không có một vật hắc ám bên trong, sẽ có thanh âm vang lên. Thanh âm kia, tựa hồ, là tiếng bước chân. Trận này là tiếng bước chân, thật là, đều phải đem Huyền Trúc đầu óc, chấn động tồi tệ à. Ngay tại lúc này, một tên thanh niên sắc mặt rửng rưng từ vậy phiến hắc ám bên trong đi ra, nhìn như, lại là có chút thất vọng lắc đầu nói, Huyền Cừ, sẽ để cho các ngươi dùng cái này đối phó ta. Không khỏi cũng quá xem thường Diệp Mỗ liền chứ. Tất cả người, đều là giống như tượng đá vậy, nhìn một màn này, mới vừa còn một bộ vẻ tuyệt vọng Huyền Uyên, giờ phút này nhưng giống như là lại lấy được cuộc đời mới vậy, ánh mắt sáng choang. Diệp Thần lại không có chết. Không chỉ có không có chết, hơn nữa, tựa hồ, liền bị thương cũng không có bị thương. Ngược lại, nhận chịu Huyền Trúc sau một kích này, tinh khí thần còn tốt hơn mấy phần. Trên thực tế, chính là như vậy, Diệp Thần từ thiên thú diệt bên trong, hấp thu bộ phận long tộc huyết mạch tinh hoa, thể chất, sinh mệnh lực các phương diện, cũng tăng lên từng tia. Không thể nào. Huyền Trúc thấy vậy, điên cuồng, gầm thét, hù được hồn vía bay mất. Thiên thú diệt dưới, Diệp Thần lại vẫn còn sống. Cái này, kết quả này, là người, vẫn là quỷ a. Hắn thật không cách nào hiểu. Nhưng đột nhiên tới giữa, Huyền Trúc trên mặt chợt hiện lên một đạo ngoan ý, nhìn chằm chằm Diệp Thần, hai tròng mắt một phiến đỏ tươi, sát ý cuồng bạo. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt sáng lên, cân nhắc nói, xem ra, ngươi còn có hậu thủ. Không tệ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, lần này, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Cái gì? Mọi người cầm đều phải rớt xuống đất. Diệp Thần ăn một chiêu thiên thú diệt, còn chưa đủ. Còn không học được dạy bảo. Còn phải tiếp tục sống. Sống chết giao phong trước mặt, lại cho đối phương một lần xuất thủ cơ hội. Cái này, đơn giản là tìm chỗ chết đại sư à. Cho dù hãn dũng, liều lĩnh huyền yêu nhất tộc, cũng không có gặp qua như thế có thể tìm chỗ chết người. Bất quá, lần này, tâm tình của mọi người nhưng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ bắt đầu mong đợi. Bọn họ muốn biết, ở trên trời thú diệt dưới cũng có thể không chút tổn hao nào Diệp Thần, có thể nghịch thiên đến hạng bước. Huyền Trúc mặt đầy gân xanh lộ ra, vô cùng hung tàn địa đạo, Diệp Thần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Một khắc sau, hắn cặp mắt đột nhiên nổi lên, cả người bắp thịt, đều ở đây vặn vẹo, run rẩy, hắn hơi thở lại là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, tăng vọt. Huyền Trúc phát ra một hồi điên cuồng hét lên, nguyên bản nửa người nửa giao thân thể, tiếp tục biến hóa, bộc phát hướng giao long tư thái thay đổi. Rất nhanh, Huyền Trúc hơi thở cũng đã đến gần còn thật.
Không tốt, Huyền Uyên sắc mặt biến đổi, quát to, Diệp Thần, ra tay à? Không thể khinh thường. May mắn có thể có một lần, chưa chắc mới có thể có lần thứ hai à? Hắn có một loại dự cảm, Huyền Trúc một kích này, so thiên thú diệt còn muốn nghịch thiên được hơn. Liền liền Diệp Thần cũng là híp đôi mắt một cái, trong mắt, hiện lên vẻ ngưng trọng, nhưng, vẫn không có ra tay. Hắn biết Huyền Trúc lớn nhất lá bài tẩy chính là cái này hóa thú thần thông, hiện tại, đồng dạng là thi triển hóa thú thần thông bên trong loại nào đó tuyệt kỹ. Nói cách khác, Sóc Lão cũng là có thể từ một chiêu này bên trong hấp thu số lớn máu rồng tinh hoa. Diệp Thần có thể cảm nhận được, giờ phút này Huyền Trúc trong cơ thể vậy cái dương hỏa thiên giao, cả người máu thịt tinh hoa cơ hồ phải bị ép khô. Huyền Trúc mặt hiện cười gằn nói, Diệp Thần, người không phải thất vọng sao? Không phải cuồng sao? Tốt, ta tác thành ngươi. Ta thật là tò mò, lần này ngươi có thể hay không, sống sót. Vạn thú vẫn. Đúng như Huyền Uyên dự liệu vậy, Huyền Trúc hôm nay thi triển một chiêu này, vượt xa thiên thú diệt. Sở dĩ ban đầu, Huyền Trúc không có sử dụng một chiêu này, là bởi vì là, một chiêu này đối với tự thân tiêu hao cực lớn, thậm chí, có thể dao động đến căn cơ, càng mấu chốt chính là, cái này vạn thú vẫn vừa ra sẽ hoàn toàn ép khô vậy dương hỏa thiên giao. Vạn thú vẫn, là dùng dương hỏa thiên giao mệnh, thi triển cực kỳ sát chiêu. Cái này dương hỏa thiên giao là Huyền cử phí hết tâm huyết bồi dục, tự nhiên không có thể tùy ý liền lãng phí, cho nên, lần đầu tiên, hắn sử dụng là thiên thú diệt, dưới mắt, thật sự là không cách nào ngăn cản Diệp Thần, mới sử xuất cái này vạn thú vẫn. Lần này, vẫn là một cái xích kim giao long, hiện lên Huyền Trúc sau lưng, nhưng, cùng trước kia không cùng, trước khi xích kim giao long, nhìn như, giống như là do ánh sáng nơi tạo thành, mà lần này giao long, nhưng là trông rất sống động. Giống như vật còn sống vậy. Vậy giao long, phát ra một tiếng vô cùng là thê lương rên rỉ, rồi sau đó, chính là một cái chớp động, xuất hiện ở Diệp Thần trước người, ầm ầm rơi xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dưới đất hắc thị, đều là một hồi điên cuồng hỗn loạn, một đạo xích ánh sáng màu vàng khu vực, lần nữa hiện lên, lần này, cho dù lần này lực lượng vẫn là hoàn toàn ngưng luyện, nội liếm, nhưng, tán toát ra từng tia hơi thở. Nhưng cũng đủ để làm những cái kia vây xem Huyền yêu tộc người, miệng phun máu tươi. Thật đáng sợ. Thật là xem một chút, ánh mắt thì phải mù vậy à. Một chiêu này vạn thú vẫn, uy lực, chí ít ở trên trời thú diệt gấp 7 lần trở lên. Thậm chí còn, là 10 lần. Lần này, Diệp Thần còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Mà thi triển một chiêu này sau đó, Huyền Trúc cũng là hoàn toàn vô lực, nửa quỳ xuống. Cả người nhìn như cũng giải yếu gấp mấy chục lần, hắn hai tròng mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm tia sáng kia khu vực, trong mắt là khát vọng. Khát vọng Diệp Thần chết. Chết thảm. Bởi vì tự đại mà chết. Vô tận mất đi hơi thở, từ tia sáng kia bên trong truyền ra, đồng thời, còn có một cổ khí vị. Mùi máu tanh. Vô cùng đậm đà mùi máu tanh. Huyền Trúc ngửi được huyết tinh này vị, trên mặt chính là xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên, hắn biết, lần này. Diệp Thần không thể nào không chút tổn hao nào, hơn nữa, huyết tinh này vị đậm đà, cầm cả người mài thành máu thịt bùn lầy, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Diệp Thần rất có thể đã chết à. Sốt cuộc, tia sáng kia khu vực, lần nữa biến mất, tại chỗ lại xuất hiện một phiến mất đi hắc ám hư không. Tất cả người, cũng tập trung trăm nghìn phân sự chú ý, quan sát vậy phiến hắc ám không gian, xem có không có động tĩnh gì truyền ra. Có thể, một nén hương đi qua. Như cũ lặng yên không một tiếng động. Huyền Trúc, hoàn toàn cuồng cười lên nói, ha 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 ha, đáng chết tiểu tử, người không phải cuồng sao? Không phải thất vọng sao? Hiện tại, hài lòng. Ừ, tại sao không nói chuyện? Trả lời à. Huyền Uyên sắc mặt vô cùng làm khó xem, cái loại này thay đổi nhanh chóng, thật là phải đem hắn đạo tâm, cũng mài bể à. Quả nhiên, may mắn không thể nào đồng thời xuất hiện hai lần. Mà mọi người còn lại, chính là than thở. Diệp Thần thiên phú, tư chất, thực lực các phương diện, đều là sợ hãi tới cực điểm, liền Huyền cử đều bị hắn xa xa vùng ở sau lưng chứ. Có thể, nhưng bởi vì mình ngu, cuồng ngông, cầm mình chơi chết. Cái này phỏng chừng là trên đời, chết được nhất oan uổng yêu nghiệt chứ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói, nhưng bỗng nhiên ở hắc ám bên trong vang lên, một đạo, lãnh đạm thanh âm nam tử. Ngươi nói đủ rồi. Tĩnh mịch. Hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh âm này, rõ ràng,
là Diệp Thần thanh âm à. Chỉ gặp, một tên thanh niên lần nữa từ hắc ám bên trong đi ra, thanh niên này cả người mặc dù vết thương chồng chất, nhưng là xanh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, vậy cả người vết thương ghê rợn đang nhanh chóng khép lại bên trong. Huyền Trúc hoàn toàn ngu, đầu trống không, cơ hồ thì phải ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Liên vạn thú vẫn cũng không giết được Diệp Thần. Huyền Cừ công tử rõ ràng nói qua, vạn thú vẫn cho dù là còn thật nhất tầng thiên tồn tại đối với, vậy được chết à? Có thể, Diệp Thần tại sao còn sống? Hắn không hiểu, không cách nào suy tư. Diệp Thần mỉm cười nói, xem ra, ngươi nói là đủ rồi, ta còn bất mãn ý, ngươi nhưng có mạnh hơn chiêu thức. Huyền Trúc đã là mặt xám như cho tàn. Mạnh hơn chiêu thức. Dương Hỏa Thiên Giao cũng đã chết, kia còn có cái gì mạnh hơn chiêu thức à? Hắn biết, lần này, Huyền Cừ công tử đối với không phải huyền yêu tộc người, mà là một cái ma đầu. Một người để cho người phát ra từ nội tâm cảm thấy dùng mình ma đầu à? Huyền yêu tộc sinh mệnh lực đặt ở thiên nhân vực cũng coi như mạnh, có thể hắn vậy cho tới bây giờ không có gặp qua, xem Diệp Thần gần như vậy ư bất diệt tồn tại à? Nguyên bản, thi triển vạn thú vẫn, Huyền Trúc cũng đã đến gần kiệt lực, ở tinh thần này đã kích dưới, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn ngất đi. Huyền Uyên giờ phút này một bộ si ngu diễn cảm, hắn đột nhiên cảm thấy, mình lo lắng, mình nổi nóng, mình đối với Diệp Thần thất vọng, rất buồn cười. Giống như là một con rắn ở lo lắng một con rồng có thể hay không bị lũ lụt chìm giống như chết. Hai người hoàn toàn không phải đứng ở một tầng thứ trên. Hắn mặt lộ vẻ cười khổ, chỉ có thể vui mừng, Diệp Thần không phải mình kẻ địch. Huyền Uyên đi theo Diệp Thần nói, hiện tại, phải làm sao? Diệp Thần tùy ý nói, ta nói qua, muốn cho Huyền Cừ không làm được làm ăn. Vừa nói, hắn liếc cửa hàng bên trong đám người một mắt, những cái kia đồng nghiệp, trưởng quỹ, nữ thị vân. Vân đều là từng cái cả người run rẩy, bị sợ ngu dáng vẻ. Vậy ngay tại lúc này, một tên thanh niên vượt qua đám người. Đi tới trước cửa hàng, thấy hiện ra một màn, không khỏi hơi sững sờ. Diệp Thần quay đầu, nhìn về phía tên thanh niên kia nói, ngươi là ai? Người kia có chút ngơ ngác mở miệng nói, ta là tới vào Huyền Cừ công tử làm ăn, có một nhóm hàng muốn bán cho Huyền Cừ công tử. Phải không? Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt chỉ một cái Huyền Uyên nói, sau này, nơi có làm ăn, và hắn làm, hắn sẽ cho ngươi cao hơn giá cả. Huyền Uyên nghe vậy sửng sốt một chút. Ngay sau đó mặt hiện đại hỉ vẻ. Diệp Thần cái này không chỉ là để cho Huyền Cừ không làm ăn làm, đây là trực tiếp, cầm làm ăn cho mình đoạt lại liền à. Còn như giá cả cao một chút, không có vấn đề, dù sao cũng kiếm. Cái này, có thể, thanh niên kia nhưng là lộ vẻ do dự. Làm ăn là nói chữ tín, nói quan hệ, làm sao có thể tùy tiện thay đổi đối tượng giao dịch đâu. Hơn nữa, và hắn giao dịch. Cũng không phải là người bình thường, mà là Huyền Cừ à. Thánh Nhật Thành Huyền Cừ, huyền yêu nhất tộc, thứ nhất yêu nghiệt Huyền Cừ. Hắn không chọc nổi. Diệp Thần tựa như nhìn thấu hắn chần chờ, mở miệng nói, hắn là Thánh Nguyệt Thành Huyền Uyên, ngươi hẳn nghe nói qua, có hắn bảo, Huyền Cừ, không nhúc nhích được ngươi, dĩ nhiên, ngươi còn có cái lựa chọn thứ hai. Dứt lời, Diệp Thần nhìn một cái cửa hàng bên trong mọi người nói, các ngươi, rời đi đi. Những cái kia trưởng quỹ, thị nữ Vân, Vân nghe vậy, giống như là bắt được rơm giả cứu mạng vậy, điên cuồng trốn chạy nơi này. Đám người thấy vậy, có chút nghi ngờ, Diệp Thần muốn làm gì? Đây là, Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt quét vậy cửa hàng một mắt, rồi sau đó, tiện tay một quyền đánh ra. Hồn thể đổi thành thi triển, một quyền này bên trong cự lực gào thét. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần quả đấm, hung hăng đập vào cửa hàng mặt tường bên trên. Trận pháp phòng ngự ánh sáng cuồng tránh, nhưng, ở đó cự lực ăn mòn dưới, nhưng thật nhanh bể tan tành trước, toàn bộ cửa hàng thời gian đảo mắt hóa thành phế tích. Đám người con người co giúp một cái. Diệp Thần, chân thực lợi hại, lại là một quyền trực tiếp đem Huyền Cừ cửa hàng, đập không có à. Đồng thời, bọn họ cũng là một hồi sợ hãi, lực lượng này bao lớn. Phải biết, xây cửa hàng này sử dụng cũng đều là trên cùng vật liệu à. Liền bị như thế một quyền đập nát bấy. Diệp Thần nhìn về phía thanh niên kia nói, ừ, còn muốn ta nói cho ngươi cái lựa chọn thứ hai là cái gì không? Thanh niên kia nuốt nước miếng một cái, điên cuồng lắc đầu nói, không cần,
tại hạ nguyện ý lựa chọn cùng Huyền Uyên công tử tiến hành giao dịch. Huyền Cừ chỗ ở phủ đệ, tên kia giữ lại râu cá trên người trung niên, đang bất an đi tới đi lui. Huyền Đồ đã nhận được tin tức, bọn họ Hắc thị bên trong có làm ăn lớn ba nhà cửa hàng, đã toàn bộ hủy ở Diệp Thần trong tay, thậm chí, liền mua bán đều bị Huyền Uyên toàn bộ đoạt đi. Mà chuyện này, ở Thánh Thiên Thành cũng là truyền được cả thành mưa gió, có thể, thời khắc mấu chốt, hắn lại là liên lạc không được Huyền Cừ. Cái này mấy ngày, Huyền Cừ một mực không ra mặt, mà Diệp Thần lại biểu hiện ra nghịch thiên cường thế. Thánh Thiên trong thành tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, Huyền Cừ có phải hay không sợ Diệp Thần. Không chỉ có làm ăn sắp làm không nổi nữa, thậm chí, Huyền Cừ đều bắt đầu bị người ta gọi là con rùa đen rút đầu. Tiếp tục như vậy, nguyên bản thân là Huyền yêu tộc thứ nhất yêu nghiệt tồn tại thì phải lâm vào là một cái chê cười à. Đáng chết, thiếu gia hắn rốt cuộc thế nào? Bên kia, Diệp Thần nhìn Huyền Tước hỏi, mấy ngày nay Huyền Cừ có cái gì không chiều hướng? Còn nữa, tra được Huyền Nhã vị trí sao? Hắn phá hoại Huyền Cừ Hắc thị buôn bán thời điểm, không để cho Huyền Tước nhàn rỗi, mà là, để cho hắn đi chú ý Huyền Cừ chiều hướng, hơn nữa, điều tra Huyền Nhã vị trí. Huyền Cừ vì chứng minh thành tâm, phải dùng nhất truyền thống phương thức, cử hành tế tổ đại điển, lại đón dâu Huyền Nhã, mà ở lớn điển trước, hai người không thể có bất kỳ tiếp xúc, thậm chí, muốn ở chỗ bất đồng, cho nên Huyền Nhã khẳng định không có ở đây Huyền Cừ phủ đệ bên trong. Huyền Tước nói, cái này mấy ngày, Huyền Cừ đều đang bế quan bên trong, một bước không ra, cho dù trong thành đã đem hắn truyền là con rùa đen giúp đầu, hắn vẫn là không có ra mặt, còn như Huyền Nhã cô nương vị trí, ta cũng tra được. Vừa nói, hắn cầm ra một cái ngọc giản, đưa cho Diệp Thần nói, nơi này, chính là Huyền Nhã cô nương bị giam lỏng địa phương, có một tên còn chân cảnh nhất tầng thiên cường giả trấn thủ. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, xem ra để cho Huyền Tước hỗ trợ là chính xác lựa chọn, ở Thánh Thiên bên trong thành thu góp tình báo năng lực, có thể nói là cao cấp. Hắn nhận lấy ngọc giản, ánh mắt chớp mắt nói, thông báo Huyền Uyên, chúng ta đi cứu người. Trên thực tế, Diệp Thần sở dĩ làm như thế nhiều, mục đích chủ yếu là phân tán Huyền Cừ sự chú ý, suy yếu hắn lực lượng, tốt tranh thủ thời gian tra ra Huyền Nhã chỗ, sau đó, tiến hành cứu viện. Không thể không nói, Diệp Thần thành công. Mặc dù, Huyền Cừ không có lộ diện, có thể, nhưng là ở phủ đệ mình bốn phía tăng cường lực lượng thủ vệ. Cơ hồ đem mang đến Thánh Thiên Thành Thánh Nhật Thành cung phụng, toàn bộ an bài ở bên cạnh mình, chính là phòng bị Diệp Thần cùng Huyền Uyên phát động đánh bất ngờ. Dẫu sao, Diệp Thần cho thấy chiến lực, đã để cho Huyền Cừ cảm thấy uy hiếp. Nếu như Huyền Uyên và Diệp Thần thật tìm tới cửa, hắn chỉ có thể dựa vào so Thánh Nguyệt Thành cung phụng, càng kiên cố lực lượng, để ngăn cản, mà không phải mình ra cửa cùng Diệp Thần chiến đấu. Nguyên bản phụ trách trông chừng Huyền Nhã một tên cung phụng cũng là trở lại phủ đệ bên trong. Cái này, sẽ để cho Diệp Thần có thể có cơ hội. Đêm đó, Diệp Thần liền cùng Huyền Uyên đi tới một tòa ngoại ô núi sâu bên trong. Sở dĩ mang Huyền Uyên là vì phòng ngoài ý muốn phát sinh, ví dụ như, Thánh Nhật Thành cung phụng đột nhiên xuất hiện. Diệp Thần đối với mình hôm nay thực lực, mặc dù có mấy phần tự tin, nhưng tự nhiên không thể nào là những cái kia ẩn núp còn chân cảnh trung hậu kỳ cường giả đối thủ. Cho nên, cần Huyền Uyên, tiến hành chế ước. Huyền Uyên bên người cũng có một tên Thánh Nguyệt Thành cung phụng tiến hành bảo vệ, tên này cung phụng thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Bất quá, hắn giống vậy sẽ không chủ động ra tay, để tránh khơi mào Thánh Nhật Thành cùng Thánh Nguyệt Thành chiến tranh. Cho nên, trận chiến này, căn bản chỉ có thể dựa vào Diệp Thần mình. Mặc dù, Diệp Thần nếu như mượn dùng Huyền Hàn Ngọc, cùng với Sóc Lão lực lượng, có thể miễn cưỡng đối kháng còn chân cảnh cường giả. Nhưng, Diệp Thần không dự định làm như vậy. Hôm nay, hắn bản thân thực lực đã mơ hồ đến gần còn thật nhất tầng thiên, mặc dù có chênh lệch, cũng không phải lớn đến không cách nào bù đắp tầng thứ. Mà Huyền Hàn Ngọc, Sóc Lão cùng với Luân Hồi Mộ Địa đại năng lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không biết sử dụng, đây là hắn lá bài tẩy. Rất nhanh, một tòa trang viên liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, cửa trang viên, có hai người Huyền yêu tộc người nắm tay, bất quá, hai người thực lực đều không coi là quá mạnh mẽ, chỉ là thủy nguyên đỉnh cấp tồn tại. Diệp Thần để cho Huyền Uyên ở lại trang viện ra, mà mình liền thi triển che giấu phương pháp, lẻn vào trang viện bên trong. Hồn thể đổi thành thi triển, cường đại thần niệm lực ngay tức thì xông ra, rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện Huyền Nhã chỗ.
Lúc này, thân hình động một cái, liền muốn hướng Huyền Nhã gian phòng đi, nhưng vào lúc này, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên nói, là ai, gan dám xông vào nơi đây. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc nhàn nhạt đứng ở đáy mắt, không có lộ xảy ra cái gì vẻ kinh ngạc. Hắn thần hồn lực mạnh mẽ, có thể lừa gạt được người khác thần niệm dò xét, nhưng, cái này đúng tòa trang viên bên trong, cũng bố trí một tòa đại trận, muốn không kích hoạt đại trận đến gần Huyền Nhã gian phòng, rất khó làm được. Hơn nữa, muốn mang đi Huyền Nhã không bị phát hiện, cơ hồ là không thể nào. Rất nhanh, một tên thân hình cao lớn, đầy tóc vàng, khóe mắt hướng lên, vô cùng hung lệ người đàn ông trung niên, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Tên này Huyền yêu tộc người, tên là Huyền Chấn, chính là chấn thủ nơi này còn chân cảnh cường giả. Người nọ thấy Diệp Thần ngay tức thì, chính là con ngươi co rúm một cái, trầm giọng nói, ngươi là Diệp Thần. Mấy ngày nay, Diệp Thần ở Thánh Thiên Thành có thể nói là danh tiếng vang xa, muốn không nhận biết hắn cũng rất khó. Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt nói, ta cho một mình ngươi rời đi cơ hội, tốt nhất không muốn ngăn trở ta. Nếu như đổi thành bình thường, Diệp Thần có thể sẽ chọn trực tiếp đánh một trận, nhưng, hiện tại lấy cứu người là chính. Vậy treo khóe mắt nam tử nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, thằng nhóc, ngươi cho là có mấy phần thiên phú, thì thật vô địch. Ha ha, ngươi đến đã sớm ở Huyền Cừ công tử dữ liệu bên trong, nếu không, ngươi lấy là ngươi người có thể như vậy dễ dàng tra đến chỗ này tồn tại. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Huyền Chấn thấy vậy, sắc mặt nhưng là bộc phát đắc ý nói, ngươi cho ta đi một lần mở cơ hội, ta cũng không định cho ngươi, mở trận. Hắn khẽ quát một tiếng, một khắc sau, Diệp Thần dưới chân bỗng nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng, đem ngay tức thì bao phủ lên một tòa đại trận dưới. Cái này trong đại trận, khắp nơi bị màu vàng tràn đầy sương mù, mơ hồ nhộn nhạo nguy hiểm hơi thở. Mà Huyền Chấn thân hình đã biến mất không gặp. Hắn lặn núp trong bóng tối, một đôi treo mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nguyên bản hắn lấy là, Diệp Thần bị tòa đại trận này vây khốn, hẳn lập tức sẽ lộ ra vẻ bối rối, nhưng mà, hắn sai rồi. Giờ phút này, Diệp Thần như cũ duy trì ổn định. Huyền Chấn khẽ cau mày, đại trận này uy lực hắn rất rõ ràng, trận này, tên là Yêu Dương Kim Quang Trận, truyền thừa từ Thái Cổ. Ở cái này trong đại trận, hắn cơ hồ nắm trong tay hết thảy, như tự tại thiên vậy, có thể Diệp Thần tại sao vẫn là như vậy dửng dưng. Bỗng nhiên, Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Huyền Chấn chỗ ở phương hướng, nhàn nhạt nói, đây chính là Huyền Cừ chuẩn bị hậu thủ. Đáng tiếc, đối với ta thật giống như không có tác dụng quá lớn. Huyền Chấn thấy vậy tâm thần rung động. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần là cái gì có thể phát hiện mình chỗ? Chẳng lẽ là nói bừa? Một khắc sau, Huyền Chấn thân hình động một cái, ngay tức thì chuyển đổi vị trí, đồng thời thúc giục đại trận, đạo đạo uy năng cường đại kim quang ở trong đại trận hiện ra, hướng Diệp Thần bắn nhanh đi. Đây vẫn chưa kết thúc, Huyền Chấn trong tay nhiều hơn một chuôi màu vàng búa tạ bên trên, kim quang cuồng trào, hắn còn thật nhất tầng thiên hơi thở, điên cuồng bùng nổ, quanh thân trụy ý sợ hãi dường như muốn đem mặt đất đập thành mảnh vỡ. Nháy mắt tức thì, đi đôi với vậy ác liệt kim quang, Huyền Chấn cũng là đánh ra vô cùng là kinh khủng một chùy. Ở nơi này trùng trùng công kích vây quanh dưới, Diệp Thần cơ hồ không có né tránh chỗ trống. Có thể, ngay tại lúc này, Diệp Thần trong mắt nhưng là lóe lên một hồi hồng quang, rồi sau đó, thân hình chớp mắt, lấy suýt xảy ra tai nạn khoảng cách, tránh thoát kim quang kia bắn xong. Huyền Chấn con người có giúp một cái, mặt hiện vẻ rung động, điều này sao có thể? Kim quang kia tốc độ, hắn rất rõ ràng. Hơn nữa, cơ hồ là ở Diệp Thần bên người bùng nổ à. Muốn ở kim quang xuất hiện ngay tức thì tiến hành né tránh là căn bản không thể nào. Có thể Diệp Thần tại sao tránh được? Trong chốc lát, đầu óc hắn hỗn loạn, nhưng, hắn rất nhanh liền đem trong đầu ý tưởng, toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, hai tròng mắt gắt gao phong tỏa Diệp Thần cái ót. Trên thực tế, kim quang kia vốn là một cái cờ hiệu, kim quang uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn biết Diệp Thần sinh mệnh lực cũng là khủng bố. Tại sao, Huyền Chấn có lòng tin dựa vào đại trận này chu diệt Diệp Thần? Một cái, là Yêu Dương Kim Quang trận có thể dựa vào ác liệt kim quang không ngừng tiêu hao đối thủ, một cái khác, thì là có thể che giấu mình tồn tại cùng với đợt công kích động chờ một chút. Cái này, mới là Huyền Chấn chân chính dựa vào. Huyền Chấn ở Thánh Thiên Thành, được gọi là hám trùy, có cuồng lực phách thể. Một thân trùy đạo thần thông thà thể chất,
vô cùng là phù hợp, cái này một chùy bên trong hàm chứa trình độ cao nhất rung động lực tàn phá. Nhưng, Huyền Trấn có một cái nhược điểm lớn nhất, chính là ra tay quá chậm. Cái này chùy pháp uy lực mặc dù nghịch thiên, nhưng, muốn đánh chúng cùng cấp đối thủ, nhưng là vô cùng là khó khăn. Vì vậy, dưới tình huống, Huyền Trấn đang trong chiến đấu đều sẽ không sử dụng cái này bộ uy lực nghịch thiên chùy pháp tiến hành công kích, như vậy kết quả chỉ có thể bị đối thủ tránh thoát thôi. Nhưng, có cái này bộ yêu dương kim quang trận, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Ở trận pháp phối hợp dưới, trong trận kẻ địch căn bản không thể nào phát hiện Huyền Trấn ra tay, một thân khủng bố lực tàn phá, có thể phát huy đến tinh tế. Đây cũng là tại sao, hắn có tự tin dựa vào trận pháp này, hoàn toàn chu diệt Diệp Thần. Cái này một chùy bên trong ẩn chứa lực lượng, vô cùng dâng trào, vô hình kia lực cơ hồ muốn hóa thành thực chất, mơ hồ có thể gặp, kim quang chùy chung quanh, đạo vận dòng nước chảy, quy luật lực, qua lại không dứt, hơn nữa, ngưng luyện cực kỳ. Đúng cái thiên địa đều tựa hồ muốn vây quanh cái này một chùy mà bể tan tành. Huyền Trấn mặt hiện vẻ dữ tợn, cho dù Diệp Thần tránh thoát vậy kim mang cũng vô dụng, cái này một chùy trúng mục tiêu, Diệp Thần sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể làm mất đi. Mắt thấy, kim quang này chùy thì phải nện ở Diệp Thần cái ót bên trên. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp, Diệp Thần thân hình lại là quỷ dị lắc một cái, đột nhiên ở Huyền Trấn trong tầm mắt, biến mất không gặp. Ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cái này một chùy đánh vào chỗ trống. Toàn bộ yêu dương kim quang trận, đều ở đây cái này một chùy lực lượng bên trên, điên cuồng hỗn loạn, xu hướng tại bể nát. Làm sao có thể? Huyền Trấn kêu lên một tiếng, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ, Diệp Thần tại sao tránh được? Đây là, hắn sau lưng vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt nói, ta nói, trận pháp này đối với ta vô dụng. Huyền Trấn chợt xoay người, chỉ gặp Diệp Thần chẳng biết lúc nào, lại là xuất hiện ở mình sau lưng, mà hắn, đối với là một đôi hồng mang chớp động trong mắt. Cặp mắt kia tựa hồ có loại nhìn thấu hết thảy ma lực vững vàng phong tỏa mình. Cái này yêu dương kim quang trận ở Diệp Thần trước mặt lại là giống như không có tác dụng, hoàn toàn không cách nào che giấu hắn tồn tại à. Diệp Thần ban đầu mặc dù có thể tránh kim quang kia bắn nhanh, thì không phải là may mắn, mà là, trước thời hạn cảm ứng được trận pháp công kích, tiến hành dự trù. Mà hắn là cái gì có thể cảm ứng được cái này yêu dương kim quang trận đợt công kích động? Yêu dương kim quang trận, lớn nhất đặc điểm, chính là che giấu hơi thở, chập chờn vân. Vân, đây cũng không phải là ai cũng có thể cảm ứng được. Diệp Thần có thể làm được một điểm này, có hai cái nguyên nhân. Một, hắn thần niệm lực, vô cùng mạnh mẽ. Hai, hắn có thông thiên minh bia. Đặc biệt, là điểm thứ hai. Thông thiên minh bia thậm chí có thể trợ giúp Diệp Thần phát hiện công kích bên trong quy luật sơ hở, tự nhiên, đối với trận pháp, hữu hiệu giống vậy. Vì vậy, cái này yêu dương kim quang trận đối với Diệp Thần quả thật không có một chút hiệu quả. Mà đi đôi với Diệp Thần lời của, đồng thời mà đến, còn có Diệp Thần kiếm. Giờ phút này, là chiến đấu, là sống chết liều mạng, Diệp Thần có thể không có gì nói xong, cho người phản ứng thời gian dự định. Hắn lên tiếng ngay tức thì. Cũng đã ra tay, thậm chí, nói chuyện ngược lại là vì phân tán Huyền Trấn tinh thần, để cho hắn sự chú ý, rơi vào lời nói trên, mà không phải là công kích. Một đạo vô cùng là lạnh thấu xương ngân hà, bỗng nhiên ở Huyền Trấn trước mắt bùng nổ, khoảng cách gần như vậy dưới, căn bản không thể tránh né. Huyền Trấn trong mắt mơ hồ hiện lên sợ hãi vẻ, cái này ánh sao bên trong ẩn chứa lực lượng lại là để cho hắn có một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Một khắc sau. Hắn không chút do dự giơ lên đồ sộ chùy, lập ở trước người, cả người yêu lực bơm vào, vậy đồ sộ chùy kim quang lớn thả, một cổ vô cùng động khí thế, tự nhiên ra, kim quang này chùy nháy mắt tức thì tựa như biến thành một mặt thuẫn lớn. Đồng thời, yêu dương kim quang trận, cũng là kim mang bạo tránh, ở Huyền Trấn quanh thân hình thành một đạo phòng vệ màn sáng. Lại là ầm một tiếng vang thật lớn, bất quá, lần này, Diệp Thần kiếm quang cũng không có rơi vào khoảng không. Thực đánh tại hiện trường đánh vào kim quang đồ sộ chùy bên trên, đồ sộ chùy một hồi lay động, ánh sáng vỡ vụn, liền liền sau đó yêu dương kim quang trận phòng ngự, cũng là đồng thời tan vỡ, Huyền Trấn thân thể, ngay tức thì bão tố máu, đổ bay ra. Huyền Trấn thực lực không kém, nếu như dưới tình huống bình thường, Diệp Thần tinh hồn chạm và nắm giữ kiếm pháp mặc dù mạnh, nhưng, nhất kích dưới, muốn đột phá hắn phòng ngự, thậm chí, đánh bay đối phương đều là thật khó,
Có thể hiện tại, huyền chấn bởi vì yêu dương kim quang trận, tùy tiện thi triển công kích mạnh nhất, một kích này rơi vào khoảng không sau đó, chỉ có thể vội vàng phòng ngự. Tạm thời bày ra phòng ngự, cho dù có kim quang trận gia trì, cũng thì không cách nào hoàn toàn ngăn trở tinh hồn trảm. Nguyên bản, yêu dương kim quang trận là huyền chấn ưu thế, có thể hiện tại, nhưng ngược lại đưa đến hắn bị thương. Huyền chấn thân thể trên không trung một cái xoay tròn, liền rơi xuống tới, ngực hắn, bụng, cánh tay, trên bắp đùi, trải rộng mấy đạo dữ tợn vết kiếm, cũng chính là huyền yêu nhất tộc thân xác siêu cường, nếu không, dưới một kiếm này, huyền chấn có thể đều phải mất đi chiến lực. Mà hắn mới vừa rơi xuống đất, Diệp Thần hạ một kiếm đã đến. Hoàn toàn không cho bất kỳ thở dốc, hồi phục cơ hội. Thực lực lên cấp sau Diệp Thần đã có thể liên tục thi triển tinh hồn trảm. Huyền chấn cắn răng một cái, kinh nghiệm chiến đấu, cực kỳ phong phú, hắn biết mình lúc này tình huống, thật không tốt. Tiết tấu của chiến đấu hoàn toàn bị Diệp Thần nắm giữ à. Đồng thời, hắn cũng không khỏi được ở trong lòng xúc động, thanh niên trước mắt thật là vạn cổ khó gặp trung cực yêu nghiệt, ở tư chất, thiên phú chiến đấu bên trên cũng là không thể bắt bẻ. Huyền chấn trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, hắn biết, nếu như muốn trọng chỉnh tư thế, thoát khỏi Diệp Thần áp chế, cũng chỉ có thể hợp lại. Trong tay hắn búa tạ một lần hành động, lần nữa bày phòng ngự, nhưng, kết quả lộ ra thấy rõ, huyền chấn thân thể lại một lần nữa tuôn ra xương máu, đổ bay ra, vết thương chồng chất, có thể còn sống thật là đều là một cái kỳ tích. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 chiêu huyền chấn thất bại không thể nghi ngờ. Liên liên Diệp Thần cũng cảm thấy, trận chiến này hơi quá buông lỏng. Có thể, giữa lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc nhưng là dị biến phát sinh. Nguyên bản chung quanh bình tĩnh màu vàng sương mù, lại là ngay tức thì sôi trào lên, một cổ vô cùng là sao động, không yên hơi thở ở trong trận kích động, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, một khắc sau, cả tòa yêu dương kim quang trận, ngay tức thì tràn ngập một cổ cuồng bạo năng lượng. Cái này huyền chấn lại là trực tiếp đem đúng tòa đại trận nổ. Hôm nay huyền chấn, đã bị thương không nhẹ, lại đang đổ bay bên trong, lại chịu đựng đại trận này nổ lực, thương thế, tất nhiên tăng thêm. Mặc dù hắn có trận bàn hộ thân, có thể trong phạm vi nhất định, khống chế nổ tung hiệu quả, nhưng, vẫn là hung hiểm cực kỳ. Thậm chí, có thể trực tiếp bị nổ chết. Nổ đại trận đối với Diệp Thần ảnh hưởng tuyệt đối không có đối với chính hắn ảnh hưởng lớn. Có thể, huyền chấn biết, đây là hắn hôm nay duy nhất phá cuộc phương pháp. Yêu dương kim quang trận chính là thượng cổ đại trận, nổ uy lực kinh người. Cho dù là Diệp Thần cũng chỉ được tạm thời thu kiếm phòng thủ. Một đạo kim sắc chùm tia sáng, phóng lên cao, hoa phá trường không, cho dù chỗ ngoại ô, như cũ lóng lánh cả tòa thánh thiên thành, huyền uyên thấy cái này màu vàng chùm tia sáng sắc mặt hơi đổi, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng làm hắn cũng không dám đến gần. Không lâu lắm, chùm tia sáng tiêu tán, đúng tòa trang viên đã là một mảnh hỗn độn. Biến thành phế tích, chỉ có một tòa nhà miễn cưỡng không có sụp đổ, một đạo gần như tan vỡ màu tím màn hào quang, đem bảo vệ, hiển nhiên, gian phòng này khác có trận pháp phòng vệ. Căn nhà kia dĩ nhiên là huyền nhã chỗ chỗ. Phế tích bên trong, đứng thẳng hai đạo thân ảnh chính là Diệp Thần cùng huyền chấn. Giờ phút này, huyền chấn cả người máu tươi, nổ sau đó, cả người kiếm tổn thương, tiến một bước trở nên ác liệt, hơi thở cũng không yên, nhưng... hắn trên mặt nhưng mang hung hãn nụ cười. Nổ yêu dương kim quang trận, mặc dù điên cuồng, nhưng, hắn thành công ngăn trở Diệp Thần thế công. Diệp Thần trên mình giống vậy trải rộng vết thương, bất quá, hắn trạng thái hiển nhiên so với huyền chấn tốt hơn rất nhiều, hắn ngưng mắt nhìn huyền chấn trong mắt lộ ra lau một cái vẻ tán thưởng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nói lời nào, thân hình đồng thời chuyển động. Ầm một tiếng. Đen nhánh trường kiếm cùng màu vàng búa tạ ầm ầm đụng nhau, lần này giao thủ, Diệp Thần cùng huyền chấn đồng thời lui về phía sau. Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, cho dù không thi triển vậy lực tàn phá cực mạnh trùy pháp, huyền chấn thực lực cũng là không tầm thường, cho dù hôm nay hắn trạng thái cũng không tốt, một kích này dưới, mình cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào, chỉ có thể nói, coi như bên tám lạng, người nửa cân. Bất quá, hắn sắc mặt nhưng vẫn bình tĩnh, bởi vì... bên tám lạng, người nửa cân cũng đã tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Cũng không phải là ai, đều có xem Diệp Thần như vậy nghịch thiên thể chất, lấy huyền chấn hôm nay trạng thái căn bản không cách nào đang chiến đấu kiên trì bao lâu. Rất nhanh, kiếm quang hồi sinh, Diệp Thần hiện tại phải làm, chính là mau sớm,
đem Huyền Trấn ép đến cực hạn. Huyền Trấn chặt chẽ cắn răng, không ngừng đang chiến đấu tìm kiếm cơ hội, có thể để cho hắn tuyệt vọng phải, Diệp Thần mỗi một lần ra tay, cũng gần như hoàn mỹ. Huyền Chiến cả đời trải qua chiến đấu vô số, lại càng không thiếu hung hiểm cực kỳ sống chết tình huống, nhưng, hắn phát ra từ nội tâm cảm giác, Diệp Thần là hắn gặp qua nhất là đối thủ khó dây dưa. Sợ rằng, cho dù hắn thuộc về khỏe hẳn trạng thái, có thể tạm thời áp chế Diệp Thần, nhưng, chỉ cần không cách nào chân chính đánh bại, vậy sớm muộn sẽ xuất hiện sơ hở bị Diệp Thần nghịch tập chứ. Diệp Thần thật là giống như là một cái máy chiến đấu. Thường ngày, Diệp Thần đối mặt đối thủ, thường thường một hai chiêu, liền đánh bại, bọn họ chỉ là sợ hãi, rung động tại Diệp Thần mạnh mẽ, có thể, chỉ có chân chính cùng Diệp Thần đánh lâu sau đó, mới có thể bộc phát cảm nhận được, người thanh niên này đang chiến đấu lên khủng bố à. Đối mặt Diệp Thần, cho dù thực lực cùng tương đương, cũng không thể chút nào sai lầm, phải dù sao cũng phân tập trung, mỗi một lần ra tay, cũng xu hướng tại hoàn mỹ, nếu không, chết nhất định sẽ là ngươi. Loại áp lực này, cho dù đối với đã trải qua chiến trường cường giả, cũng chưa chắc có thể một mực chịu đựng đi xuống. Đặc biệt, Huyền Trấn biết, mình thương thế, theo chiến đấu càng ngày sẽ càng nặng. Hắn đã bị đẩy vào tuyệt lộ. Hai người điên cuồng giao thủ hơn ngàn lần sau đó, rốt cuộc, Huyền Trấn ở đồng thời dưới áp lực, không ra. Rất sai lầm nho nhỏ, hắn tâm cảnh trên có từng tia nóng nảy, đưa đến đối với kim quang búa tạ khống chế, hơi không yên. Đối với võ giả tầm thường mà nói, có thể sẽ coi thường, có thể Diệp Thần giống như là một cái chờ cơ hội nhi động rắn độc, hoàn mỹ nắm chặt đối thủ sai lầm. Một đạo cường thịnh kiếm quang, bỗng nhiên bùng nổ, lần này, kiếm mang rốt cuộc xé nát vậy búa tạ lên kim quang, chém vào Huyền Trấn thân thể bên trong. Phốc! Huyền Trấn hung hãn phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ bay ra, đập về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hắn nằm vật xuống đập hố sâu bên trong, thoi thóp. Trận chiến này, hắn cuối cùng vẫn bại. Diệp Thần trong mắt thần mang chớp động, trầm ngâm, cùng Huyền Trấn cái này nhóm cường giả giao thủ, để cho hắn cảm ngộ khá nhiều, thực lực trên mơ hồ lại có một chút đột phá. Một nén nhang thời gian sau đó, hắn quét hố sâu bên trong Huyền Trấn một mắt, không có hạ sát thủ, trực tiếp hướng Huyền Nhã chỗ ở nhà đi tới. Vậy đạo phòng vệ trận pháp, ở yêu dương kim quang trận nổ dưới, đã lảo đảo muốn rơi xuống, Diệp Thần tiện tay một kiếm liền đem hoàn toàn mất đi, đẩy cửa vào. Mới vừa vào cửa, hắn con người chính là co rúm một cái, một đạo lạnh thấu xương sắc bén hướng hắn nơi mi tâm, bắn nhanh tới. Có thể, cái này sắc bén ở cách Diệp Thần ấn đường, còn có nửa tấc lúc đột nhiên dừng lại. Một đạo tràn đầy khó tin mùi vị giọng nữ, ở trong nhà vang lên nói, Diệp Thần. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Huyền Nhã nhìn Diệp Thần, mắt đẹp bên trong tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Diệp Thần chỉ một cái vết thương trên người, cố làm nghiêm túc nói, ta bị thương, cần ngươi, thay ta lên thuốc. Huyền Nhã nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, ngươi. Ngươi vừa không có hôn mê, dựa vào cái gì để cho ta giúp ngươi? Bất quá, ngoài miệng tuy như thế nói, nàng trong mắt nhưng là nổi lên hơi nước, tràn đầy vẻ cảm động. Nàng nguyên bản đã nghĩ được chết, nhưng lại không cam lòng lại chết như vậy. Cho nên, nàng quyết định ở Huyền Cừ lúc xuất hiện, liều mạng nhất kích không được, lại tự sát. Huyền Nhã mặc dù xuất thân Xích Tinh Thánh Địa, nhưng, huyết mạch cùng tư chất cũng là vô cùng là ưu tú, thậm chí có thể nói, còn ở Huyền Cừ bên trên, sở dĩ, nàng thực lực không bằng Huyền Cừ, Huyền Uyên, chỉ là bởi vì tu võ hoàn cảnh chênh lệch thôi. Cho nên, nàng muốn chết. Trực tiếp cháy huyết mạch, đừng nói là Huyền Cừ, chính là Huyền Khôn vậy nhóm cường giả cũng chưa chắc ngăn cản được. Có thể nàng nằm mơ vậy không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ tới cứu mình à. Diệp Thần nhìn Huyền Nhã thần sắc, cười nói, đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ là muốn người đàn ông. Thôi, hiện tại vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Ngươi, Huyền Nhã lại là một hồi tức giận, bất quá, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần, đi ra nhà. Cùng Huyền Uyên cùng hướng Thánh Thiên Thành đi. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Thành, một tòa phủ đệ bên trong, bạo phát ra một đạo vô cùng là mênh mông hơi thở. Thực lực ở còn chân cảnh võ giả, rối rít thần sắc động một cái, hướng hơi thở kia truyền tới phương hướng nhìn. Tòa kia phủ đệ, bất ngờ chính là Huyền Cừ cư trú chỗ. Trong mật thất, Huyền Cừ bỗng nhiên mở hai mắt ra,
trong mắt lại là tràn ngập một cổ cuồng dã thú tính. Cùng với, vô cùng là nồng đậm yêu khí. Huyền Cừ chậm rãi đứng lên, khóe miệng, hiện lên lau một cái mừng rỡ nụ cười nói, cái này hóa thân thần thông, rốt cuộc để cho ta tu luyện đến tầng thứ ba, thú huyết tương hợp cảnh giới. Tiếng nói vừa dứt, thân thể một hồi vặn vẹo, rồi sau đó, một cái quanh thân ngọn lửa vô cùng là nóng rực dương hỏa thiên giao, từ trong cơ thể chui ra. Huyền Cừ ngưng mắt nhìn đầu kia dương hỏa thiên giao, nụ cười trên mặt, bộc phát đậm đà. Đầu này dương hỏa thiên giao, bất ngờ là một đầu còn chân cảnh siêu cấp yêu thú à. Trên thực tế, năm đó Huyền Cừ một lần cơ duyên xảo hợp dưới, lấy được là 4 cái dương hỏa thiên giao trứng, thuở nhỏ thuận tiện lấy máu tươi tế luyện, mới có thể điều khiển những thứ yêu thú này. Nhưng, đối bên ngoài, hắn một mực tuyên bố, mình chỉ có 3 điều dương hỏa thiên giao. 4 cái giao long trứng, ấp trứng sau đó, trong đó có một cái chính là dị chủng. Cái này dị chủng huyết mạch, cực kỳ mạnh mẽ, bất luận là yêu máu, vẫn là máu rồng, cũng cao hơn cái khác 3 cái, một cấp bậc. Huyền Cừ sở dĩ phải đem ẩn núp, chính là bởi vì hắn phải đem cái này dị chủng giao long làm vì mình lớn nhất hậu thủ. Trên thực tế, hóa thú thần thông có một cái điều kiện, cũng không cách nào đem so với mình thực lực cường đại yêu thú luyện vào bên trong cơ thể, trừ phi, yêu thú này là bổn mạng của mình yêu thú. Mà muốn có bổn mạng yêu thú, liền phải đem hóa thú thần thông, tu luyện tới tầng thứ 3, thú huyết tương hợp cảnh giới. Huyền Cừ sở dĩ một mực đang bế quan, vì chính là đột phá đến cái này một cảnh giới. Mà hắn, thành công. Hắn hôm nay, đã có thể đem điều này dị chủng giao long, luyện vào bên trong cơ thể, hơn nữa, có bổn mạng yêu thú sau đó, đã không chỉ là có thể vận dụng yêu thú huyết mạch lực lượng vân, thi triển thủ đoạn công kích, ở sinh mệnh lực, lực lượng các phương diện, đều sẽ có tăng lên. Hôm nay, Huyền Cừ thực lực ngay tức thì tăng vọt gấp mấy lần. Phòng khách bên trong Huyền Đồ, đột nhiên thần sắc động một cái, chỉ gặp, một tên thanh niên tóc vàng xuất hiện ở trước mặt, chính là Huyền Cừ. Hắn có chút kích động nói, thiếu gia, ngài rốt cuộc xuất quan. Huyền Cừ bình tĩnh ngồi xuống nói một chút xem, ta bế quan lúc đó, chuyện gì xảy ra. Huyền Đồ đem Diệp Thần chuyện làm, từng cái bẩm báo. Nói xong lời cuối cùng, hắn mặt đầy vẻ lo lắng nói. Hôm nay, Huyền Nhã đã bị Diệp Thần mang đi, liền Huyền Trấn cũng thua ở trong tay hắn. À, Huyền Cừ trong mắt vẻ kinh dị chớp mắt nói, Huyền Trấn hiện tại thế nào? Trọng thương, nhưng, đã khôi phục ý thức. Huyền Cừ nói, kêu hắn tới gặp ta muốn hỏi một chút quá trình chiến đấu. Không lâu lắm, Huyền Đồ liền đem một tên vết thương chồng chất, vô cùng là yếu ớt người đàn ông trung niên dẫn vào, chính là Huyền Trấn. Huyền Cừ nhìn một thân vết thương, cặp mắt híp lại, bắt đầu hỏi chiến đấu chi tiết. Rất nhanh, hắn khóe miệng chính là hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười nói, ước chừng dùng 1000 chiêu mới đánh bại bị thương ngươi. Xem ra, cái này Diệp Thần thực lực, tối đa cũng chỉ còn thật nhất tầng thiên. Hắn chậm rãi đứng dậy, lẩm bẩm, Diệp Thần, người đoạt phụ nữ của ta, chặn ta tài lộ, để cho ta danh tiếng quét sân, thậm chí từ tuyệt đại yêu nghiệt trở thành trò cười. Hiện tại, ta thì phải để cho ngươi trả giá thật lớn, dùng máu ngươi đòi lại thuộc về ta hết thảy. Một khắc sau, thân hình chớp mắt liền tại chỗ biến mất. Huyền Uyên chỗ ở phủ đệ bên trong, hai đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao, chính là Huyền Uyên cùng Diệp Thần. Bọn họ mới vừa cũng cảm nhận được liền vậy cổ khí tức cường đại. Không chỉ là hắn hai người chúng ta, đã có không thiếu huyền yêu tộc người đều tụ tập ở Huyền Uyên phủ đệ chung quanh, bởi vì bọn họ biết, Huyền Cừ muốn tới. Quả nhiên, không lâu lắm, một đạo kim sắc độn quang giống như tia chớp, bắn nhanh tới. Một tên lãnh ngạo thanh niên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là Huyền Cừ. Huyền Cừ rốt cuộc xuất hiện. Nguyên bản, đám người lấy là Huyền Cừ sở dĩ không lộ diện, là bởi vì là sợ Diệp Thần, nhưng, cảm nhận được liền cổ khí tức kia sau đó, bọn họ biết mình sai rồi. Huyền Cừ không phải sợ liền Diệp Thần, mà là ở bế quan à. Hôm nay Huyền Cừ, thực lực tất nhiên lại có nơi tiến bộ. Bọn họ đều là kích động, cái này một chàng thiên tài tới giữa chiến đấu, có thể nói là vạn chúng chúc mục. Huyền Cừ lạnh lùng nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, là ngươi, giết Huyền Bình. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ừ. Huyền Cừ ánh mắt hơn nữa âm hàn nói, Huyền Bình không có nói cho ngươi, hắn là người ta.
Diệp Thần nói. Huyền Cừ trên mặt hiện lên vẻ giận dữ nói, đã như vậy, ngươi còn dám giết hắn. Diệp Thần nói, ta đánh chó, không xem chủ nhân, hơn nữa. Hắn khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, ngươi còn không tư cách để cho ta có chỗ cố kỵ. Huyền Cừ nghe vậy, trầm mặc, chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi so ta tưởng tượng bên trong, còn muốn cuồng. Một bên Huyền Uyên, ánh mắt nhỏ tránh, Huyền Cừ rất thông minh. Hắn lời nói này cũng không phải là nói nhảm, Huyền Cừ sở dĩ nhắc tới sao nhiều, nguyên nhân rất đơn giản. Đem mâu thuẫn dẫn tới Huyền Bình trên mình, mà không phải là đặt ở Diệp Thần hư hắn trên phương diện làm ăn. Giống như, Huyền Cừ bởi vì bế quan, không biết Diệp Thần làm cái gì vậy. Đây đúng là một cái vãn hồi mặt mũi phương pháp. Bỗng nhiên, Huyền Cừ đưa mắt đặt ở Huyền Uyên trên mình nói, Huyền Uyên, nghe nói, ngươi và thằng nhóc này kết minh. Huyền Uyên mặt không thay đổi nói, Huyền Cừ, cần gì phải biết còn hỏi. Huyền Cừ nhìn hắn, trầm giọng nói, Huyền Uyên, ngươi nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, hiện tại, không muốn lại chống đỡ hắn, ta nguyện ý bỏ ra 10 triệu yêu linh tinh, hơn nữa, đối với ngươi cam kết, đi về sau sẽ không đối với Thánh Nguyệt Thành người ra tay. Trong chốc lát, mọi người tại đây đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Huyền Cừ nói gì? Đây chính là 10 triệu yêu linh tinh à? Suy nghĩ một chút, Xích Tinh Thánh Địa cầm ra mấy ngàn yêu linh tinh cũng có chút miễn cưỡng, 10 triệu cái gì khái niệm. Số này mục, cho dù là Thánh Nguyệt Thành đều không cách nào khinh thường à. Có thể gặp, Huyền Cừ có nhiều hận Diệp Thần, vì để cho Diệp Thần chết, thật là không tiếc giá cao. Tất cả mọi người đều nhìn Huyền Uyên, ở bọn họ xem ra, Huyền Uyên không có lý do cự tuyệt. Trên thực tế, Huyền Uyên hôm nay mục đích đã đạt đến, hắn để cho Huyền Cừ bị thua thiệt nhiều. Trước kia thù coi như là báo. Nếu như, bây giờ có thể thu hoạch 10 triệu yêu linh tinh, đó là chân chánh viên mãn à. Mấu chốt nhất là, mới vừa Huyền Cừ bùng nổ hơi thở, rất mạnh, hôm nay, Diệp Thần chưa chắc là Huyền Cừ đối thủ. Lúc này cùng Diệp Thần vạch rõ giới hạn, trên thực tế, là tốt nhất lựa chọn. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Huyền Uyên mỉm cười nói, Huyền Cừ, rất tốt điều kiện. Đám người nghe vậy, ánh mắt chớp mắt. Huyền Uyên đây là phải đáp ứng à? Không có Thánh Nguyệt Thành chống đỡ, Diệp Thần bất luận thực lực như thế nào đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên liên Diệp Thần cũng là khẽ cau mày, trong mắt có chút ngưng trọng. Có thể, một khắc sau, Huyền Uyên nhưng là cười lạnh nói, đáng tiếc, ta muốn cự tuyệt, người mới vừa tổn thất ba nhà cửa hàng, thu vào hẳn giảm nhiều liền chứ. Lúc này, lại bắt người tiền há chẳng phải là liên tiếp gặp tai nạn. Ta còn không có tàn nhẫn như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh không nhịn được thấp giọng cười lên. Đây là đang yết Huyền Cừ vết sẹo à? Huyền Cừ nghe vậy, sắc mặt run lên, lạnh giọng nói, Huyền Uyên, nhớ ngươi nói, rất nhanh, ngươi liền sẽ hối hận. Nguyên bản, hắn chẳng muốn tự mình động thủ, để cho những cái kia kinh khủng cung phụng ra tay, Diệp Thần hẳn phải chết. Dưới mắt hắn không có biện pháp tiếp tục ẩn núp lá bài tẩy. Diệp Thần phải chết. Đột nhiên, một đạo vô cùng tinh thuần, dâng trào, giống như bão như gió yêu khí, từ Huyền Cừ trong cơ thể cuồng trào ra, mọi người chung quanh ở nơi này yêu khí đánh vào dưới, đều là sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Huyền Cừ ánh mắt bộc phát kính sợ đứng lên. Huyền Cừ trong mắt thú tính cuồng trào, bỗng nhiên, miệng của hắn bên trong phát ra một tiếng rồng ngâm, biến thành nửa người nửa long hình thái, cả người yêu lực, điên cuồng dâng lên trước. Thoáng qua tới giữa, Huyền Cừ thực lực chính là đột phá tới còn chân cảnh. Vô cùng minh mông uy áp bao phủ cái này một phương thiên địa. Thời khắc này Huyền Cừ, nhìn như giống như là Long Hoàng, giống như là yêu thần, quá gần bá đạo. Tất cả mọi người đều là không dám tin tưởng. Huyền Cừ lại đột phá. Cái này thứ nhất yêu nghiệt thực tới danh quy à. Nửa bước còn thật đến còn thật, chênh lệch, cũng lớn được khó có thể tưởng tượng, đột phá còn chân cảnh, thực lực liền sẽ sinh ra biến chất. Bây giờ Huyền Cừ, ở trẻ tuổi một đời bên trong, là vô địch. Nguyên bản, coi trọng Diệp Thần người vậy đều lắc đầu một cái, Diệp Thần muốn chiến thắng Huyền Cừ, quá khó khăn. Huyền Cừ mắt nhìn xuống Diệp Thần, lạnh lùng nói, Diệp Thần, đời sau, đánh chó nhớ xem chủ nhân, nếu không, rất có thể sẽ chết rất thảm. Tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn liền nhiều hơn một thanh trường kiếm, hướng về phía Diệp Thần hung hăng chém xuống. Một đạo hàm chứa vô tận yêu dị hơi thở màu vàng kiếm quang,
bỗng nhiên hiện lên, một kiếm này xuất hiện ngay tức thì, cả tòa thánh thiên thành bên trong quy luật lực, liền bắt đầu vết nứt, tan vỡ, tựa như giờ phút này chỉ có huyền cử kiếm trong tay có thể nắm giữ hết thảy. Bất kỳ quy luật đều phải làm nhượng bộ vậy. Huyết tâm chiến trường gác lửng bên trên, tên kia cô gái xinh đẹp mắt đẹp bên trong, hiện ra lau một cái hơi kinh ngạc vẻ, cho dù lấy nàng tầm mắt, cũng cảm thấy một kiếm này khá là xuất sắc. Xem ra, cuộc chiến đấu này thật có khả năng là huyền cử thủ thắng. Đối mặt một kiếm này, Diệp Thần con ngươi hơi co lại, ngay tức thì nắm sát kiếm, một đạo chém ra. Sáng chói ngân hà cùng màu vàng kia kiếm quang nháy mắt va chạm. Tinh hà kia kiếm quang kịch liệt lóe lên chỉ chốc lát sau, chính là bắt đầu tan vỡ. Trong mắt mọi người, đồng thời hiện lên lau một cái vẻ rung động, Diệp Thần tinh hồn chạm rốt cuộc bị chấn áp à. Ánh sao mất đi, màu vàng kiếm quang, ngay tức thì rơi vào Diệp Thần trên thân hình. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thân thể từ không trung bị đánh rơi hung hãn đập vào mặt đất bên trên, toàn bộ thánh thiên thành tựa hồ, cũng run rẩy một tí. Vô tận bụi bấm nâng lên. Hiện trường, một phiến tĩnh mịch. Huyền cử quá mạnh mẽ. Mà Huyền Uyên sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cúi đầu nhìn vậy cuồn cuộn bụi bẩm, trong mắt run run, hắn thật là muốn điên. Huyền Uyên biết, Huyền cử có đột phá, có thể không nghĩ tới Huyền cử đột phá như vậy kinh người à. Ngay tại lúc này, Huyền cử giọng châm chọc vang lên nói, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận, Huyền Uyên, ngươi thực lực không bằng ta cũng được đi, liền ánh mắt cũng không được à. Ha ha, bắt đầu từ hôm nay, ngươi và Diệp Thần đối với ta làm ta sẽ đòi lại gấp bội lần. Huyền Uyên bả vai run một cái, hắn cảm giác được mình sai rồi. Bỗng nhiên, vậy cuồn cuộn bụi bẩm tựa như bị gió lớn cuộn sạch vậy, tiêu tán không còn một mống, đám người hướng xuống đất nhìn, chỉ gặp, Diệp Thần nơi ngực, xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Thân thể bị Huyền cử một kiếm hoàn toàn xuyên qua. Nhìn như bị thương rất nặng, mặc dù Diệp Thần không có bị Huyền cử một kiếm trong nháy mắt giết, nhưng cũng có thể nhìn ra, giữa hai người chênh lệch à. Huyền cử thấy vậy, giữ tợn cười một tiếng, hắn biết, mình thắng chắc. Có thể, quỷ dị chính là, dù vậy, Diệp Thần sắc mặt nhưng vẫn vô cùng lãnh đạm, lại là không có chút nào chập chờn. Hắn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn bầu trời bên trong Huyền cử, mở miệng nói, Huyền cử, ngươi có thể nhớ, ta mới bắt đầu nói qua với ngươi nói. Ừ, Huyền cử nhướng mày một cái, thằng nhóc này làm cái gì? Hắn nguyên vốn cho là, Diệp Thần cho dù lại cuồng, hiện tại cũng hẳn bắt đầu sợ, nhận thua, hướng mình nói xin lỗi. Nhưng mà đâu? Diệp Thần nhưng không giải thích được hỏi như thế một câu nói. Đám người cũng là sững sờ, không rõ ràng Diệp Thần là ý gì. Diệp Thần khóe miệng, dương lên một nụ cười nói, ta nói qua, nếu như ngươi thả Huyền Nhã, hơn nữa, đến Xích Tinh Thánh Địa quỳ xuống đất nói xin lỗi, ta có thể tha ngươi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là nín thở. Bọn họ trừng hai mắt, khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Người điên! Đây là triệt triệt để người điên à! Nhất kích bị nghiền ép dưới tình huống, Diệp Thần lại vẫn dám miệng ra cuồng ngôn. Đây quả thực là ngại mình mệnh dài à! Huyền cử nghe vậy, cười, giận dữ ngược lại cười. Trên trán của hắn, nổi gân xanh, trong mắt sát ý, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Hắn Huyền cử lúc nào bị người lại, hết lần này lần khác làm nhục qua. Huyền cử quát lên, được, rất tốt, cũng sắp chết, còn muốn theo ta trang, theo ta phô trương thanh thế. Diệp Thần, ta nghe nói, người bị Huyền Trúc Thiên Thú diệt đánh chúng thời điểm rất không hài lòng. Lần này, bổn công tử thành toàn cho ngươi. Nguyên bản, Huyền cử không hề dự định vận dụng một chiêu này, dẫu sao, sẽ đối với bổn mạng của mình yêu thú tạo thành tiêu hao. Nhưng hiện tại hắn không nhịn được, hắn phải đem cái này phách lối đến đột phá chân trời tiểu tử, hoàn toàn trong nháy mắt giết. Một tiếng rồng ngâm, bỗng nhiên ở Huyền cử sau lưng vang lên, một đạo màu xích kim giao long hư ảnh ngay tức thì hiện lên. Có bổn mạng yêu thú sau đó, Huyền cử thi triển ngày này thú diệt, không cần chuẩn bị thời gian, cơ hồ trong nhất niệm, liền phải ra tay. Một cổ mất đi, nổ tung, hung hãn, nóng rực hơi thở, ngay tức thì hạ xuống. Bao phủ cả tòa thánh thiên thành, vô số huyền yêu tộc người, cảm thụ Huyền cử giờ phút này tản ra khí thế, đều là tâm thần đều run. Vậy giao long hư ảnh, thật là giống như là thời đại thượng cổ chí tôn yêu thần đồ đằng vậy có cao nhất thần uy.
Một kích này thiên thú diệt, so với huyền trúc thi triển thiên thú diệt, đâu chỉ cường đại trăm lần. Trong chớp mắt, vậy giao long hư ảnh, thì đã bay ra, hướng Diệp Thần hung hăng nhào tới. Diệp Thần trong mắt hiện lên vô cùng là vẻ ngưng trọng, âm thầm gào thét nói, sóc lão, huyền tiên tử, mượn ta lực lượng. Một cổ dâng trào oai rồng ngay tức thì phóng lên cao, đồng thời, sát kiếm bên trên, huyết quang bạo tránh, kiếm ý lăng tiêu. Diệp Thần sở dĩ tận lực chọc giận huyền cừ, vì chính là buộc hắn sử dụng ngày này thú diệt. Mượn dùng sóc lão cùng huyền hàn ngọc lực lượng, không thích hợp đánh lâu, phải tốc chiến tốc thắng, tốt nhất lựa chọn chính là bức bách huyền cừ vận dụng đại chiêu. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, hắn cũng có thể từ nơi này đại chiêu bên trong lấy được thật tốt chỗ. Thoáng qua tới giữa, Diệp Thần thân thể liền bị vậy xích ánh sáng màu vàng, hoàn toàn chìm ngập, mặt đất điên cuồng rung động, thánh thiên bên trong thành, rất nhiều nhà sụp đổ, tựa như vạn cấp động đất đến vậy. Gió lớn gào thét, điện thiểm lôi minh, một bộ ngày tận thế cảnh. Huyền cừ kịch liệt thở hào hển, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng, trong mắt tất cả đều là sảng khoái vẻ. Hắn biết Diệp Thần xong rồi. Diệp Thần ở mình dưới một kiếm, cũng bị xuyên thủng liền ngực, như vậy, ở nơi này thiên thú diệt dưới, toàn bộ thân thể cũng sẽ ngay tức thì bốc hơi chứ. Sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, thân thể cũng bị mất, làm sao khôi phục. Hắn cao ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua bốn phía, vậy một đám huyền yêu tộc người tiếp xúc tới huyền cừ ngay tức thì đều là cúi đầu, không có ai, dám cùng mắt đối mắt. Nhất kích, ước chừng nhất kích, huyền cừ là được công vì mình xứng danh. Không có ai còn dám nói hắn là con rùa đen rút đầu. Không có ai còn dám đối với hắn bất kính. Diệp Thần ngươi yêu nghiệt đi nữa, lại rung động thì như thế nào? Còn không là trở thành bổn công tử đá lót đường. Từ bây giờ về sau, ta huyền cừ liền là không thể lay động huyền yêu tộc thứ nhất yêu nghiệt. Hắn trên mặt nổi lên vô cùng kiêu ngạo nụ cười. Trên mặt đất nồng nặc kia đến cơ hồ hóa thành thực chất xích ánh sáng màu vàng, rốt cuộc tiêu tán, tại chỗ để lại một phiến thâm trầm đến mức tận cùng hắc ám. Mọi người thấy vậy hắc ám, ánh mắt đều là hơi run lên. Cái này hắc ám chính là hư vô không gian, hết thảy bị mất đi đến cực hạn trạng thái, hư vô không gian có thể phát ra mất đi hơi thở. Mà trước mắt hư vô này không gian, so với huyền trúc tạo thành tản ra mất đi hơi thở đâu chỉ cường đại trăm lần. Kinh khủng như vậy mất đi không gian, bản thân liền đại biểu tử vong, đừng nói là chịu đựng huyền cừ thiên thú diệt, tại chỗ đại đa số huyền yêu tộc người, cho dù đến gần vậy mất đi không gian cũng sẽ làm mất đi à. Căn bản không cách nào ở nơi này loại hắc ám bên trong còn sống sót. Huyền Uyên nguyên bản còn tâm tồn một chút hy vọng, có thể, làm hắn thấy cái này mất đi không gian sau đó, hết thảy ảo tưởng cũng tiêu tán. Liền hắn cũng không dám tới gần nơi này hắc ám, bởi vì, sẽ chết. Huyền cừ một kích này lực lượng, sợ rằng cho dù là còn chân cảnh nhất tầng thiên cường giả bị đánh trúng, cũng chỉ có thể chết chứ. Mặc dù, Diệp Thần vô cùng là sợ hãi, nhưng... Đoạn thời gian này đi theo Diệp Thần bên người, Huyền Uyên cũng đại khái thăm dò Diệp Thần thực lực. Diệp Thần cực hạn, hẳn ở nửa bước thật đúng là cùng còn thật nhất tầng thiên trừng. Cái này rất khủng bố, nhưng muốn ở huyền cừ một kích này hạ còn sống, nhưng là xa xa không đủ. Hắc ám, chậm rãi tiêu tán, vậy mất đi không gian, tại thiên đạo lực hạ bắt đầu khôi phục, có thể, mọi người tại đây cũng đã bắt đầu rời đi. Kết quả cũng đã định trước. Hắc ám phải chăng tiêu tán lại có ý nghĩa gì? Giờ phút này, huyết tâm chiến trường trên trong lầu các, tên kia cô gái tuyệt đẹp, nhìn màn ảnh, khẽ lắc đầu một cái, mở miệng nói, Ngọc Diện trở về đi, không nghĩ tới, huyền cừ lại luyện thành hóa thú thần thông tầng thứ ba cảnh giới, thú huyết tương hợp. Liền nàng cũng bất giác được Diệp Thần có thể sống sót. Đây là, một cô gái, một tên cô gái tuyệt mỹ đột nhiên xuất hiện ở huyền cừ trước người, nàng cặp mắt đỏ bừng. Mặt đẹp bên trên, tràn đầy bi phẫn vẻ, nhìn chằm chằm huyền cừ, con người chỗ sâu là mênh mông vậy cừu hận. Cho dù là huyền cừ đối với cô gái này ánh mắt đều là trong lòng run lên. Cô gái này chính là Huyền Nhã. Nàng phát ra một tiếng quát chói tai, súng trường ánh sáng bạo tránh, một thương hướng huyền cừ đánh tới. Đây là nàng trình độ cao nhất một thương. Huyền Nhã cả thân yêu lực, huyết mạch, tựa hồ cũng ở nơi này một thương bên trong sôi trào. Bất quá, huyền cừ trong mắt nhưng là lóe lên vẻ châm chọc, theo vung tay lên, một cổ lực lớn xông ra, liền đem cái này một thương uy lực, hoàn toàn mất đi,
liền chuôi này súng trường đều bị hắn quét được rời tay bay ra. Huyền Nhã chặt chẽ cắn răng, nàng thật hận, hận mình không có sức. Hận mình không cách nào là Diệp Thần trả thù. Huyền Cừ ngưng mắt nhìn Huyền Uyên, trên mặt hiện lên lau một cái vẻ nóng như lửa, Huyền Nhã càng phản kháng, càng hận hắn, liền càng kích thích Huyền Cừ lòng chinh phục. Hắn liếm môi một cái nói, Huyền Nhã, đừng như vậy, nếu không, bổn công tử cũng không thể bảo đảm, có thể khống ở được mình à. Nói không chừng, tối nay, ta sẽ bị đánh vỡ mình lời thề, muốn ngươi. Huyền Nhã nghe vậy, hung hãn hướng Huyền Cừ mặt, phun một bãi nước miếng, lạnh giọng nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Huyền Cừ cười, hưng phấn cười, hắn muốn không nhịn được à. Hắn lè lưỡi, đem Huyền Nhã phun ở trên mặt mình nước miếng liếm được không còn một mống, tựa như ở thưởng thức cái gì món ăn ngon vậy, lộ ra vô cùng là hưởng thụ thần sắc, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ngươi lấy là, ở bây giờ ta trước mặt, ngươi còn có tư cách tự sát sao? Huyền Cừ cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử, hắn sở dĩ muốn cử hành cái gì tế tổ đại điển, chỉ là lo lắng Huyền Nhã tự sát thôi, cho nên không thể cứng lại. Có thể hiện tại, có bổn mạng yêu thú hắn, huyết mạch lực có cực lớn thêm được, cho dù là nhà cung phụng nói riêng về huyết mạch lực cũng không cách nào cùng mình như nhau. Nháy mắt tức thì, một cổ cực mạnh huyết mạch huy áp, hạ xuống ở Huyền Nhã thân thể mềm mại bên trên, Huyền Nhã mặt đẹp một trắng, mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ hoảng sợ, nàng liều mạng muốn cháy huyết mạch, có thể, ở Huyền Cừ trấn áp dưới nhưng là không cách nào làm được. Nhìn Huyền Nhã giãy giụa dáng vẻ, Huyền Cừ hoàn toàn không cách nào khống chế mình thú tính. Hắn phát ra một tiếng gào thét, liền muốn hướng Huyền Nhã nhào tới. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng, lãnh đạm thanh âm nam tử, nhưng là bỗng nhiên vang lên nói, ngươi nếu như động nàng một sợi tóc, ta bảo đảm, ngươi biết chết. Thời gian, tựa như ngừng. Huyền Cừ mặt mũi, ngay tức thì động lại, bị đốt óc cũng là khoảnh khắc nguội xuống. Mà nguyên bản, chuẩn bị rời đi đám người cũng là từng cái bị đông cứng ở tại chỗ. Thanh âm này là ảo nghe sao? Tất cả người, không hẹn mà cùng đồng thời hướng vậy mất đi không gian nhìn. Chỉ gặp, vậy tĩnh mịch hắc ám chậm rãi tản đi, một tên cả người nhuốm máu, giống như người máu giống vậy thanh niên xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Giờ phút này, Diệp Thần mặc dù nhìn như, thương thế khá là nghiêm trọng, có thể nhưng là thật xuất hiện ở bọn họ trước mắt à. Diệp Thần lại không có chết. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đã có thể gọi là quái vật chứ. Liền liền huyết tâm chiến trường gác lửng bên trong tên kia cô gái xinh đẹp đều là mặt hiện vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm làm sao có thể. Trong thời gian ngắn như vậy, sinh mạng lực vì sao sẽ tăng vọt như thế nhiều. Thông qua lần trước Diệp Thần cùng Huyền Trúc, thậm chí là Huyền Trấn giao thủ, cô gái này đã đại khái nắm giữ Diệp Thần thân thể cường độ, có thể hiện tại, Diệp Thần nhưng một lần nữa lật đổ nàng nhận biết. Trên thực tế, Diệp Thần mặc dù có thể chống nổi Huyền Cừ một kích này, chính là bởi vì sóc lão lực lượng gia trì. Diệp Thần ở chỗ này rất ít vận dụng hồng mông cổ pháp, chính là bởi vì nơi này là yêu tộc thế giới, hồng mông cổ pháp cuối cùng thuộc về loài người võ giả, mà sóc lão lực lượng vừa vặn thích ứng nơi đây. Hắn mênh mông long lực dung nhập vào long cốt bên trong, làm Diệp Thần thể chất tạm thời có tăng lên không nhỏ. Dù vậy, đối mặt Huyền Cừ thiên thú diệt, Diệp Thần cũng là gánh chịu không nhỏ nguy hiểm, nhưng, chỗ tốt giống vậy không nhỏ. Huyền Cừ trong cơ thể đầu kia dị chủng giao long long tộc huyết mạch rất cường đại, chỉ là hấp thu một kích này bên trong huyết mạch lực, liền để cho Diệp Thần thể chất có một đoạn nhỏ tăng lên. Hắn ngưng mắt nhìn Huyền Cừ, trong mắt hiện lên lau một cái cuồng nhiệt vẻ, nếu như đem vậy cái dị chủng giao long lực lượng, toàn bộ ép khô mà nói, thực lực vừa có thể về phía trước bước vào một cái nấc thang chứ. Huyền Nhã thấy vậy, mắt đẹp bên trong tràn đầy vui mừng, nàng thân hình động một cái, liền muốn hướng Diệp Thần bên người bay tới, có thể, giờ phút này, Huyền Cừ nhưng là ánh mắt run lên, trong cơ thể yêu lực một trào, tựa hồ thì phải đối với Huyền Nhã làm những gì. Ngay tại lúc này, một đạo ngân hà vậy kiếm quang sáng chói, hướng Huyền Cừ chém điên cuồng tới. Hừ, Huyền Cừ hừ lạnh một tiếng nói, cho dù ngươi có thể chịu đựng ở thiên thú diệt, thì thế nào? Ngươi công kích, đối với ta mà nói quá yếu. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Cừ chính là ngay tức thì ra tay, hướng về phía tinh hà kia vung ra một kiếm, chói mắt màu vàng cầu vòng ngay tức thì từ kiếm phong bên trên bốc lên, hướng ngân hà kiếm quang bắn nhanh đi. Đám người thấy vậy, cơ hồ đã thấy tinh hà kia mất đi,
Diệp Thần lần nữa bị Huyền Cừ một kiếm đánh bị thương hình ảnh. Có thể, làm hai đạo ánh sáng mang đụng nhau, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp, màu vàng kia cầu vòng lại là tấc tấc nứt nẻ, nhanh chóng bị bại đứng lên. Tất cả người, đều là nháy mắt một cái, lấy vì mình hoa mắt. Trong chốc lát, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp đều biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản, cần phải nên xuất hiện ở ngân hà kiếm quang trên một màn nhưng phát sinh ở màu vàng kia cầu vòng bên trên. Bể tan tành lại là Huyền Cừ kiếm hồng. Huyền Cừ con người điên cuồng co rúc lại, trong mắt nổi lên vô cùng là sợ hãi thần sắc, Diệp Thần kiếm quang quá nội liếm, cho đến giờ phút này, hắn mới cảm nhận được liền một kiếm này bên trong vượt xa trước kia uy lực kinh khủng à. Không thể nào. Huyền Cừ kêu lên một tiếng nói, làm sao có thể có người, trong thời gian ngắn ngủi như thế, sinh mệnh lực và lực công kích đồng thời nâng cao như thế nhiều. Tạm thời tăng lên năng lực bí pháp không hề hiếm thấy, nhưng, thường thường hoặc là nâng cao lực tàn phá, hoặc là nâng cao sinh mệnh lực, rất ít, có thể xem Diệp Thần như vậy, hai phương diện năng lực đều có đại phúc tăng lên à. Huyền Cừ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bể sẽ là kiếm của mình mang. Hắn cắn răng một cái, lật đật nặn ra một quả xương thú vòng tay, muốn chống cự, vòng tay ánh sáng mới vừa tách thả ra, tinh hà kia cũng đã rơi vào hắn trên thân hình. Ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo làm người ta tâm hàn chập chờn hướng bốn phía lan truyền, chỉ gặp, bầu trời bên trong một cái bóng đen cực nhanh đổ bay, đem đếm tòa lầu cao đập thành nghiền, mới rơi xuống đất. Tất cả người, đều là ngây ngốc hướng Huyền Cừ nhìn, chỉ gặp, thời khắc này Huyền Cừ, giữa eo cơ hồ bị chém một cái mở ra, máu tươi giàn giụa, nội tạng đều phải rơi ra ngoài. Ngu! Hoàn toàn ngu! Mới vừa còn bị Huyền Cừ áp chế hoàn toàn Diệp Thần, làm sao đột nhiên tới giữa liền nghịch chuyển cục diện. Nếu không phải vậy cái xương thú vòng tay, khá là không tầm thường, Huyền Cừ đều đã bị Diệp Thần giết trong nháy mắt chứ. Mà lúc này, Huyền Nhã cũng trở về Diệp Thần bên người, mắt đẹp bên trong cũng là một phiến vẻ rung động, nhưng, càng nhiều hơn nhưng là một loại đau lòng, một loại lo âu, nàng nhìn Diệp Thần vết thương trên người, mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi tổn thương. Ta không có sao, Diệp Thần mỉm cười nói, cách ta xa một ít. Nhưng mà, Diệp Thần nghiêng đầu nói, tin tưởng ta. Chỉ nói cái này ba chữ, liền hướng Huyền Cừ đi tới, mà một thân vết thương kinh khủng, lại là theo hắn bước chân, nhanh chóng khép lại. Nhìn Diệp Thần hình bóng, Huyền Nhã mắt đẹp bên trong, thoáng hiện một đạo ánh sáng, lúc này, hướng phía sau thối lui. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, không nên như vậy, không nên à. Huyền Cừ giờ phút này, giống như phong ma, lên tiếng gào thét, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nghi ngờ, tức giận, sợ hãi Vân. Vân thần sắc. Hắn là một đời thiên kiêu, tuổi còn trẻ, liền đem hóa thú thần thông tu luyện đến tầng thứ ba cảnh giới, tiền đồ vô lượng, lần này, là hắn cọ rửa như danh điện định địa vị mình tuyệt hảo cơ hội à. Hắn rõ ràng, kế coi là tốt hết thảy, bao gồm Diệp Thần chiến lực, mình tăng lên Vân. Vân, có thể nói làm được tốt nhất. Nhưng mà, Diệp Thần lại lần ngoài hắn dự liệu. Bổ thiên cảnh ủng sẽ vượt qua còn thật nhất tầng thiên thực lực, đã vô cùng nghịch thiên, cho dù ai, cũng không dám tin tưởng, Diệp Thần còn có thể có tăng lên à. Dưới mắt nếu là muốn chiến thắng Diệp Thần, chỉ có. Huyền Cừ trong mắt bỗng nhiên hiện lên lau một cái ngoan tuyệt vẻ, giống như rắn độc vậy khàn khàn nói, Diệp Thần, đây là ngươi ép ta. Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt nói, làm sao? Chuẩn bị thi triển vạn thú vẫn. Người cái này cả người thực lực cũng đến từ bổn mạng kia yêu thú chứ. Muốn lại bồi dưỡng ra lớn mạnh như vậy bổn mạng yêu thú, cũng không dễ dàng, người bỏ được. Huyền Cừ nghe vậy, hai tròng mắt ngay tức thì ứ máu, thật là muốn nhỏ xuống máu nước mắt tới. Tràng chiến này, hắn căn bản không có muốn hy sinh bổn mạng của mình yêu thú, bổn mạng yêu thú cũng không phải là cái gì vật tiêu hao, nếu như vậy dị chủng giao long chết. Đối với Huyền Cừ cũng sẽ mang đến tổn thương cực lớn. Sớm biết phải đi đến bước này, mới có thể chiến thắng Diệp Thần, Huyền Cừ thậm chí sẽ trực tiếp lựa chọn nhận thua. Có thể, hôm nay hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Diệp Thần rõ ràng không có ý thu tay, muốn hoàn toàn đem mình đánh bại, tức liền có thể sống sót, hắn Huyền Cừ đời này, vậy lật không được thân liền à, chỉ có thể trở thành đám người trong miệng trò cười. Cho dù hắn tương lai xuất sắc đi nữa, cũng không có ai sẽ phục hắn, thậm chí, liền thừa kế Thánh Nhật Thành thành chủ tư cách cũng sẽ bị tước đoạt. Đây là Huyền Cừ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận,
cho nên, hắn chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào chiến thắng Diệp Thần. Diệp Thần, ta đây muốn xem, người còn có thể hay không tiếp ta Vạn Thú Vẫn. Huyền Cừ hơi thở bỗng nhiên sôi trào lên, một cổ dường như muốn thiêu hủy trời uy thế, bộc phát ra, mọi người vây xem, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Thời khắc này Huyền Cừ thật đáng sợ. Hắn cả người một phiến đỏ tươi vẻ, trong mắt là cực hạn căm hận, hơi thở lần nữa tăng vọt, giao long kêu gào ở Thánh Thiên Thành bên trong vang vọng, một đầu trông rất sống động giao long hư ảnh, xuất hiện ở Huyền Cừ sau lưng, lôi cuốn kinh lửa trời quang, hàm chứa làm thiên đạo quy luật cũng làm vặn vẹo lực lượng khổng lồ. Toàn bộ Thánh Thiên Thành tựa như đều ở đây cái này giao long uy áp bên trong run rẩy. Cho dù là Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy giao long, cũng là sắc mặt trầm ngưng, bất quá, làm mọi người không dám tin tưởng phải, đến giờ phút này, Diệp Thần, vẫn không có chút nào né tránh, lùi bước ý, thậm chí, liền phòng ngự đều không dự định phòng ngự, mà là muốn đón đỡ Huyền Cừ cái này tựa như có thể hủy thiên diệt địa Vạn Thú Vẫn à. Đây là một loại bực nào phách lối. Một khắc sau, vậy giao long liền hướng Diệp Thần vào tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn thành phố cũng lắc lư. Một đạo vô cùng chói mắt tựa như hằng tinh nổ giống vậy ánh sáng, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cuồn cuộn năng lượng ba động giống như sóng thần vậy vét sạch đúng phiến thiên địa. Tất cả mọi người đều là thử ra, kinh sợ, linh hồn, đều phải hòa tan. Cái này Vạn Thú Vẫn uy năng, tựa hồ cũng muốn vượt qua hết thảy. Lần này, cho dù là những cái kia bị Diệp Thần nhiều lần rung động, đề cao thật lớn đối với Diệp Thần thực lực phỏng đoán người. Vậy rất khó tin Diệp Thần có thể từ một kích này dưới còn sống. Không ít người cũng phát ra than thở. Diệp Thần đúng là một đời thiên kiêu, nhưng, không phải như vậy tự đại. Hiện tại cuối cùng hay là đem mình chơi chết. Mới vừa, hắn vốn là có cơ hội thừa dịp Huyền Cừ bị thương, không ngừng công kích, không cho Huyền Cừ bất kỳ thở dốc cơ hội, đem hoàn toàn đánh bại, có thể Diệp Thần đâu. Lại là chậm rãi cho Huyền Cừ thi triển Vạn Thú Vẫn cơ hội. Giờ phút này, Huyền Cừ sắc mặt một phiến trắng bệch, hơi thở suy bại tới cực điểm, liền đứng cũng không vững, cả người nửa quỳ xuống, nhưng, hắn nhìn vậy bị ánh sáng bao phủ khu vực, trên mặt nhưng là hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Vạn Thú Vẫn uy lực còn ở hắn dự liệu bên trên, tuyệt không có trả chân cảnh dưới tồn tại, có thể ở một kích này bên trong sống sót. Rất nhanh, tia sáng kia bắt đầu tiêu tán, mất đi không gian xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên chớp mắt, hạ xuống ở Huyền Cừ sau lưng, người này là một tên ông cụ đầu trọc, mặc một kiện màu máu đỏ trường bào, hơi thở sâu không lường được. Chính là Thánh Nhật Thành phủ thành chủ cung phụng, tên là Huyền Xích. Huyền Cừ nhìn hắn một mắt, gật đầu một cái nói, Xích lão. Vậy cung phụng đem một viên thuốc đưa vào Huyền Cừ miệng nói, thiếu gia bị thương quá nặng, hiện tại, liền tạm thời trở lại Thánh Nhật Thành chữa thương đi. Huyền Cừ nghe vậy. Nhìn vậy mất đi không gian một mắt, gật đầu một cái. Dù sao, Diệp Thần nhất định là chết, hiện tại chữa thương muốn chặt. Huyền Xích đỡ dậy Huyền Cừ, quanh thân không gian ba động cùng nhau, liền phải dẫn Huyền Cừ trực tiếp rời đi. Nhưng vào lúc này, mất đi không gian bên trong, nhưng là bỗng nhiên bạo phát ra một tiếng thét dài. Một tiếng vô cùng ngạo nghễ thét dài. Cái này thét dài bên trong, tất cả người máu đều là đông lại một cái. Chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy mất đi không gian. Chỉ gặp, một đạo thân ảnh, tàn tạ, khủng bố, thật là, đều phải mất đi hình người bóng người, từ vậy hắc ám bên trong, đi ra. Thân ảnh kia, mặc dù nhìn như, vô cùng thê thảm, nhưng, cặp mắt kia bên trong, nhưng là sáng ngời cực kỳ, làm người sợ hãi. Một màn này thật sâu minh khắc ở tất cả mọi người trong lòng. Diệp Thần lại, vẫn là còn sống. Trên thực tế, Diệp Thần mặc dù là hấp thu vậy dị chủng giao huyết mạch của rồng tinh hoa, ngạnh kháng Huyền Cừ Vạn Thú Vẫn, nhưng cũng không là không có chút nào chuẩn bị. Một, hắn có Sóc lão trợ giúp, có thể không ngừng giúp hắn chiếm đoạt Vạn Thú Vẫn bên trong máu rồng lực, giảm thiểu một kích này đối với thân thể tổn thương. Hai, đã bị qua một lần Vạn Thú Vẫn Diệp Thần, đối hắn quy luật lực, phá hoại phương thức vân, có chút biết rõ, thi triển sáu diệt chân quyết sinh chữ thiên. Cũng là có thể lau tiêu bộ phần uy lực. Bất quá, dù vậy, Diệp Thần ở một kích này dưới cũng là được đi ở bên bờ sinh tử. Cái quyết định này, nguy hiểm rất lớn, bất quá. Chỗ tốt đồng dạng là to lớn. Cái này dị chủng giao long máu rồng tinh hoa, vô
vô cùng là đậm đà, thuần túy, đem sau khi cắn nuốt, Diệp Thần thể chất mơ hồ lại đi tới một bước nhỏ. Huyền Cừ nhìn vậy đạo phảng phất địa ngục ác ma giống vậy bóng người, hoàn toàn mặt không chút máu, trong mắt hắn điên cuồng run rẩy, hơi thở chợt cao chợt thấp, tâm cảnh cũng muốn sụp đổ à. Hy sinh bổn mạng yêu thú, hy sinh mình ánh sáng vạn trượng tương lai, lại vẫn là không cách nào giết chết Diệp Thần. Một ngụm máu tươi xông lên cổ họng của hắn, bục một tiếng phun ra ngoài, cả người cơ hồ muốn rơi vào sắp chết. Huyền Xích ánh mắt trầm xuống, lại là một quả đan dược đưa vào Huyền Cừ trong miệng, hắn liếc mắt một cái Diệp Thần, ánh mắt bên trong mơ hồ có hàn mang chớp động, tựa hồ muốn xuất thủ. Hắn thực lực ra tay, Diệp Thần nhất kích liền chết. Nhưng vào lúc này, Huyền Xích bên người đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Vậy, là một tên mặc xanh nhạt trường bào ông già, hắn nhàn nhạt nói, Xích huynh, người muốn làm gì? Người này, chính là Thánh Nguyệt Thành phủ thành chủ cung phụng, tên là Huyền Thanh. Huyền Xích con người có giúp một cái, do dự luôn mãi sau đó, hay là từ Huyền Cừ bên người lui ra? Huyền Cừ thấy vậy, thật là phải bị hù chết à. Hắn điên cuồng nắm Huyền Xích ống tay áo, gần như kêu khóc nói, Xích lão, không nên rời khỏi. Ta sẽ bị thằng nhóc này giết chết à. Không nên buông tha ta. Xích lão khẽ thở dài một tiếng, vung tay lên, đem Huyền Cừ đẩy lui nói, thiếu gia, lão gia phân phó qua, bất luận như thế nào, hiện giờ không được cùng Thánh Nguyệt Thành khai chiến. Dứt lời, thân hình chớp mắt, liền trực tiếp biến mất. Huyền Cừ nghe vậy, trong mắt rốt cuộc hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, tiếng bước chân gần, hắn chợt quay đầu lại, chỉ gặp, Diệp Thần đã đứng ở mình trước người. Huyền Cừ tâm thần chấn động một cái, lại là theo bản năng, trực tiếp quỳ xuống trước Diệp Thần trước mặt. Mà vậy còn ở rung động bên trong đám người, thấy một màn này, mới thanh tỉnh lại. Huyền Cừ, số này gọi huyền yêu nhất tộc thứ nhất yêu nghiệt tồn tại, cuối cùng là quỷ à. Huyền Cừ cắn răng, nội tâm là khuất nhục, vô cùng khuất nhục, nhưng không có gì oán độc, phẫn hận. Hắn biết, mình bại không oan. Huyền Cừ đã bị Diệp Thần hoàn toàn khuất phục. Trên thực tế, Diệp Thần và Huyền Cừ hôm nay trạng thái cũng thật không tốt, nếu như Huyền Cừ nguyện ý liều mạng, thắng bại còn thật khó mà nói. Có thể, hắn đã sợ, thật sợ, kiếp này sợ rằng cũng không dám lần nữa đối với Diệp Thần ra tay. Ở Diệp Thần vậy ánh mắt lạnh như băng hạ, Huyền Cừ, thấp giọng mở miệng nói, Diệp công tử, ta sai rồi, ta nguyện ý hướng Huyền Nhã, hướng ngươi, cùng với Xích Tinh Thánh Địa các vị, quỳ xuống nói xin lỗi. Thỉnh cầu ngươi tha thứ. Hắn ánh mắt, ba động một tí, tiếp tục nói, ta Huyền Cừ lấy yêu thần tên thề, Diệp công tử nếu như thả qua ta lần này, Thánh Nhật Thành, tuyệt sẽ không đối với Diệp công tử tiến hành bất kỳ trả thù. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sắc mặt biến đổi. Lấy yêu thần thề, cái loại này lời thề ở huyền yêu nhất tộc là không thể trái cõng, nếu không liền sẽ coi là đối với yêu thần bất kính. Khi đó, bỏ mặc ngươi là ai cũng sẽ bị huyền yêu tộc người hợp nhau tấn công. Liền liền Diệp Thần đều là ánh mắt chớp mắt, cái này Huyền Cừ ngược lại là đủ có quyết đoán. Trên thực tế, nếu như Huyền Cừ là loài người, bất luận như thế nào, Diệp Thần cũng sẽ đem tiêu diệt, bởi vì, loài người lời thề không thể tin. Bất quá, Huyền Cừ là huyền yêu nhất tộc. Huyền yêu nhất tộc, mặc dù hung hãn, nhưng, so với loài người càng nói chữ tín, càng coi trọng lời thề. Có thể, cái này là đủ rồi. Dĩ nhiên không phải. Diệp Thần nhàn nhạt nói, người phải nói chỉ những thứ này. Hắn trong mắt ý định giết người cường thịnh một phần. Nếu như Huyền Cừ ban đầu là có thể nói với hắn áy náy, Diệp Thần còn khả năng thả qua hắn. Hiện tại, tử chiến sau này, mình không đánh lại, sợ, muốn thoát thân, coi như không như vậy dễ dàng. Huyền Cừ trong lòng run lên, run rẩy đem túi đựng đồ gỡ xuống, giao cho Diệp Thần nói, Diệp công tử, túi đựng đồ này bên trong có 15 triệu cái yêu linh tinh, cùng với, rất nhiều huyền yêu tộc quý trọng vật liệu, yêu khí vân. Vâng, ta nguyện ý đưa cho ngài thành tựu bồi thường. Đám người nghe vậy, ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài à. 15 triệu cái yêu linh tinh, chỉ sợ là Huyền Cừ toàn bộ tích xúc chứ. Đối với Thánh Nhật Thành mà nói, đều có chút thương cân động cốt. Chớ nói chi là những cái kia giá trị không rẻ vật liệu, yêu khí vân. Vâng, điều kiện này coi như tốt vô cùng. Có thể, Diệp Thần nhưng là nhàn nhạt nói, không có. Đám người có chút ngu, cái này còn chưa hài lòng.
Diệp Thần khẩu vị có phải hay không quá lớn? Phải biết, Huyền Cừ sau lưng còn có Thánh Nhật Thành à, Diệp Thần nếu quả thật giết Huyền Cừ, Thánh Nhật Thành tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Còn như Thánh Nguyệt Thành. Ha ha, không có ai sẽ ngu xuẩn đến, diệt Huyền Cừ sau đó, còn lấy là Thánh Nguyệt Thành sẽ tiếp tục vì Diệp Thần và Thánh Nhật Thành đối với chứ. Cho nên, Diệp Thần đây là đang đánh cuộc à. Thật cầm Huyền Cừ ép đó chính là lấy mạng đổi mạng. Không thể không nói, Diệp Thần lá gan quá lớn. Bất quá, lần này, hiển nhiên là Diệp Thần đánh cuộc đúng. Huyền Cừ sắc mặt thay đổi mấy lần, hít sâu một hơi, từ trong ngực lại lấy ra một quả cổ tịch, giao cho Diệp Thần nói, Diệp công tử, đây là Thánh Nhật Thành nơi truyền thừa hóa thú thần thông nguyên điển, như là công tử thả qua ta nguyện ý đem tặng cho công tử, hơn nữa, ta ở Thánh Thiên Thành Hắc Thị bên trong toàn bộ làm ăn, từ đây vậy thuộc về Diệp công tử tất cả. Huyền Cừ lời vừa nói ra, nguyên bản biến mất huyền xích chính là xuất hiện lần nữa, trong mắt tràn đầy lửa giận gào thét nói, thiếu gia. Ngươi đang làm gì? Những cái kia Hắc Thị làm ăn cũng được đi, dẫu sao Huyền Cừ trong tay làm ăn không phải Thánh Nhật Thành toàn bộ, thậm chí không coi là quá lớn một phần chia. Có thể hóa thú thần thông nguyên điển, nhưng là độc nhất vô nhị tồn tại à, nếu không phải Thánh Nhật Thành thành chủ tu luyện đến cổ trai, mà Huyền Cừ thiên phú lại chân thực quá tốt. Thành chủ cũng sẽ không đem cái này nguyên điển giao cho hắn tu tập. Trong phủ thành chủ còn có một chút chép tay bản, có thể loại cấp bậc này công pháp, nguyên điển bản thân coi như là một món bảo vật, chép tay bản khó khăn một chút có thể so với nguyên điển, thậm chí, muốn tu luyện tới so với cảnh giới cao, phải sử dụng nguyên điển mới được à. Có thể Huyền Cừ, lại muốn cầm cái này nguyên điển giao ra. Huyền Cừ nhìn về phía Huyền Xích, mặt không thay đổi nói, Xích lão, nếu... Thánh Nhật Thành chuẩn bị buông tha ta, vậy ta cũng chỉ tốt tự cứu. Hắn làm như vậy, một phần chia cũng là bởi vì là đối với Thánh Nhật Thành, đối với mình phụ thân oán khí. Ngươi, Xích lão sắc mặt dữ tợn, thậm chí hận không được tự mình ra tay cầm Huyền Cừ giết. Liền liền Huyền Uyên nhìn vậy bản cổ tịch, tim đập đều là ra tốc hà, vô cùng động tâm. Nếu như lấy được cái này hóa thú thần thông, cộng thêm Thánh Nguyệt Thành dìu khai thiên, như vậy. Thánh Nguyệt Thành tất nhiên cường thế quật khởi, nhảy một cái trở thành chín đại thánh đứng đầu. Diệp Thần trong mắt cũng là bạo phát ra mãnh liệt thần quang. Nói thật, hắn đối với cái này hóa thú thần thông cũng là cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt là bổn mạng yêu thú. Nếu như có thể thu phục một đầu thực lực, tiềm lực không tầm thường bổn mạng yêu thú, hắn thực lực hẳn sẽ có tăng lên không nhỏ. Thậm chí nếu như đem cái này thần thông sửa đổi, hắn và huyết long tới giữa biết hay không có thể bùng nổ như hôm đó hiến tế nguyên khí uy năng. Diệp Thần đang chuẩn bị đưa tay nhận lấy cái này hóa thú thần thông nguyên điển, có thể đây là, Huyền Xích nhưng là gào thét nói, tiểu tử. Không cho phép tiếp, nếu như ngươi lấy đi cái này hóa thú thần thông nguyên điển, ta Thánh Nhật Thành ắt sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Phải không? Diệp Thần khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn người này thích mềm không thích cứng. Lúc này, hắn liền trực tiếp nhận lấy vậy hóa thú thần thông, đối với Huyền Cừ nói, ngươi, có thể đi. Huyền Cừ nghe vậy, thần sắc ngược lại là không có nhiều ít chập chờn, gật đầu một cái, liền một mình rời đi, tấm lưng kia vô cùng tiêu điều, rất khó tưởng tượng, hắn chính là cái đó trước đây không lâu còn như mặt trời ban trưa huyền yêu tộc thứ nhất yêu nghiệt. Huyền Xích chính là hai tròng mắt ứ máu, thậm chí đều phải không nhịn được ra tay. Nhưng, chẳng biết tại sao. Huyền Thanh nhưng là chắn Diệp Thần trước người. Mà Huyền Uyên chính là ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy tư cái gì. Diệp Thần tựa hồ nhìn thấu Huyền Uyên ý tưởng, nhàn nhạt nói, Uyên huynh, chúng ta làm một giao dịch như thế nào? Huyền Uyên mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, Diệp công tử, mời nói. Diệp Thần nói, cái này bản hóa thú thần thông, ta có thể cho ngươi, nhưng, không phải hiện tại, mà là 10 năm sau đó, mà đây 10 năm thời gian. Thánh Nguyệt Thành muốn thay ta ngăn cản Thánh Nhật Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn không biết cái này hóa thú thần thông có bao nhiêu khó khăn, nhưng, Diệp Thần có tự tin, cho hắn 10 năm thời gian, bất luận là cái gì thần cấp công pháp, hắn cũng có thể tu luyện tới viên mãn. Huyền Uyên khẽ cau mày, nói thật, hắn muốn lập tức đạt được cái này bản hóa thú thần thông, có thể, làm hắn chạm được Diệp Thần ánh mắt lúc đó, chính là không khỏi được tâm thần rét một cái. Hắn hít sâu một hơi nói, được, ta lấy yêu thần tên thề, tuân thủ cùng Diệp công tử ước định. Ở Thánh Nguyệt Thành phủ thành chủ trước mặt, cho dù Diệp Thần lại nghịch thiên, vậy tuyệt đối không phải đối thủ,
chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể đoạt được cái này bản hóa thú thần thông. Có thể, như vậy thứ nhất, tất nhiên, sẽ cùng Diệp Thần kết làm sinh tử đại thù. Cho nên, hắn không dám đánh cuộc. Ai có thể bảo đảm, Diệp Thần không có gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Vạn nhất, Diệp Thần còn sống, ẩn núp. Như vậy, hắn có thể khẳng định, chờ đợi Thánh Nguyệt Thành đúng là tai họa ngập đầu. Mặt khác, cũng là bởi vì là, Huyền Uyên phát ra từ nội tâm kính nể trước mắt cái này người thanh niên. Nếu như có thể, hắn không muốn cùng Diệp Thần là địch. Huyền Uyên lời vừa nói ra, Huyền Xích ánh mắt, hoàn toàn phai nhạt xuống, đành phải hừ lạnh một tiếng rời đi. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, trên thực tế, hắn cùng Huyền Uyên giao dịch, vì cũng không phải mình, mà là Xích Tinh Thánh Địa. Huyền yêu nhất tộc trên căn bản sẽ không rời đi 10 đại thánh địa, hắn chỉ cần trở lại bên ngoài, Thánh Nhật Thành chỉ sợ cũng cầm hắn không biện pháp gì, nhưng, Xích Tinh Thánh Địa lại bất đồng. Dẫu sao, Thánh Nhật Thành nếu như muốn trả thù, cái đầu tiên chính là trả thù Xích Tinh Thánh Địa. Đây là, Huyền Uyên mỉm cười nói, chúc mừng Diệp công tử, trận chiến này đại hoạch toàn thắng, không bằng, đi nhà ta bên trong ăn mừng một phen. Diệp Thần đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, một tên mặc áo bào đen, mang mặt nạ cô gái nhưng là đi lên. Cô gái này hơi thở, vô cùng là mờ ảo, quỷ dị, cho người một loại sợ hãi cảm giác, nàng quét Huyền Uyên một mắt, đối với Diệp Thần mở miệng nói, Diệp công tử, chủ nhân nhà ta, muốn mời Diệp công tử, đi một tự. Nhà ngươi chủ nhân, Diệp Thần nhíu mày. Huyền Uyên nghe vậy, có chút không vui, mình cũng mời Diệp Thần, là ai lá gan lớn như vậy dám đến quét hắn mặt mũi. Ngọc Diện nhàn nhạt nói, chủ nhân nhà ta, chính là Thánh Thiên Yêu Tộc, huyết tâm chiến trường người có, Huyền huyết tâm. Lời vừa nói ra, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Thánh Thiên Yêu Tộc, truyền thuyết bên trong Thánh Thiên Yêu Tộc, lại vậy vì Diệp Thần hiện thân. Hơn nữa, vẫn là vậy vô cùng thần bí huyết tâm chiến trường người có à. Huyền Uyên nghe vậy, cũng là sắc mặt biến đổi, liền nói ngay, Diệp công tử, chúng ta vẫn là lần sau tái tụ đi. Thánh Thiên Yêu Tộc, không chọc nổi à. Diệp Thần cũng là mặt lộ cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn đối với có thể bồi dưỡng ra máu tim trùng người, vẫn là thật tò mò, hơn nữa, hắn thật giống như vậy không có cự tuyệt quyền lực. Lúc này gật đầu nói, được. Huyền Nhã thấy vậy, mặt hiện vẻ lo âu, mà Diệp Thần đối với nàng khẽ mỉm cười nói, yên tâm, ta rất mau trở lại. Tiếp theo, liền ở Ngọc Diện dưới sự hướng dẫn, càng lúc càng xa, dần dần biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Huyết tâm chiến trường trên một tòa lầu các, một tên cô gái tuyệt đẹp đang uống rượu, mặt đẹp hơi ửng đỏ, tựa hồ có chút hưng phấn. Đây là, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa, một cô gái nói, chủ nhân, người ta mang tới. Vào đi. Huyền huyết tâm hơi ngồi ngay ngắn thân thể, hướng cửa nhìn. Rất nhanh, một tên anh Tuấn, thần sắc hơi có vẻ lãnh đạm thanh niên, đẩy cửa vào. Làm Diệp Thần thấy Huyền huyết tâm lúc đó, cũng là không nhịn được hơi sững sờ. Thật đẹp. Cho dù là nhìn quen người đẹp, ánh mắt vô cùng kén chọn Diệp Thần, cũng là làm kinh diễm. Dung mạo, khí chất, vóc người đều là cao cấp bên trong cao cấp. Bất quá, càng làm cho Diệp Thần kinh hãi nhưng là Huyền huyết tâm tuổi tác cùng thực lực. Huyền huyết tâm, tuổi không lớn lắm, thật chừng mực. Có thể, nàng thực lực tựa hồ. Đã áp đảo còn chân cảnh trung kỳ bên trên liền à. Cụ thể nhiều ít, liền Diệp Thần cũng không nhìn thấu. Còn nữa, Huyền huyết tâm huyết mạch lực. Giờ phút này, nhìn Huyền huyết tâm, Diệp Thần lại là mơ hồ có một loại ban đầu đối mặt thiên yêu cảm giác. Huyết mạch này, so với giống vậy Huyền yêu tộc người mạnh mẽ quá nhiều. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần liền khôi phục bình tĩnh, thi lễ một cái nói, tại hạ Diệp Thần, từng thấy máu tim tiên tử. Huyền huyết tâm mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ tán thưởng, ở nàng trước mặt, còn có thể đúng mực rất ít. Huyền huyết tâm mặt lộ vẻ cười khẽ, một chỉ bên cạnh mình một cái chỗ ngồi nói, Diệp công tử, tới nơi này ngồi. Diệp Thần ánh mắt chớp động một tí, không có cự tuyệt, ngồi ở trên cái vị trí kia. Giờ phút này, cánh tay của hai người cơ hồ dính sát vào cùng nhau, không có một chút khe hở, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được Huyền huyết tâm vậy nhỏ hết sức. Mềm non, trắng nõn cánh tay mềm mại, chóp mũi quanh quẩn một hồi dị thơm. Cái loại này thơm, không chỉ là thơm, hơn nữa, bất kỳ người đàn ông nghe thấy đều sẽ có một loại huyết mạch phẫn tờ cảm giác. Có thể nói,
tràn đầy cô gái hơi thở. Cho dù là Diệp Thần đối mặt loại chuyện này, cũng có chút quẫn bách đứng lên, gò má hơi ửng đỏ. Nhìn Diệp Thần hình dáng, Huyền Huyết Tâm tựa hồ cảm thấy đặc biệt thú vị, mắt đẹp sáng lên, cân nhắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, khóe miệng hiện lên lau một cái đùa dai vậy nụ cười. Nàng đột nhiên đưa tay bưng lên bình rượu trên bàn nói, Diệp công tử, ta vì ngươi rót rượu. Vừa nói, đi Diệp Thần trên mình dựa vào một chút, vậy mềm nhũn, non trượt thân thể mềm mại, cơ hồ đều phải ngã ở Diệp Thần trong ngực, không biết là vô tình hay là cố ý, thân thể hai người từ trên xuống dưới, không thiếu vị trí cũng xảy ra tiếp xúc thân mật. Vậy đôi mượt mà tràn đầy co giãn bắp đùi, ma sát Diệp Thần ngón tay, cảm thụ trên đầu ngón tay vậy vô cùng kích thích xúc cảm, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình óc đều phải bị đốt. Hắn không nhịn được hơi cúi đầu vừa thấy, cái này vừa thấy, con người ngay tức thì co rúm lại. Chỉ gặp, Huyền Huyết Tâm vậy rót rượu, một bên đến gần mình. Đặc biệt là, Huyền Huyết Tâm mặc lụa mỏng, vô cùng là trong suốt, lụa mỏng dưới, như bạch ngọc thân thể mềm mại, như ẩn như hiện, hình ảnh này, đơn giản là muốn ép người đàn ông phạm tội à. Một đạo vô cùng là dịu dàng đáng yêu thanh âm cô gái, nhưng là ở hắn bên tai, nói cho đúng, là dán chặt trước dái tai của hắn, vang lên nói, Diệp công tử, rượu. Ngược lại tốt. Huyền Huyết Tâm hơi thở như hoa lan, vậy ấm áp hơi thở, phun rắc vào Diệp Thần trên lỗ tai, thậm chí, một song kiều xinh đẹp vô cùng đôi môi, hơi cùng dái tai của hắn đụng chạm. Diệp Thần lòng có chút rối loạn. Nhưng vào lúc này, vậy vô cùng mê người thân thể mềm mại nhưng là đột nhiên từ Diệp Thần bên người cách xa, Huyền Huyết Tâm mang một chút cười khẽ, ngồi về vị trí cũ. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí. Cưỡng ép áp chế nội tâm ngọn lửa, đem rượu trong ly, uống một hơi cạn sạch, ngừng mắt nhìn trước mặt cái này cô gái tuyệt mỹ nói, Huyền tiên tử tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Huyền Huyết Tâm ánh mắt chớp mắt, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần tâm cảnh lại lớn mạnh như vậy, nhanh như vậy liền khôi phục bình tĩnh. Nàng mặt đẹp bên trên, lóe lên một vẻ kinh ngạc, cùng với nhàn nhạt bất mãn. Bất kỳ cô gái nào đều không thích mình hấp dẫn người đàn ông lúc đó. Đối phương bình tĩnh được quá nhanh, đặc biệt là xem Huyền Huyết Tâm như vậy dung mạo tuyệt thế tồn tại. Trên thực tế, Diệp Thần nhưng trong lòng thì xoa mồ hôi một cái, nếu như Huyền Huyết Tâm lại hơn đến gần hắn một cái hô hấp thời gian, hắn có thể đều phải xung động, có thể cho đem hắn ép đến loại trạng thái này cô gái, đã rất lâu không xuất hiện, trước mắt nữ nhân này rất đáng sợ. Huyền Huyết Tâm hơi quyệt đôi môi, mở miệng nói, nguyên bản. Ta không dự định nhanh như vậy liền cùng Diệp công tử nói công chuyện, bất quá, nếu Diệp công tử, gấp gáp như vậy nói, vậy ta liền nói thẳng, Diệp công tử, người lấy được hóa thú thần thông, dự định tu luyện sao? Diệp Thần gật gật đầu nói, môn công pháp này, đối với ta hữu dụng. Huyền Huyết Tâm mỉm cười nói, vậy, Diệp công tử có thể từng nghĩ qua, thu phục yêu thú sau đó muốn làm gì? Diệp Thần nghe vậy, hơi sững sờ, có chút không rõ ràng Huyền Huyết Tâm ý. Huyền Huyết Tâm tiếp tục nói, Diệp công tử hẳn biết, yêu thú và yêu tộc không cùng, chỉ dựa vào bản năng hành động, mà yêu thú cường đại, trừ phi có thủ đoạn đặc biệt, phần lớn chỉ có thể ở hắn còn ở trứng bên trong, hoặc là cực kỳ còn nhỏ thời điểm, tiến hành thu phục. Diệp Thần đột nhiên thần sắc động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi nhíu mày. Đã từng luân hồi mộ địa bên trong xuất hiện qua ngự thú linh thần, tinh thông thu phục yêu thú. Nhưng ngự thú linh thần thực lực sợ rằng khó mà thu phục hiện tại mình cần như vậy cấp yêu thú khác. Huyền Huyết Tâm thấy vậy, cười nói, mới vừa sanh ra yêu thú, cho dù tiềm lực mạnh mẽ đi nữa, lớn lên cũng là cần thời gian, ta nghĩ, Diệp công tử không hề muốn hoa thời gian dài như vậy đi chờ đợi yêu thú trưởng thành chứ. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Huyền Huyết Tâm nói, chẳng lẽ, máu tim tiên tử có biện pháp? Huyền Huyết Tâm gật đầu nói, Diệp công tử có biết? Thiên yêu huyết mạch cường đại nhất địa phương ở nơi nào? Diệp Thần nghe vậy, có chút nghi ngờ nói, sinh mệnh lực. Đối với Diệp Thần mà nói, chính là sinh mạng lực. Có thể, Huyền Huyết Tâm nhưng là lắc đầu nói, thiên yêu huyết mạch quả thật có thể mang đến vô cùng là cường đại thể chất, sinh mệnh lực vân. Vân, nhưng, trên thực tế lại cũng không như vậy. Vừa nói, cổ tay nàng lộn một cái, trong tay nhiều hơn một cây đỏ thấm dây thừng. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, đây là cái gì? Huyền Huyết Tâm nói, vật này, tên là Thiên Yêu Thần Tác. Thiên Yêu Thần Tác, CMN. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt rung rung một tí.
đây không phải là hắn lĩnh ngộ vậy môn thần thông tên chữ sao? Huyền Huyết Tâm có chút kỳ quái nói, Diệp công tử, nhận được bảo vật này. Thiên yêu thần tác, chỉ tồn tại ở thánh thiên yêu tổ đưa tay bên trong, hơn nữa, phải coi như bảo vật, bởi vì, chế tạo thiên yêu thần tác phương pháp đã thất truyền, còn dư lại thiên yêu thần tác đều là từ thái cổ hoặc là thời đại hồng hoang lưu truyền xuống. Diệp thần lắc đầu nói, máu tim tiên tử, mời nói tiếp. Huyền Huyết Tâm nói, cái này thiên yêu thần tác, có hai cái công dụng, một là khốn địch, có thể đem địch nhân cùng mình hạn chế ở cùng bên trong không gian. Bất quá, cái thứ hai, mới là thiên yêu thần tác chủ yếu công hiệu, hơn nữa, cũng là chỉ có thiên yêu huyết mạch người mới có thể thi triển thủ đoạn. Đó chính là thu phục yêu thú. Cái gì? Diệp thần nghe vậy không khỏi được mặt lộ vẻ rung động. Thu phục yêu thú, Diệp thần thật ra thì cũng không xa lạ gì, trừ đi ban đầu ngự thú linh thần thuật pháp ngoài ra, nhân tộc một ít tông môn cũng có thu phục thủ đoạn, nhưng, chỉ là nhằm vào một ít nhỏ yếu, hoặc là còn nhỏ yêu thú, sau đó bắt đầu đào tạo. Còn chân chính mạnh mẽ, thành niên yêu thú là rất khó thu phục. Có thể nghe Huyền Huyết Tâm ý, cái này thiên yêu thần tác tựa hồ có thể thu phục bất kỳ yêu thú gì à? Cái này thì kinh khủng. Huyền Huyết Tâm nghiêm túc nói, thiên yêu huyết mạch, là vạn yêu chi tổ huyết mạch, từ hồng hoang bắt đầu chính là yêu bên trong vương giả. Bất luận là mở linh trí yêu tộc, vẫn là không có mở linh trí yêu thú đều phải làm thần phục. Đây mới là thiên yêu huyết mạch cường đại nhất địa phương. Diệp thần hít sâu một hơi nói, chẳng lẽ, cái này thiên yêu thần tác cái gì hạn chế cũng không có. Nếu là như vậy mà nói, trực tiếp thu phục một đầu thực lực cường hãn yêu thú, cho dù không có hóa thú thần thông vậy vô địch à. Huyền Huyết Tâm nói, dĩ nhiên không phải, thiên yêu thần tác cũng phân là phẩm giai cấp, không cùng phẩm giai cấp thần tìm có thể thu phục yêu thú, cũng có khác biệt. Thần tìm, tổng cộng chia làm là thiên địa huyền hoàng, bốn cái phẩm cấp, hôm nay, thiên cấp thần tìm cơ bản đã tuyệt tích, địa cấp thần tìm, chính là chí bảo bên trong chí bảo, mà ta trong tay chính là một cái huyền cấp thần tìm. Thiên cấp thần tìm, trong truyền thuyết có thể thu phục còn chân cảnh bên trên cảnh giới truyền thuyết yêu thú, địa cấp thì có thể thu phục còn chân cảnh đỉnh cấp yêu thú, mà huyền cấp thần tìm, thì có thể thu phục còn chân cảnh sơ kỳ yêu thú, còn như hoàng cấp thần tìm chỉ có thể thu phục càn khôn cảnh và thủy nguyên cảnh yêu thú. Diệp thần nghe vậy, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm vậy thần tìm không nói gì. Huyền Huyết Tâm mỉm cười nói, Diệp công tử nếu như muốn thu phục yêu thú, cái này thiên yêu thần tác nhưng mà cần thiết vật, Diệp công tử có không có hứng thú? Diệp thần gật đầu nói, ta muốn trả giá cái gì? Huyền Huyết Tâm cười nói, trước không gấp, Diệp công tử theo ta tới. Vừa nói, liền đứng lên, mang Diệp thần hướng cửa đi ra ngoài. Rất nhanh, Diệp thần cùng Huyền Huyết Tâm liền tiến vào một cái nhỏ trong gian phòng, cái này bên trong căn phòng nhỏ không có một vật. Diệp thần có chút không rõ ràng, Huyền Huyết Tâm mang hắn tới nơi này muốn làm gì? Huyền Huyết Tâm đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết. Một đạo trận pháp ở trong phòng sáng lên. Nơi này lại là cất giấu một cái truyền tống trận pháp. Hai người bước vào trận pháp bên trong, lại mở mắt lúc đã tới dưới đất chỗ sâu. Nơi này, đồng dạng là một căn mật thất, nhưng rất lớn. Mà ở Diệp thần trước mắt, lại có một cái ao nhỏ, ao nước là bảy màu vẻ, mà ở ao nước bên trong đặt vào một quả yêu thú trứng. Diệp thần chân mày khều một cái nói, đây là... Huyền Huyết Tâm nói, Diệp công tử, thiên yêu thần tác, mặc dù có thể thu phục yêu thú cường đại, nhưng, cái loại này cưỡng ép thu phục phương pháp, trừ phi là thiên cấp thần tìm, nếu không, không cách nào đem luyện hóa là bổn mạng yêu thú, cho nên, bổn mạng yêu thú như cũ chỉ có thể dùng yêu thú con non hoặc là yêu thú trứng, tiến hành bồi dưỡng. Diệp thần ánh mắt nhỏ tránh, bồi dưỡng yêu thú tốn hao thời gian, quá dài. Huyền Huyết Tâm cười nói, ta biết ngươi ý tưởng, bất quá. Cái này ao tên là yêu ao, liền là dùng để đặc biệt bồi dưỡng yêu thú trứng, có thể tăng tốc độ yêu thú trưởng thành, yêu thú tiềm lực càng cường đại, lúc mới sinh ra, thì sẽ càng mạnh. Hơn nữa, cao cấp yêu ao căn bản không có tác dụng phụ, chỉ là tăng tốc độ trưởng thành mà thôi. Thậm chí, có chút huyết mạch được trời yêu đãi yêu thú, vừa sinh ra, liền có thể có còn chân cảnh thực lực. Đây cũng là tại sao Huyền Cừ Dương Hỏa Thiên Giao có thể ngắn ngủi trăm năm liền đạt tới còn chân cảnh nguyên nhân, bất quá, hắn sử dụng yêu ao, và ta cái này yêu ao phẩm cấp, một ngày đầy đất. Diệp thần nghe vậy, ánh mắt sáng choang, động lòng. Huyền Huyết Tâm thấy vậy,
ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp công tử, ta có thể vì ngươi bồi dưỡng một quả yêu thú trứng, hơn nữa, bán cho ngươi một cái thiên yêu thần tác, giá cả, 15 triệu yêu linh tinh, cùng với huyền cừ cho ngươi hắc thị làm ăn. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, huyền huyết tâm đây là đòi hỏi nhiều. Vừa mở miệng, liền muốn đem hắn được từ huyền cừ tài sản toàn bộ muốn qua ngà. Bất quá, đối với Diệp Thần mà nói nhưng là đáng giá, dẫu sao, hắn sẽ không ở lại Thánh Thiên Thành, yêu linh tinh và Thánh Thiên Thành hắc thị làm ăn, đối với hắn không có ích gì. Nhưng, Diệp Thần nhưng vẫn lắc đầu một cái nói, không được. Không được. Huyền huyết tâm khẽ cau mày, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Mặc dù, nàng là đòi hỏi quá đáng, nhưng, trên thực tế, nàng cho giá cả cũng không quá phận, thậm chí có thể nói rất ưu đãi. Nếu như đổi một người, cho ra giống nhau giá cả, huyền huyết tâm cũng sẽ không đáp ứng. Có thể Diệp Thần lại cự tuyệt. Trên thực tế, lần giao dịch này cũng là huyền huyết tâm đối với Diệp Thần một cái khảo nghiệm. Khảo nghiệm cái gì? Diệp Thần tư chất, tâm tính, ở huyền huyết tâm xem ra, đều là thượng thừa ở giữa thượng thừa, cho nên, nổi lên kết giao chi tâm, cuộc giao dịch này, thoạt nhìn là nàng đòi hỏi nhiều, trên thực tế, chiếm tiện nghi là Diệp Thần. Mà hiện tại, nàng khảo nghiệm chính là Diệp Thần ánh mắt. Một cái không có tư chất, tâm tính võ giả, nếu như ít đi ánh mắt, tương lai thành tựu, chỉ sợ cũng sẽ không quá cao. Nếu như Diệp Thần thật thiếu ánh mắt, huyền huyết tâm có thể cũng sẽ không cân nhắc tiếp tục kết giao Diệp Thần. Trong chốc lát, huyền huyết tâm sắc mặt, có chút lãnh đạm liền xuống. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là mở miệng nói, 14 triệu yêu linh tinh, hắc thị làm ăn, phần lớn có thể cho ngươi. Nhưng, muốn lưu lại một nhà cửa hàng. Huyền huyết tâm nghe vậy, hơi sững sờ, ngay sau đó, phốc thử một tiếng bật cười. Diệp Thần làm gì vậy? Muốn trả giá? Xem nàng người của tầng thứ này làm ăn có thể là tới nay không có gì chém giá. Hơn nữa, Diệp Thần chém được không hề nhiều, chẳng lẽ cứ như vậy quan tâm một điểm này điểm lợi ích? Huyền huyết tâm ngưng mắt nhìn Diệp Thần cặp mắt, có chút hiếu kỳ, trực giác nói cho nàng. Diệp Thần không phải tính toán chi ly người. Vì vậy, huyền huyết tâm hỏi, cái này 1 triệu yêu linh tinh cùng với một nhà cửa hàng, đối với Diệp công tử như thế trọng yếu. Diệp Thần nghiêm túc nói, trên thực tế, ta biết chiếm tiện nghi là ta, nhưng, ta vẫn là phải lưu lại 1 triệu yêu linh tinh, cùng với một nhà cửa hàng, bởi vì, ta muốn cho Xích Tinh Thánh Địa một cái ở Thánh Thiên Thành đất đặt chân. Diệp Thần biết, lưu nhiều, lấy Xích Tinh Thánh Địa thực lực trước mắt. Ngược lại không giữ được, 1 triệu yêu linh tinh, một nhà cửa hàng, cùng với huyền cử những cái kia còn dư lại vật liệu vân. Vân, đủ Xích Tinh Thánh Địa ở Thánh Thiên Thành phát triển. Diệp Thần tính cách từ trước đến giờ là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, Xích Tinh Thánh Địa đem lửa trời thần ưng cho mượn liền hắn, mặc dù, bởi vì Cố Tuyền đã được cứu đi, đối với hắn cũng không có trên thực chất trợ giúp, nhưng, Diệp Thần sẽ không quên. Có thể giúp, giúp. Huyền huyết tâm mắt đẹp động một cái, mỉm cười nói, được, ta đồng ý. Thà và những cái kia chỉ tính cái lợi người lui tới, nàng càng thích Diệp Thần cái loại này ân oán rõ ràng tính cách, cho dù lập tức thua thiệt một chút, nhưng huyền huyết tâm tin tưởng, lâu dài xem ra, lấy được chỗ tốt, tuyệt đối sẽ là mình. Diệp Thần đáng nàng đầu tư. Diệp Thần trịnh trọng nói, đa tạ. Sau đó, đem túi đựng đồ giao cho huyền huyết tâm, hơn nữa. Để lại một tấm có kèm mình thần niệm con dấu tờ giấy, dựa vào tờ giấy này, huyền huyết tâm sẽ hướng huyền cử thu lấy cửa hàng. Trên thực tế, nếu như huyền huyết tâm thật muốn đoạt, đem toàn bộ hắc thị nhận lấy cũng không là vấn đề, nhưng, lấy thánh thiên yêu tộc thân phận, là không thể nào làm như vậy, cho nên, chỉ có thể dùng giữa lúc thủ đoạn lấy được. Mà huyền huyết tâm, chính là đem cây kia thiên yêu thần tác, giao cho Diệp Thần, hơn nữa, truyền thụ cho Diệp Thần, một đoạn pháp quyết. Một đoạn, thao túng thiên yêu thần tác, thu phục yêu thú pháp quyết. Diệp Thần đạt được cái này pháp quyết sau đó, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ mừng như điên vẻ. Trên thực tế, hắn chân chính yêu cầu không phải cái này thiên yêu thần tác mà là đoạn này pháp quyết à. Diệp Thần có thể khẳng định, dựa vào đoạn này pháp quyết, hắn liền có thể thông qua mình thiên yêu huyết mạch mang tới thần thông hàng phục yêu thú. Chỉ là không biết, hắn lấy thần thông biến hóa thiên yêu thần tác là cái gì phẩm cấp. Cái này sau đó, huyền huyết tâm tựa hồ muốn lưu Diệp Thần xuống uống rượu, bất quá Diệp Thần khéo léo từ chối. Lại uống vào, thật không biết sẽ phát sinh cái gì, mặc dù,
huyền huyết tâm tuyệt đẹp, mị hoặc tới cực điểm, nhưng, Diệp Thần không phải người tùy tiện như vậy, cho dù đối với Huyền Nhã tối đa cũng chỉ là hảo cảm mà thôi, sở dĩ mạo hiểm cứu nàng, chủ yếu là vì báo đáp Xích Tinh yêu tộc, cùng với bởi vì vì mình vậy vô tâm mất, mang tới một chút trách nhiệm. Rất nhanh, Diệp Thần liền rời đi huyết tâm chiến trường, trở lại Huyền Uyên phủ đệ, mang Huyền Nhã, Huyền Hy, rời đi Thánh Thiên Thành. Một hồi ánh sáng chớp động sau đó, Diệp Thần ba người xuất hiện ở Xích Tinh Thánh Địa tộc trưởng nhà gỗ dưới đất. Ba người mới vừa một trở lại, chính là nghe được một hồi chợt quát tiếng nói, cho lão phu tránh ra, lão phu muốn cùng vậy Thánh Nhật Thành người liều mạng. Một tên Huyền Yêu tộc người khuyên nói, tộc trưởng, người hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, không nên vọng động à. Ba người thần sắc động một cái, thân hình chớp mắt, liền đi tới trong nhà gỗ. Đang cùng một tên thanh niên tranh chấp Huyền Khôn thấy ba người bóng người, hơi sững sờ, ngay sau đó, cặp mắt đục ngầu lại là hơi ửng đỏ, vô cùng mừng rỡ nói, Nhã nha đầu, ngươi. Ngươi trở về. Hắn nghe tộc nhân nói tới, Diệp Thần cùng Huyền Hy đi Thánh Thiên Thành cứu Huyền Nhã thoát khốn, có thể, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Thần thật có thể thành công à. Muốn làm chuyện này, có bao nhiêu khó khăn, Huyền Khôn so người bất kỳ đều biết. Huyền Nhã cũng là mắt đẹp ửng đỏ nói, ra ra, Nhã Nhi bất hiếu, để cho ngươi lo lắng. Huyền Khôn cười ha ha một tiếng nói, trở về liền tốt, trở về liền được a. Đột nhiên, hắn vừa quay đầu ngưng mắt nhìn Diệp Thần, vô cùng là thành khẩn mở miệng nói, thằng nhóc, lão phu. Diệp Thần nhưng là mỉm cười ngắt lời nói, không cần nói nhiều, ta nhớ, Khôn lão từng nói qua, ta đã là Huyền Yêu tộc một thành viên. Huyền Khôn sửng sốt một chút. Ngay sau đó cất tiếng cười to nói, thằng nhóc giỏi, thằng nhóc giỏi. Nguyên bản, Huyền Yêu tộc người cũng cho rằng để cho ngoại tộc gia nhập bổn tộc là đối bên ngoài tộc mà nói cao nhất quang vinh, có thể bây giờ nhìn lại, Xích Tinh Yêu tộc có thể làm cho Diệp Thần gia nhập là Xích Tinh Yêu tộc chuyện may mắn à. Rồi sau đó, Diệp Thần lại đem một cái túi đựng đồ giao cho Huyền Khôn nói, Khôn lão, cái túi này bên trong là 1 triệu yêu linh tinh, cùng với một ít vật liệu. Ta ở Thánh Thiên Thành Hắc Thị còn chiếm được một nhà cửa hàng, đi về sau, Xích Tinh Yêu tộc ở Thánh Thiên Thành vậy coi là có đất đặt chân, có thể mang một ít ưu tú tộc nhân, đi Thánh Thiên Thành phát triển. Huyền Khôn nghe vậy, ngu, thật ngu. Nguyên bản, hắn lấy là Diệp Thần có thể cứu về Huyền Nhã, đã là một kỳ tích, có thể không nghĩ tới, hắn vẫn còn cho Xích Tinh Yêu tộc, mang tới một cái trở mình cơ hội à. Đây là Huyền Khôn một mực mơ tưởng để cầu. Nhưng thủy chung không có làm được sự việc. Huyền Khôn hít sâu một hơi, quát to, thông báo toàn thôn, cử hành khánh điển. Tên kia nguyên bản trông chừng Huyền Khôn Huyền Yêu tộc thanh niên, giờ phút này mới từ rung động bên trong, phục hồi tinh thần lại, lúc này hoan hô một tiếng, chạy ra ngoài cửa, đem tin vui này truyền đạt cho tất cả thôn dân. Trong chốc lát, toàn bộ Huyền Yêu tộc xôi trào. Diệp Thần là bọn họ chân chính anh hùng à. Cái này một đêm, các tộc nhân vây quanh đống lửa, nhậu nhẹt, vô cùng sung sướng. Khánh điển hơn nửa sau đó, Huyền Khôn đem một ly rượu ngon, đưa cho Diệp Thần nói, thằng nhóc, theo ta tới. Diệp Thần thần sắc động một cái, hắn nhớ Huyền Khôn trước từng nói cho hắn, có đồ cấp cho hắn. Ở Huyền Khôn dưới sự hướng dẫn, hai người hướng trong núi đi tới, rất nhanh liền đi tới một phiến bị sương mù dày đặc bao phủ thung lũng trước. Huyền Khôn đem rượu trong ly, uống một hơi cạn sạch nói, thằng nhóc, rất lâu trước, ta Xích Tinh Yêu tộc chính là 7 sao đứng đầu, thậm chí muốn áp đảo Nhật Nguyệt 2 thành trên tồn tại, có thể ngươi biết, tại sao hôm nay rơi được cái này ruộng đất sao? Diệp Thần hơi kinh hãi nói, vì sao? Huyền Khôn trong mắt, hiện lên lau một cái tịch mịch vẻ, không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng nói, Xích Tinh Thánh Địa bên trong, từ xưa thì có một nơi truyền thừa từ thời đại Thái Cổ Bí Địa. Mà đây bí địa đang ở trước mắt cái này phiến sương mù dày đặc sau đó. Diệp Thần nghe vậy, nhìn về phía vậy phiến ánh mắt, trong mắt thần mang đại thịnh. Huyền Khôn nói cái này bí địa bên trong, cất giấu cơ duyên cực lớn, nhưng, giống vậy vô cùng nguy hiểm. Vừa nói, hắn lấy ra một viên màu đen đá đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy đá này đầu, tim chợt giật mình. Trong đá này, lại là ẩn chứa một loại cùng thiên yêu vô cùng tương tự hơi thở. Huyền Khôn nói, đây chính là ta cấp cho ngươi đồ, vật này cũng là tiến vào cái này bí địa bằng chứng. Hắn vô cùng nghiêm túc ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, tộc trưởng sứ mạng một trong, liền đem cái này bằng chứng giao cho đoạt được yêu thần trụ xếp hạng thứ nhất người. Bởi vì,
chỉ có xếp hạng thứ nhất người mới có tiến vào cái này bí địa tư cách, còn như phải chăng tiến vào trong đó, do ngươi tự quyết định. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Nhưng vào lúc này, Huyền Khôn một cái tay đột nhiên đè ở Diệp Thần trên bả vai nói, Diệp Thần, ta biết, ngươi tư chất rất nghịch thiên, nhưng, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Ta Xích Tinh Thánh Địa sở dĩ sa sút, chính là bởi vì, triều đại yêu nghiệt lựa chọn tiến vào cái này bí địa sau đó, trở về cũng chỉ có cái này màu đen đá, bọn họ không có một người còn sống. Cái này bí địa, không chỉ không có cho chúng ta Xích Tinh Thánh Địa mang đến cuộc khởi cơ hội, ngược lại, là một nơi đất giữ, là làm ta tộc sa sút đầu sỏ. Cho nên, nói lời trong lòng, ta không hy vọng ngươi chọn lựa chiến cái này bí địa. Diệp Thần đã rất ưu tú. So với Huyền Cử ưu tú hơn, cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể đứng ở Huyền Yêu tộc đỉnh phong, không cần mạo hiểm à. Diệp Thần nghe vậy, trầm mặc, nhưng, chỉ chốc lát sau hắn chính là nhẹ nhàng bắt lại Huyền Khôn tay. Huyền Khôn thấy vậy, hơi biến sắc mặt. Diệp Thần mở miệng nói, đa tạ Khôn lão nhắc nhở, nhưng, ta vẫn là dự định khiêu chiến cái này bí địa. Nguyên nhân không phải hắn, hắn hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian. Chờ người hắn. Quá nhiều, hắn trên vai trách nhiệm, quá nặng nề. Hắn không muốn bị Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt đè ép. Hắn kẻ địch cuối cùng không phải cái này hai người, mà là thần bí kia lại vô địch Vạn Khư Thần Điện à. Đoạn đường này, quá khó khăn. Kiếp trước luân hồi chi chủ đều phải lấy chết mà bố trí. Cái này nhất thế, hắn là duy nhất cơ hội à. Huyền Khôn ánh mắt hung hăng vừa kéo, nhưng vẫn là khẽ thở dài một hơi nói, thằng nhóc. Nhất định phải sống trở về à, người phải nhớ được, toàn bộ Xích Tinh yêu tộc đều ở đây chờ ngươi. Diệp Thần cùng gật đầu nói, ưm. Huyền Khôn vỗ vai hắn một cái, liền xoay người đi ra phía ngoài, một vừa hát liền Xích Tinh yêu tộc vậy cổ xưa chiến ca. Vậy ca tụng Huyền yêu tộc anh hùng, được gọi là Huyền Đế Vương giả chiến ca. Ở nơi này tiếng hát du dương bên trong, Diệp Thần xoay người, nắm chặt vậy cái màu đen đá, hướng nồng nặc kia bên trong đi tới. Tiếng hát, xa, mà Diệp Thần bóng người vậy dần dần không nhìn thấy ở vậy mãi mãi không tiêu tan sương mù bên trong. Phương một tiến vào sương mù bên trong, Diệp Thần liền cảm nhận được liền một cổ bài xích lực, lực lượng này vô cùng là khủng bố, cho dù lấy hắn thực lực, đều không cách nào kháng cự chút nào. Ngay tại lúc này, trong tay đá hắc quang chớp mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy được, mình trong cơ thể thiên yêu huyết mạch chấn động một tí, ngay sau đó, cổ lực lượng kia, tiêu tán. Hắn ánh mắt lóe lên, xem ra tiến vào cái này bí địa, có hai cái điều kiện, một, có màu đen đá, hai, có thiên yêu huyết mạch. Diệp Thần không ngừng ở sương mù dày đặc bên trong đi vào, nhưng, rất nhanh, hắn chính là hơi nhíu mày, cái này sương mù dày đặc lại là vô cùng vô tận vậy, bất luận đi như thế nào, cũng không đi ra lọt. Bất quá, Diệp Thần ngược lại là khá là rửng rưng, hắn biết, đây chính là đạo thứ nhất khảo nghiệm. Khảo nghiệm là tâm tính của hắn. Hắn bình phục lại tâm cảnh, tiếp tục đi tới, hơn nữa, thẳng tắp tiến về trước. Thời gian, không biết qua bao lâu, ở Diệp Thần ý thức bên trong, hắn tựa như đã đi qua vô số thời gian, lúc bắt đầu, hắn vậy từng nóng nảy, phiền não, bất an qua. Bởi vì, hắn cần thời gian à. Làm sao có thể bị xương trắng này vây khốn lâu như vậy? Bất quá, rất nhanh, hắn liền thanh tỉnh lại. Cái này cái đá, mỗi lần ở Huyền yêu tộc người thực tập sau khi thất bại liền sẽ tự đi trở về yêu thần trụ, luôn không khả năng, vô số năm tháng mới trở về một lần chứ. Cho nên, xương trắng này bên trong thời gian tốc độ chảy, tuyệt đối và thực tế bên trong không cùng. Nghe, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là giải thích hợp lý nhất. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Diệp Thần liền từ bỏ nghĩ bậy thẳng tắp đi về phía trước. Nếu như người bình thường, tức liền nghĩ tới liền một điểm này, chỉ sợ cũng sẽ chần chờ, không xác thực định mình đi phương hướng, rốt cuộc có đúng hay không, sẽ chọn quay đầu, chuyển hướng chờ một chút. Có thể, có võ tổ đạo tâm Diệp Thần nhưng rất rõ ràng, đối với võ giả mà nói, chỉ có tiến về trước. Đây là hắn đạo tâm kiểm chứng. Diệp Thần đi về phía trước, cuối cùng, bước chân cũng dọc theo một cái đường thẳng, không có một tia một hào lệch. Hắn tâm cảnh sớm đã đến tính nhược si xui bước. Thời gian đối với tại hắn đã mất đi ý nghĩa. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trước mắt ánh sáng sáng lên, xương trắng sau đó, mơ hồ có vật gì xuất hiện. Nhưng, dù vậy,
Diệp Thần tâm trạng vẫn không có bất cứ ba động gì, bình tĩnh đi ra cái này phiến xương trắng. Rời đi xương trắng nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy được một hồi choáng váng, tựa như đi ra dị giới vậy, hắn nhìn về phía trước mắt nhưng là bỗng nhiên con ngươi co rúc lại. Xuất hiện trước mắt hắn là cái gì? Chỉ gặp, thời khắc này Diệp Thần, lại là đi tới một nơi vô cùng to lớn ao máu trước. Mà ở ao máu bên bờ, còn có từng ngọn bia đá, vậy bia đá, nhìn như giống như là mộ bia. Ở mộ bia bên trên, viết mỗi một cái tên, tốt mấy cái tên, Diệp Thần đều ở đây yêu thần trụ trên gặp qua. Là những cái kia đã từng đổi mới yêu thần trụ ghi chép yêu nghiệt. Ở bọn họ tên chữ phía dưới, còn ghi chép một con số, những chữ số này, mỗi một cái đều không cùng, nhưng, không có một cái, vượt qua 10.000. Đây là ý gì? Ngay tại lúc này, một đạo không phân rõ giọng của trai gái, bỗng nhiên ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, nơi đây, tên là Huyền Yêu Ao, chính là ta Huyền Yêu lão tổ sáng chế, tăng lên hậu nhân huyết mạch lực thánh địa, tiểu bối, tiến vào Huyền Yêu Ao bên trong, hấp thu Huyền Yêu Ao bên trong máu loãng, có thể hấp thu nhiều ít, quyết định, ngươi là hòa tan ở Huyền Yêu Ao bên trong trở thành máu loãng một phần chia, vẫn là có thể so với yêu thần cao nhất huyết mạch. Diệp Thần hơi kinh hãi. Hắn không cách nào cảm giác được thanh âm này nguồn, nhưng, tựa hồ cũng không phải là thần niệm hóa thân. Thanh âm kia không có để ý Diệp Thần phản ứng, tiếp tục nói cái này Huyền Yêu Ao bên trong máu loãng, tổng cộng 2.369 chục ngàn cân, chiếm đoạt máu loãng chưa đủ 5 tấn, đem ngươi dung nhập vào ao máu bên trong, hình thần câu diệt. Chiếm đoạt máu loãng đạt tới 5 tấn, chưa đủ 50 tấn, ngươi thiên yêu huyết mạch, đem bị tước đoạt, thậm chí... Cả người tu vi vậy sẽ làm tiêu tán, võ đạo căn cơ bị tổn thương, cả đời khó đi nữa tu hành. Chiếm đoạt máu loãng đạt tới 50 tấn, chưa đủ 500 tấn, người có thể yên ổn rời đi, lấy được máu loãng mang tới chỗ tốt. Chiếm đoạt máu loãng đạt tới triệu cân, chưa đủ 5.000 tấn, người không chỉ có thể yên ổn rời đi, lấy được máu loãng mang tới chỗ tốt, còn có thể được bản lão tổ ban thưởng chí bảo một kiện. Chiếm đoạt máu loãng đạt tới 5.000 tấn. Chưa đủ 10.000 tấn, ngươi lấy được thượng hạng sử chi bên ngoài, còn có thể quá mức đạt được bản lão tổ một quả căn nguyên máu tươi khen thưởng. Nói tới chỗ này, thanh âm kia liền yên lặng đi xuống. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh nói, Huyền Yêu lão tổ. Là người nào? Hắn cũng không biết Huyền Yêu lão tổ là ai, cái này căn nguyên máu tươi giá trị tự nhiên vậy không dễ phán đoán. Thanh âm kia trầm mặc chốc lát, tựa hồ có chút im lặng. Ngay sau đó mở miệng nói, ngươi có thể biết, yêu tộc thủy tổ chính là thiên yêu. Nhưng trên thực tế, thiên yêu không phải một người, mà là bốn người, được gọi là trời, huyền, vàng, lão phu chính là hạng thứ ba huyền yêu lão tổ. Trong đó, vậy xếp hạng thứ nhất thiên yêu, huyết mạch lực mạnh nhất, cho nên, mới lấy hắn làm tên, gọi chung chúng ta tứ tổ. Mà lão phu cả đời cũng đang nghiên cứu như thế nào chế tạo ra vượt qua thiên yêu yêu tộc huyết mạch. Toàn bộ huyền yêu nhất tộc, đều là lão phu vật thí nghiệm. Thậm chí, trong thân thể ngươi vậy một chút bác tạp thiên yêu máu, cũng là căn cứ lão phu đã từng trong lúc vô tình lưu lại phương pháp, nơi chế tạo ra, hiện tại, ngươi hẳn biết lão phu là ai. Cho dù là Diệp Thần, nghe vậy sau đó, cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này cùng mình nói chuyện lại là có thể cùng thiên yêu coi như nhau tồn tại. Hơn nữa, mình thiên yêu huyết mạch. Vẫn là hắn lưu lại phương pháp bắt trước. Nguyên bản, Diệp Thần liền nghi ngờ, linh võ đại lục và thần quốc cái này cùng vị diện, như thế nào có thể chế tạo ra thiên yêu huyết mạch. Hiện tại, hắn hiểu. Mà đây Huyền Yêu Ao, sợ rằng, chính là chỗ kia yêu tộc thánh địa lên cấp bản. Cho dù lấy Diệp Thần tâm tính, đều là được to lớn đánh vào. Thanh âm kia có chút không nhịn được nói, thằng nhóc, còn không tiến vào Huyền Yêu trong ao. Trong chốc lát, Diệp Thần hưng phấn. Nếu như Huyền Yêu thật nếu như không muốn mà nói, kinh khủng như vậy nói, hắn căn nguyên máu tươi hiệu quả nhất định nghịch thiên cực kỳ. Nhưng, Diệp Thần không có lập tức tiến vào, mà là hỏi, lão tổ, nếu như, ta đem máu này ao chiếm đoạt không còn đâu. Huyền Yêu lão tổ trầm mặc chốc lát nói, ngươi không làm được, không người nào có thể làm được. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là không có buông tha, tiếp tục nói, mọi việc, cũng có thể. Huyền Yêu lão tổ nói, nếu là như vậy mà nói, ngươi lấy được lão phu dùng để chế tạo cái này Huyền Yêu ao chí bảo, Huyền Linh Châu. Diệp Thần truy hỏi nói, Huyền Linh Châu là cái gì? Có thể, lần này,
Huyền Yêu lão tổ không có lại để ý hắn, yên lặng đi xuống. Hồi lâu không mở miệng Huyền Hàn Ngọc, đột nhiên nói, Diệp thần, bỏ mặc cái này Huyền Linh Châu là cái gì, có thể làm ra phương này ao máu, nhất định là chí bảo. Diệp thần nghe vậy, gật đầu một cái, lúc này, hướng vậy Huyền Yêu ao đi tới. Hắn trong mắt lóe lên vô cùng là chói mắt thần quang, hắn người này từ trước đến giờ không thích thua thiệt, nếu có cơ hội đi tới nơi này bí địa bên trong, thì phải đem hết thảy chỗ tốt toàn bộ đạt được. Mặc dù, cái này nhìn cơ hồ là không thể nào, không thấy được những cái kia tư chất sợ hãi yêu nghiệt liền 5 tấn máu cũng không có hấp thu được liền không cách nào nhận chịu sao. Nhưng, Diệp thần cũng không sợ hãi, tâm cảnh không có bị chút nào dao động. Võ tổ đạo tâm, bền bỉ không gãy. Rất nhanh, Diệp thần liền tiến vào ao máu bên trong, nháy mắt tức thì, vậy cuồn cuộn máu loãng liền điên cuồng hướng hắn cuồng trào tới. Diệp thần thân thể giống như một cái vực sâu không đáy vậy không ngừng cắn nuốt những huyết dịch này. Không thể không nói, Diệp thần thể chất quả thật siêu phàm thoát tục, đối với những cái kia Huyền Yêu tộc yêu nghiệt mà nói, đều không cách nào tiếp nhận khủng bố máu loãng, Diệp thần cực kỳ dễ dàng liền đột phá 5 tấn. Đầu tiên, mệnh là giữ được. Thậm chí, hắn không chỉ không có chút nào lo âu, ngược lại mặt hiện đại hỉ vẻ. Máu này vào cơ thể sau đó, ngay tức thì bị hắn luyện biến thành một chút thuần túy thiên yêu huyết mạch, 5 tấn máu tươi liền làm hắn thiên yêu huyết mạch, cường hóa sấp xỉ 10%. Hơn nữa, Diệp thần một chút áp lực cũng không có, hôm nay máu loãng tràn vào tốc độ, thậm chí, còn không bằng hắn tốc độ luyện hóa. Vậy Huyền Yêu lão tổ đều là nhẹ di một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc, mà càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Sau nửa giờ, Diệp thần cũng đã đến gần 50 tấn huyết mạch bên bờ. Lúc này, Diệp thần rốt cuộc cảm giác được áp lực, bất quá chỉ có từng tia, 50 tấn huyết mạch cũng là thành công đột phá. Hôm nay, Diệp thần trong cơ thể thiên yêu huyết mạch đã ước chừng cường đại gấp đôi. Nhưng, hắn thần sắc nhưng dần dần ngưng trọng, bởi vì, hiện tại mặc dù áp lực còn không lớn, có thể, dựa theo loại chuyện này phát triển tiếp, đừng nói là toàn bộ hấp thu, hắn thậm chí rất khó kiên trì đến 5.000 tấn cấp bậc. Một ngày một đêm sau đó, Huyền Yêu ao bên trong phát ra một tiếng gào thét, giờ phút này, Diệp thần cả người chống tăng, kinh mạch bên trong lóe lên màu máu ánh sáng, tựa hồ phải bị căng bể. Hôm nay, Diệp thần luyện hóa tốc độ, đã có chút không đuổi kịp chất đống ở huyết mạch trong cơ thể, bắt đầu bạo loạn. Nhưng, ở Diệp thần giống to dưới, hay là đem huyết mạch này trấn ép xuống. Mà Diệp thần, đem huyết mạch này trấn áp xuống sau đó, vậy thuận lợi đột phá triệu cân cấp bậc. Ngay tại lúc này, vậy Huyền Yêu ao đột nhiên bình tĩnh lại. Huyền Yêu lão tổ mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi là nhiều năm qua như vậy, cái đầu tiên nhô lên phá 1 triệu cân tầng thứ người, để cho bản lão tổ rất kinh ngạc, ngươi thiên phú quả thật không tệ, ta hiện tại cho một mình ngươi lựa chọn cơ hội, là phải tiếp tục khiêu chiến, vẫn là rời đi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, tiếp tục khiêu chiến, ngươi biết chết. Cho dù là bản lão tổ, cũng không cách nào đem máu này ao khi đạt tới dù sao cũng cấp bậc trước, ngừng vận chuyển, cho nên, ngươi liền đổi ý cơ hội cũng không có. Diệp thần nghe vậy, ánh mắt kịch liệt ba động, đồ thánh đại hội chật vật để cho hắn nín một hơi. Hắn hận mình thực lực không đủ. Mấy hơi thở sau đó, hắn chính là mở miệng nói, ta nguyện ý tiếp tục khiêu chiến. Huyền Yêu lão tổ trầm mặc xuống, mà Huyền Yêu ao tiếp tục vận chuyển. Vừa lên tới chính là đau khổ kịch liệt. Cơ hồ phải đem Diệp thần thân thể xé nát. Máu này tràn vào tốc độ, chân thực quá nhanh. Có thể, Diệp thần sớm thành thói quen liền đau đớn, hắn ánh mắt trầm ngưng, yên lặng luyện hóa tràn vào máu loãng. 1.000 tấn cấp bậc, qua. 1.500 tấn cấp bậc, qua. 2.000 tấn cấp bậc, qua. 12 giờ bên trong, Diệp thần liền qua 1.500 tấn. Nhưng, hắn cả người thân thể cũng đã thiên sang bách khổng. Nếu không phải dựa vào vô cùng nghịch thiên sinh mệnh lực và luân hồi huyết mạch, phỏng đoán đã sớm không cách nào chống đỡ, trực tiếp bị máu kia nước căng bể. Đến 2.500 tấn, Diệp thần đã là cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng vẫn là qua. Thứ 3.000 tấn, là Diệp thần chân chính khảo nghiệm. Cái này 500 tấn, thật là so trước mặt 2.500 tấn chung vào một chỗ, cũng làm hắn khó mà chịu đựng. Diệp thần chặt chẽ cắn răng. Ép khô trước trong cơ thể cuối cùng một chút sinh mệnh lực, mạnh chống, rốt cuộc vẫn là đột phá. Có thể,
3.500 tấn nhưng đã đạt tới Diệp Thần cực hạn. Diệp Thần tựa hồ thật không cách nào kiên trì được nữa, Huyền Yêu lão tổ tựa hồ phát ra khẽ than một tiếng, kỳ tích, không có xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một cổ vô cùng là cường đại long tộc hơi thở, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể, bùng nổ. Diệp Thần sinh mệnh lực có một cái bay vọt kiểu tăng lên. Hắn ở Huyền Yêu bên trong ao đã kiên trì nhiều ngày như vậy, Sóc Lão lực lượng khôi phục. Ở Sóc Lão gia trì xuống, Diệp Thần nếu như phong ma vậy, kiên quyết đương đầu trước máu kia nước, đối với thân thể mình phá hoại, chiếm đoạt lại chiếm đoạt. Không biết qua bao lâu, 1.500 tấn máu tươi, rốt cuộc bị chiếm đoạt không còn một mống. Diệp Thần thành công đột phá 5.000 tấn cấp bậc. Mà Sóc Lão lực lượng cũng là bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đây là, vậy Huyền Yêu ao lần nữa dừng lại. Huyền Yêu lão tổ nói, thằng nhóc, ngươi làm rất khá, đã đạt đến ta dự trù cực hạn. Hiện tại, ngươi lá bài tẩy đã dùng hết chứ? Cũng hẳn rõ ràng, tiếp tục khiêu chiến là không thể nào, thu tay lại đi, dù sao cũng cấp bậc, ngươi lấy được chỗ tốt đã cũng khá lớn. Huyền Yêu lão tổ một mực đang nghiên cứu vượt qua thiên yêu huyết mạch phương pháp, mà Diệp Thần là được trời yêu đãi vật thí nghiệm à? Hắn cũng không hy vọng tốt như vậy vật thí nghiệm lúc này bỏ mình. Lại tìm một cái, ai biết phải tốn nhiều ít năm. Liên liên Diệp Thần đều là nhẹ thở một hơi, chuẩn bị rời đi cái này ao máu. Võ tổ đạo tâm là dám tại khiêu chiến, nhưng, không phải tự sát. Hắn liền Sóc Lão lực lượng đều dùng, mới miễn cưỡng đạt tới dù sao cũng tầng thứ, tiếp tục cắn nuốt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần thân hình động một cái, liền muốn đứng dậy. Có thể, ngay tại lúc này, hắn đầu óc bên trong nhưng là bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Nghe được cái này thanh âm sau đó, Diệp Thần nhưng là thân thể cứng đờ. Một lát sau, Diệp Thần nhưng là lần nữa ngồi về ao máu bên trong, mở miệng nói, mời lão tổ, tiếp tục. Cái gì? Lần này, liền Huyền Yêu lão tổ đều có chút ngu. Hắn không nhịn được trách mắng, thằng nhóc, người điên rồi. Tiếp tục, lần này. Người thật muốn hoàn toàn chiếm đoạt hoàn một ao máu loãng, mới có thể rời đi, ở máu loãng hao hết trước, bản lão tổ không cách nào đem dừng lại, như vậy, người còn muốn khiêu chiến. Diệp Thần sắc mặt bình tĩnh nói, ta muốn khiêu chiến. Huyền Yêu lão tổ trầm mặc, có thể, hắn không cách nào cự tuyệt Diệp Thần. Bởi vì, hắn thiết kế cái này Huyền Yêu ao dự tính ban đầu, chính là để cho hậu nhân đột phá cực hạn, chỉ có đột phá cực hạn, sáng tạo không thể nào bên trong có thể. Mới có cơ hội áp đảo bữa trước yêu huyết mạch bên trên. Chỉ bất quá, cho dù lấy hắn ánh mắt xem ra, Diệp Thần đột phá được đều có chút quá mức à. Một lát sau, Huyền Yêu ao rốt cuộc vẫn là vận chuyển. Lần này, Diệp Thần ngay tức thì liền cảm nhận được liền vô cùng áp lực, hắn thân thể bên trong có thể chứa thiên yêu huyết mạch, đã muốn đạt đến cực hạn. Những thứ này tiếp tục tràn vào máu loãng, chỉ có thể phá hoại hắn kinh mạch mà thôi à. Thấy một màn này, Huyền Yêu lão tổ liền cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Thần chết chắc. Có thể, chẳng biết tại sao, dù vậy, Diệp Thần sắc mặt lại là một phiến ổn định. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần trên ngực, một đạo dấu vết ánh sáng chớp mắt. Khí tức vô hình, ở Diệp Thần thân thể bên trong phun trào ra, mới xuất hiện thanh âm, lần nữa ở cũng đầu óc bên trong vang lên nói, ha ha ha, Huyền Yêu tên này, đến bây giờ còn là không thay đổi à, lại. Còn ở chế tạo những thứ đầu mổn ngang này. Dựa vào cái này, cũng không cách nào vượt qua bổn tôn huyết mạch à, bất quá, đối với ngươi ngược lại là rất có hiệu quả. Người nói chuyện, bất ngờ là bữa trước yêu. Không biết đúng hay không bởi vì Diệp Thần thiên yêu huyết mạch thật to tăng cường, hôm nay, thiên yêu mặc dù không cách nào đối với hắn tiến hành đoạt xác, nhưng, lại tựa hồ như có thể trực tiếp thả trao đổi. Mà sở dĩ, Diệp Thần đột nhiên ngừng lại. Chính là bởi vì thiên yêu nói cho hắn, có biện pháp trợ giúp hắn hấp thu toàn bộ máu loãng. Dĩ nhiên, tình huống bình thường, Diệp Thần là tuyệt sẽ không tín nhiệm cái này thiên yêu. Có thể Huyền Hàn Ngọc nhưng là đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thần, nghe hắn, lần trước, thiên yêu cứu ngươi, ta đoán, hắn đối với ngươi thái độ đã thay đổi, chí ít, tạm thời ngươi còn sống đối với hắn mà nói tuyệt đối so với chết tốt hơn. Mà ở nơi này ao máu bên trong. Ngày này yêu cũng không cách nào mưu lợi, nếu như hại chết ngươi, hắn vậy không có cách nào chiếm cứ ngươi thân thể chờ một chút. Diệp Thần nghe vậy, trầm ngâm chốc lát sau đó, vẫn là đón nhận thiên yêu trợ giúp. Cầu giàu sang trong nguy hiểm. Mặc dù không biết,
thiên yêu đánh được tính toán gì, nhưng, có chỗ tốt thời điểm thì phải cầm. Ngay tại huyền yêu lão tổ lấy là Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc đó, vậy cuồn cuộn máu loãng bỗng nhiên hướng Diệp Thần ngực vọt tới, lại là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ bị luyện hóa. Mà Diệp Thần trên mình thiên yêu hơi thở cũng là bộc phát cường thịnh đứng lên. Đây là, huyền yêu lão tổ tựa hồ phát hiện cái gì, kinh hô, thằng nhóc, trên mình ngươi tại sao có thể có tên kia dấu vết. Hắn tiếng nói rơi xuống lúc đó, toàn bộ ao máu vậy giống vậy làm chiếm đoạt không còn một mống. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, giờ phút này, nơi ngực thiên yêu dấu vết, đỏ tươi như máu, nhưng, như cũ ở phòng ấn chân áp dưới, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mà tiến vào dấu vết bên trong máu loáng, chính là ngay tức thì bị luyện biến thành thuần túy thiên yêu huyết mạch sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần dựa vào mình chiếm đoạt, trên căn bản là cực hạn, bởi vì, hắn chỉ có thể làm được đem huyết mạch lực dung nhập vào huyết mạch. Có thể, ở thiên yêu dưới sự giúp đỡ, huyết mạch này hoàn toàn hóa vào trong cơ thể mỗi một cái tế bào bên trong, bất luận là xương cốt, kinh mạch, bắp thịt, cũng xảy ra biến chất. Lần này, thiên yêu ngược lại là không có cái hố hắn. Diệp Thần không trả lời huyền yêu lão tổ, mà là mỉm cười nói, lão tổ, ta thông qua khảo nghiệm, tưởng thưởng đây. Huyền yêu lão tổ đột nhiên có một loại ăn biết cảm giác. Tựa như bị thiên yêu tên kia đùa bỡn như nhau. Hắn đột nhiên trầm giọng nói, thằng nhóc, thiên yêu tên kia cũng không phải là thứ tốt gì. Hôm nay, ngươi đã cắn nuốt lão phu một phe này ao máu, cũng coi là bản lão tổ nửa truyền nhân. Vì bảo đảm ngươi an toàn, bản lão tổ cũng phải ở ngươi trên mình lưu lại một đạo dấu vết. Hắn luôn có một loại cảm giác, nếu như không cho Diệp Thần một đạo dấu vết, mình giống như bị thua thiệt như nhau. Hơn nữa, bỏ mặc nguyên nhân như thế nào, Diệp Thần là duy nhất một cắn nuốt toàn bộ máu loãng trung cực yêu nghiệt à, là có hy vọng nhất vượt qua thiên yêu huyết mạch người, hắn có thể không muốn nhìn thấy, đến cuối cùng, Diệp Thần bị thiên yêu ăn, mình là người khác làm đồ cưới, tiện nghi thiên yêu tên kia. Muốn ăn, cũng phải mình ăn mới được. Diệp Thần hơi sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo vô cùng mạnh mẽ, tựa như hỗn độn vậy, không thể danh tráng hơi thở, liền hạ xuống ở hắn trên mình. Diệp Thần chỉ cảm thấy vùng đan điền, một hồi đau đớn, một đạo dấu vết đóng dấu trên đó. Bất quá, cái này dấu vết so với thiên yêu dấu vết nhưng là đạm bạc mấy phần. Diệp Thần, trong chốc lát sắc mặt vậy có chút khó coi. Bị một cái chư thiên vạn giới cực kỳ tồn tại để mắt tới, còn chưa đủ, hiện tại biến thành hai người. Còn như cái gì bảo vệ hắn an toàn lời như vậy, Diệp Thần nửa chữ đều không tin. Rất nhanh, lại là ánh sáng chớp mắt, trước người của hắn xuất hiện ba kiện vật phẩm. Một kiện là một loại màu đỏ như máu, tương tự lụa mỏng vật. Một kiện là một đoàn không ngừng lưu chuyển, biến hóa đen nhánh máu. Cuối cùng một kiện, là một quả toàn thân đen nhánh. Giống như ngọc đen vậy, không có chút nào sáng bóng hạt châu. Huyền yêu lão tổ nhàn nhạt nói, món bảo vật đầu tiên, tên là hóa huyết thần sợi bông, chính là một kiện huyền thiên linh bảo đẳng cấp hộ thân bảo vật. Tương kỳ luyện hóa sau đó, sẽ hoàn toàn dung nhập vào ngươi thân thể bên trong, bị thương tổn lúc đó, chủ động phòng ngự, hạ xuống tổn thương, bất quá, hắn lớn nhất đặc điểm, là theo ngươi thực lực tăng lên, mà gia tăng uy lực, lấy ngươi bây giờ thực lực, nó hẳn không ổn định. Bất quá trên căn bản có thể miễn dịch còn chân cảnh dưới võ giả, đối với người tạo thành tổn thương. Còn có thể hạ xuống còn chân cảnh võ giả tổn thương một phần chia, bất quá cái này không hề xác định tính, bởi vì ngươi thực lực duyên cớ, có chút thời điểm có thể sẽ mất đi tác dụng. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần nghe vậy nhưng kích động. Cặp mắt đều sáng lên à. Dù là vật này có tính bất ngờ, nhưng cái này món bảo vật đầu tiên chính là chí bảo bên trong chí bảo à. Nếu là có món bảo vật này, hắn lần nữa đối mặt huyền cử thiên thú diệt, cũng không cần mượn sóc lão lực lượng. Dĩ nhiên, vật này không muốn không nhạy là được. Huyền yêu lão tổ tiếp tục nói, kiện thứ hai, dĩ nhiên chính là bản lão tổ căn nguyên máu tươi, thằng nhóc ngươi thể chất rất đặc thù, tựa hồ và luân hồi có chút quan hệ, bất quá đừng lấy là bản lão tổ máu tươi và cái gì khác bất nhập lưu bảo vật như nhau, ngươi đều có thể trực tiếp chiếm đoạt. Tinh huyết này cho dù lấy ngươi hôm nay hấp thu 20 triệu cân máu loãng trạng thái, cũng chỉ có thể luyện hóa 0,1% thôi. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi có chút thất lạc. Vậy huyền yêu lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, đừng xem nhẹ cái này 0,1% máu tươi, đủ để cho ngươi thực lực bay lên gấp mấy lần. Diệp Thần thần sắc động một cái.
hắn cắn nuốt 2.369 chục ngàn cân máu loãng, thực lực đã có bay vào tính tăng lên. Bất luận là thân xác lực lượng, sinh mệnh lực, cường độ thân thể vân, đều là xảy ra biến chất à. Mấu chốt nhất là, hiện tại, trong cơ thể hắn không chỉ có linh lực, đồng thời còn có cực kỳ cường đại yêu lực. Hắn bây giờ, có lòng tin ung dung đánh bại còn thật nhất tầng thiên cường giả, mà đối mặt còn chân cảnh tầng 2 thiên tồn tại, cũng có sức đánh một trận. Nếu như, lại bay lên gấp mấy lần. Vậy, cho dù là còn chân cảnh 3 tầng thiên tồn tại, vậy tuyệt không phải hắn đối thủ. Huyền yêu lão tổ tiếp tục nói, còn như cái này cái huyền linh châu, bản lão tổ chỉ có thể nói cho ngươi, đây là chí bảo bên trong chí bảo, bất quá, ngươi hiện tại động không tới, muốn vận dụng cái này huyền linh châu, tu vi chí ít áp đảo còn chân cảnh bên trên. Nói xong, huyền yêu lão tổ tựa hồ có chút mỏi mệt nói, đi ra ngoài đi, thằng nhóc, nhớ chớ tin thiên yêu tên kia. Ở Diệp Thần trên mình lưu lại dấu vết, tiêu hao hắn lực lượng không nhỏ, rất nhanh. Nơi đây liền yên lặng đi xuống. Diệp Thần mơ hồ có thể cảm giác được, huyền yêu lão tổ ý niệm đã không ở chỗ này. Bất quá, hắn không có lập tức rời đi, mà là ngồi xuống bắt đầu luyện hóa vậy hóa huyết thần sợi bông. Sở dĩ lập tức luyện hóa hóa huyết thần sợi bông, là muốn biết, hắn thực lực tăng lên sau đó, hóa huyết thần sợi bông có thể cường hóa nhiều ít. 3 ngày sau, một đạo màu máu ánh sáng rực rỡ, ở Diệp Thần bề mặt di động. Hoàn toàn sáp nhập vào hắn da thịt dưới, vô cùng là yêu dị. Diệp Thần mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng lớn thả, thành công. Cổ tay hắn lộn một cái, sát kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng về phía tay mình cánh tay, chém xuống một kiếm. Ta cũng không tin, lần đầu tiên vận dụng, liền sẽ xui xẻo đụng phải không nhạy. Kiếm quang lẫm liệt, cự lực lao nhanh, một kiếm này, chỉ ít có nửa bước còn chân cảnh lực lượng. Âm một tiếng. Trường kiếm chém vào tay mình cánh tay bên trên, chỉ là, một đạo yêu dị màu đỏ ánh sáng rực rỡ, ở Diệp Thần trên da chớp động, một kiếm này chém ở trên đó, lại là liền từng tia dấu vết cũng không có để lại. Diệp Thần không có bị tổn thương chút nào. Cho dù dự liệu được kết quả, Diệp Thần trong mắt vẫn là hiện lên lau một cái vẻ rung động. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía vậy huyền yêu lão tổ căn nguyên máu tươi. Diệp Thần vừa lên tiếng. Trực tiếp đem vậy căn nguyên máu tươi nuốt vào trong miệng, dè dặt đưa vào bên trong đan điền, từ trong đó rút ra lấy ra 0,1%, bắt đầu luyện hóa. Một khắc sau, ầm một tiếng, một đạo thuần túy do yêu khí biến thành ngọn lửa đen kịt, ngay tức thì đem Diệp Thần bao phủ, Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, chỉ là giọt máu tươi này 0,1%, thật là, so với kia dù sao cũng cấp bậc máu loãng vào cơ thể, còn khó hơn lấy chịu đựng à. Cũng may, hôm nay Diệp Thần sinh mệnh lực các phương diện cũng là có cực lớn tiến bộ. Theo ngọn lửa nung, Diệp Thần đã ngắn gọn đến mức tận cùng thân xác, lại có tạp chất thấm ra. Diệp Thần vậy gần như thân thể hoàn mỹ, lại là hướng tầng thứ cao hơn trạng thái tiến hóa trước. Thậm chí luân hồi huyết mạch vậy cường hóa mấy phần. Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc thấy vậy đều có chút khó tin kích động, từ Diệp Thần trong cơ thể lộ ra tạp chất không phải màu đen, mà là màu vàng nhạt, cho dù là cái này tạp chất cũng cùng phổ thông võ giả trong cơ thể tạp chất không phải cùng một khái niệm. Hồng Hoang và thời đại Thái Cổ, thiên tư kinh khủng yêu tộc sẽ chọn đi thân xác thành thánh con đường, tu luyện tới cảnh giới cực hạn, nhất cử nhất động, liền là đại đạo kèm theo, hô hấp sẽ thành gió lớn, gào thét có thể xương sấm sét, liền liên tim đập cũng có thể đưa tới động đất. Nhưng, cho dù ở đó một anh kiệt lớp lớp xuất hiện thời đại, có thể bước vào cái này một ngưỡng cửa cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Căn bản không phải hôm nay thể tu có thể so sánh. Thân xác thành thánh ngưỡng cửa là cái gì? Hôm nay, cơ hồ đã không có cặn kẽ ghi lại, đã sớm bị người quên lãng, chỉ có xem Sóc Lão, Huyền Hàn Ngọc như vậy tồn tại, mới có thể đối với lần này có một ít biết rõ. Liên quan tới cái này vô số tu tập thân xác người, đều mong mỏi bước qua ngưỡng cửa, có một câu miêu tả. Đó chính là, thân xác lột xác phàm vẩy kim tinh. Khi thịt thân lại không tạp chất, đạt tới chân chính siêu phàm cảnh giới lúc đó, liền sẽ có kim tinh giống vậy bột rơi xuống. Đây mới thực là lột xác bắt đầu. Mà Diệp Thần ở nơi này huyền yêu lão tổ căn nguyên máu tươi lực lượng dưới, lại là một lần hành động đột phá đến cảnh giới này à. Mặc dù, khoảng cách thân xác thành thánh, Diệp Thần đường phải đi còn rất dài, nhưng, hắn hôm nay thân xác trạng thái đã cùng nhân loại bình thường, yêu tộc, không thể thường ngày mà nói.
Cái này màu đen yêu diễm thiêu hủy bất diệt, cái này đốt một cái lại là ước chừng đốt 19 tầng trời. Cái này 19 tầng trời tới nay, Diệp Thần từ lúc mới bắt đầu ở bên bờ sinh tử quanh quẩn, đau đớn vô cùng, có nhiều lần cơ hồ phải bị vậy căn nguyên máu tươi biến thành yêu khí ngọn lửa đốt là cho tàn, cũng may, Diệp Thần cũng tới đính. Hôm nay, Diệp Thần hơi thở vô cùng vững vàng, cả người yêu khí lại là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Đây cũng không phải là cái gì bắt chước thiên yêu máu, mà là chân chánh bốn đại yêu tổ một trong huyền yêu huyết mạch à. Mặc dù, chỉ là một nhỏ máu 0,1% vậy thật quá kinh khủng. Trong cơ thể yêu lực dâng trào tới cực điểm, cùng linh lực ở đan điền bên trong tương hợp, hai loại năng lượng hội tụ thành một cổ càng ngưng luyện năng lượng. Diệp Thần linh lực vốn là so với vậy võ giả ngưng tụ gấp mấy lần, hôm nay sáp nhập vào cái này yêu lực, hai cổ lực lượng lẫn nhau nén, cơ hồ đều muốn ở đan điền bên trong hóa thành thực chất. Mà hắn tu vi vậy mơ hồ muốn đột phá tới càn khôn cảnh. Chỉ kém chút nào, liền có thể đột phá càn khôn cảnh. Ngay tại lúc này, Diệp Thần quanh thân ngọn lửa màu đen bỗng nhiên thu liếm, một cổ vô cùng là khí tức huyền ảo kích động ra. Diệp Thần chợt mở hai mắt ra, trong mắt thần mang cơ hồ phải đem không gian xuyên thủng, ở hoàn toàn hấp thu huyền yêu tinh máu một khắc kia, Diệp Thần hơi thở hoàn toàn thay đổi. Hắn ở luyện hóa tinh huyết này trước, liền thông qua phệ hồn thông thiên cướp đoạt rất nhiều võ giả thủy nguyên hơi thở, mặc dù bởi vì phần thiên biến hóa, đem thủy nguyên hơi thở dung luyện vào phần thiên bên trong, thường người không cách nào cảm giác, nhưng, trên thực tế, Diệp Thần hôm nay có thủy nguyên hơi thở đã xa xa áp đảo giống vậy thủy nguyên đỉnh cấp tồn tại bên trên. Có thể, giờ phút này Diệp Thần cảm nhận được nhưng là hoàn toàn bất đồng đồ à. Hắn hai tròng mắt hơi rung chuyển. Xuất hiện trước mắt hắn là một vòng màu đen mặt trời, trôi lơ lửng ở màu vàng trên bầu trời màu đen mặt trời. Cái này mặt trời tựa như vạn vật lúc mới xanh, vậy nguyên thủy hỗn độn chỉ là nhìn một cái, Diệp Thần thì có một loại linh hồn đều phải làm mất đi, lại thuộc về tại hư vô ảo giác. Một khắc sau, vậy hắc dương bể tan tành, màu vàng thương khung ngay tức thì bị hắc ám cắn nuốt, ở kim quang cùng bóng tối đụng bên trong, tựa hồ, có cái gì, ở hắc ám bên trong ra đời. Nhưng không cùng Diệp Thần thấy rõ ràng, hết thảy cũng đã biến mất, hắn lần nữa trở lại bí địa bên trong. Giờ phút này, Diệp Thần cặp mắt, một cái biến thành đen thui vẻ, một cái biến thành vàng ròng vẻ, hai con tròng mắt bên trong, tựa hồ đều có vô số đại lộ cuồn cuộn, vô tận thủy nguyên hơi thở, từ trong gào thét ra. Cái này lại và Nhâm Phi Phàm có chút tương tự. Nhâm Phi Phàm con ngươi là huyết nguyệt lưu chuyển, mà Diệp Thần con ngươi nhưng là càng quỷ dị. Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão thấy một màn này đều là kinh được thần hồn đều phải không yên. Thủy nguyên cảnh võ giả có thể đang đột phá thủy nguyên lúc liếc về thấy lớn đạo căn nguyên, từ đó dính trên thủy nguyên hơi thở. Có thể Diệp Thần căn bản không có bước vào thủy nguyên à. Chỉ là cực hạn đến gần càn khôn cảnh. Bọn họ không biết, Diệp Thần rốt cuộc nhìn thấy gì, có thể từ cặp mắt kia bên trong tản ra thủy nguyên hơi thở, đậm đà đến liền phần thiên đều không cách nào chứa. Ở nơi này là dính liền một chút thủy nguyên hơi thở. Rõ ràng là mang tới một cái thủy nguyên đại dương à. Giờ phút này, Diệp Thần phần thiên bên trong vậy xảy ra kịch biến, một vòng màu đen mặt trời trôi lơ lửng không tế, thương khung cũng là biến thành vàng ròng vẻ. Mấy cái hô hấp sau đó, Diệp Thần trong mắt ánh sáng dần dần tản đi, khôi phục bình thường, nhưng, hắn tinh thần nhưng có chút hoảng hốt, vậy dòm ngó gặp thủy nguyên lúc xuất hiện một màn. Ở người bình thường trong mắt tựa hồ cũng không có biết bao kỳ lạ. Có thể, đối với võ giả mà nói nhưng hoàn toàn bất đồng à. Trong đó quy luật cùng đại đạo đánh vào, nhưng là làm Diệp Thần hoàn toàn rung động, thật lâu đều không thể bình phục. Đổi thành thông thường tồn tại, thậm chí có thể bởi vì không cách nào chịu đựng vậy đại lộ đánh vào, thần hồn trực tiếp mất đi. Mấy giờ sau đó, Diệp Thần mới khôi phục thanh tỉnh, kịch liệt thở hào hển, Diệp Thần tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Sóc Lão không nhìn được hỏi, thằng nhóc, người kết quả nhìn thấy cái gì? Huyền Hàn Ngọc cũng là mở miệng nói, đến gần càn khôn, nhưng là dòm ngó gặp thủy nguyên, mặc dù, là một loại đặc biệt trải qua, có thể, vậy chưa đến nỗi để cho người biến thành cái bộ dáng này chứ? Diệp Thần có chút ngây ngẩn đáp ta, cũng không rõ ràng, chính các ngươi xem đi. Mình xem, hai người có chút không rõ ràng, Diệp Thần nói là ý gì? Một khắc sau. Diệp Thần quanh thân cảnh vật, bỗng nhiên biến đổi, phần thiên thi triển. Vốn là sơn xuyên con sông vân, đều biến mất không gặp,
còn dư lại chỉ có một vòng màu đen mặt trời, cùng với một phiến màu vàng kim thương khung. Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão, thấy một màn này, đều có chút đờ đẫn. Một khắc sau, hai người không hẹn mà cùng kinh hô, thiên địa sơ khai, căn nguyên hóa sinh. Diệp Thần không hiểu nói, đây là cái gì? Huyền Hàn Ngọc và Sóc Lão, giờ phút này cũng là một bộ như nhìn quái vật diễn cảm. Sau hồi lâu, Sóc Lão mới mở miệng nói, truyền thuyết bên trong, lúc thiên địa sơ khai, thương khung như kim, hỗn độn treo trên bầu trời, làm hỗn độn mở ra, kim thiên chôn vùi lúc đó, liền ra đời căn nguyên vũ trụ. Tiểu tử, người thấy, rất có thể chính là cái này thiên địa sơ khai cảnh tượng, cho dù ở thái cổ lúc đó, vậy cơ hồ không có người có thể ở còn chân cảnh trước thấy cái này hình ảnh. Vực ngoại trên lịch sử, còn chân cảnh sau thấy, có ghi lại cộng 9 người. Mà đây chính không một người ngoại lệ, tất cả đều thành tựu sự nghiệp, cho dù phi thăng thái thượng thế giới, cũng là chân đạp chư thiên vô địch tồn tại. Có thể Diệp Thần lại là ở cảnh giới này liền dò ngó thấy hết thảy các thứ này, đó không phải là ý nghĩa, Diệp Thần không chết, hắn đem hoàn toàn áp đảo những tên kia bên trên. Cái này, khủng bố như vậy à? Diệp Thần hơi sững sờ, những người đó nhưng mà hoành đè thái cổ và thời đại hồng hoang, mới được danh hiệu. Nói cách khác có thể đang đột phá lúc đó, thấy thiên địa sơ khai, được gọi là thiên mệnh chi tử cũng không quá đáng. Cho dù lấy Diệp Thần tâm tính đều có chút kích động. Cái này há chẳng phải là đã xác định hắn ngang dọc chư thiên tương lai. Chẳng lẽ mình kiếp trước cũng nhìn thấy hết thảy các thứ này. Lúc này mới quyết định chuyển thế trọng tu. Hắn đang đánh cuộc đời này mình đem vượt xa hết thảy. Nhưng vào lúc này... Huyền Hàn Ngọc nhưng là mở miệng nói, thằng nhóc, chớ đắc ý, cái này là ghi lại ở trong lịch sử. Gặp thiên địa sơ khai, đủ để chứng minh ngươi tư chất vô cùng nghịch thiên, có thể, ngươi có nghĩ tới hay không, những cái kia không có bị ghi chép thiên tài cuối cùng là cái gì kết cục. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng rét một cái, bình phục tâm cảnh nói, đa tạ Huyền Tiên Tử chỉ điểm. Hắn nhìn vậy biến ảo ra ô dương kim trời, ẩn chứa trong đó đạo vận quy luật. Cho dù là thân là chủ nhân Diệp Thần đều là cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía. Có cái này hỗn độn mặt trời gia trì, hủy diệt uy lực, chỉ ít đem tăng lên gấp đôi. Cộng thêm thức hải bên trong tuyệt diệt thần thể đạo cốt dấu vết, hôm nay, Diệp Thần hủy diệt mộ đạo đem phát huy ra gấp 3 uy lực. Vốn là vô cùng cường đại hủy diệt mộ đạo cộng thêm 3 lần uy lực. So với tuyệt diệt thần thể vậy không kém chút nào liền chứ. Diệp Thần đứng lên. Mặt hiện vẻ hài lòng, lần này bí địa chuyến đi, thu hoạch có thể nói vô cùng to lớn. Hôm nay hắn thực lực có thể nói là sinh ra biến chất. Cho dù không mượn Sóc Lão lực lượng, Diệp Thần cũng có lòng tin đánh bại còn chân cảnh nhất tầng thiên, thậm chí tầng hai thiên tồn tại. Chỉ tiếc, khoảng cách chân chính càn khôn cảnh, còn thiếu từng tia. Sau đó, hắn lại khảo nghiệm một phen hóa huyết thần sợi bông cường độ, tạm thời không có không nhảy. Cuối cùng. Diệp Thần chính là thử nghiệm thúc dục Huyền Linh Châu, quả nhiên, như Huyền Yêu Lão Tổ nói như nhau, bất luận hắn dùng vì sao loại phương pháp, Huyền Linh Châu đều là một chút phản ứng cũng không có. Nhưng, Diệp Thần lấy được cái này Huyền Linh Châu cũng không phải hoàn toàn không có lợi, hắn phát hiện Huyền Linh Châu, tựa hồ đang không ngừng chủ động hấp thu hắn bên trong yêu lực cùng linh lực, sau đó đem cái này hai loại lực lượng dung hợp, đổi thành là một loại năng lượng cường đại hơn, lại hoàn trả cho Diệp Thần. Loại năng lượng này vô cùng trầm ngưng, hơn nữa, bất luận là dùng để công kích, phòng ngự, thi triển thân pháp vân, đều là hiệu quả kinh người. Bất luận là yêu lực vẫn là linh lực cũng xa xa kém hơn. Diệp Thần đem linh lực này gọi là huyền linh lực. Cái này huyền linh châu đổi thành rất chậm, hơn nữa đổi thành đến lượng nhất định liền sẽ không tiếp tục chuyển hóa, trừ phi, Diệp Thần đem huyền linh lực, toàn bộ hao hết, huyền linh châu mới sẽ lần nữa bắt đầu đổi thành. Bất quá, cái này cũng đủ để cho Diệp Thần kinh ngạc vui mừng, thời khắc cần thiết, lấy huyền linh lực công kích, nói không chừng có thể sinh ra hiệu quả không tưởng được. Chuyện nên làm cũng làm xong, vậy cần phải trở về, Diệp Thần thân hình động một cái, liền lần nữa đi tới vậy xương trắng bên trong. Bí địa gia, Huyền Nhã, Huyền Hy, Huyền Khôn cùng với một phần chia huyền yêu tộc người đều là mặt hiện vẻ lo âu nhìn vậy phiến xương trắng. Huyền Nhã mắt đẹp run run hỏi, ra ra. Diệp Thần làm sao đi lâu như vậy, vẫn chưa về. Huyền Khôn nói, yên tâm, chỉ cần vậy tiến vào bí địa bằng chứng, không có lần nữa xuất hiện ở yêu thần trụ hạ, liền thuyết minh, Diệp Thần còn không mất bại. Bất quá, lời tuy nói như vậy,
nhưng, Huyền Khôn trong mắt cũng là lóe lên bất an. Diệp Thần đi cũng một tháng, đây cũng quá lâu chứ. Đây là, xương trắng bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lần này không có rất dài tiến về phía trước, Diệp Thần hoa mắt một cái, liền trở lại xương trắng ra, thấy đám người, khẽ mỉm cười nói, các vị, ta trở về. Rất nhanh, liền vang lên một hồi tiếng hoan hô. Huyền Nhã rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà Huyền Khôn, lại là lão lệ tung hoành, vô số tiên nhân khát vọng thực hiện mơ ước, rốt cuộc ở hắn cái này một đời trở thành thực tế. Có thể rất nhanh, cái này tiếng hoan hô chính là hơi ngừng. Bởi vì, bọn họ cảm nhận được, Diệp Thần khí tức trên người. Mặc dù, Diệp Thần đã ở tận lực thu liếm, nhưng, như vậy phát ra từ cốt tủy kính sợ, vẫn là dần dần ở trong lòng mọi người tràn đầy kéo dài. Cho dù là Huyền Khôn, giờ phút này cũng cảm nhận được liền vô cùng là khổng lồ áp lực. Tựa như, ở trước mặt hắn không phải Diệp Thần, mà là vị kia thượng cổ huyền đế à. Huyết mạch này quá mạnh mẽ. Hắn không nhịn được mở miệng nói, Diệp Thần, huyết mạch ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ở bí địa bên trong thu được một vài chỗ tốt. Đám người nghe vậy, vậy không có hỏi tới, nhưng, đối với Diệp Thần thái độ nhưng là bộc phát sùng kính. Ở Xích Tinh Thánh Địa bên trong, tu dưỡng một ngày sau, Diệp Thần liền tìm được Huyền Khôn, mở miệng nói, Khôn lão, nơi đây chuyện, ta dự định tạm thời rời đi. Huyền Khôn nói, được, nếu như có cần gì, tùy thời trở về. Hắn biết, Diệp Thần như vậy yêu nghiệt là không thể nào cả đời ở Xích Tinh Thánh Địa. Diệp Thần rời đi thôn trang, đem vậy tinh thạch chìa khóa lấy ra, một hồi bốn màu ánh sáng rực rỡ cuồng tránh, hắn thân hình liền tại chỗ biến mất, trở lại trăm hoang núi. Sóc lão đối với Diệp Thần hỏi, thằng nhóc, người hiện tại có cái gì dự định? Diệp Thần trong mắt chớp động nói, trước tìm một nơi yêu thú đông đảo địa phương, ta có một ý tưởng muốn thử một phen. Sóc lão nói, ngươi là muốn khảo sát vậy thiên yêu thần tác. Không sai. Diệp Thần đối với bữa trước yêu huyết mạch mang tới thần thông, có thể thu phục vì sao chờ thực lực yêu thú vẫn là so với cho thỏa hiếu kỳ. Hai ngày sau, một nơi quá gần man hoang, vô cùng nguyên thủy dãy núi bên trong, một đầu toàn thân màu vàng miếng vảy, tựa như rồng không phải rồng, tựa như rắn không rắn, trên lưng sinh rất nhiều cốt đâm yêu thú, đang thưởng thức con mồi thi thể. Nơi này, tên là Tuyệt Thú Dãy Núi, là Dương Chân Vực bên trong yêu thú nhiều nhất dãy núi. Vô số yêu thú chiếm cứ nơi này, cũng để cho nơi này trở thành một cái đất tuyệt hiểm, trong ngày thường, rất ít có tu võ người nguyện ý tiến vào nơi đây, tìm cơ duyên. Nguyên bản đang ăn ngốn nghiến rồng màu vàng rắn, đột nhiên tới giữa, mắt dọc bên trong, ánh sáng chớp mắt, chợt quay đầu, hướng sau lưng nhìn. Nó mắt dọc bên trong, hiện lên vẻ nghi hoặc, chỉ gặp, đứng ở trước mặt hắn là một cái chưa từng thấy qua hai chân sinh vật. Nói chính xác, là một tên thần sắc lãnh đạm chàng thanh niên, người này dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn trước mắt rồng màu vàng rắn, sắc mặt bình thản, luyện hóa một chút huyền yêu lão tổ máu tươi sau đó. Hắn đã đối với yêu thú huyết mạch Vân, có khá là chính xác cảm ứng. Đầu rồng này rắn huyết mạch, đồ coi như không tệ, thực lực cũng đạt tới thủy nguyên đỉnh cấp. Vậy long xà mắt dọc hơi chớp động, mặc dù, trước mắt sinh vật này tu vi tựa hồ dưới mình, có thể yêu thú bản năng, lại để cho hắn phát giác một loại vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, hắn nội tâm bên trong lại là có một loại đối với Diệp Thần thần phục khát vọng. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhìn màu vàng kia long xà, đột nhiên, lộ ra một nụ cười, tùy ý nâng lên tay, hướng về phía vậy long xà, lướt nhẹ đánh ra một quyền. Dựa theo huyền huyết tâm nói, thu phục yêu thú, tốt nhất đem đánh trọng thương, hoặc là trạng thái sắp chết, nếu không yêu thú sẽ tiến hành phản kháng, có thể tránh thoát trói buộc. Vậy long xà ở nơi này tuyệt thú dãy núi bên trong cũng coi là thực lực cường đại tồn tại, mặc dù đối với Diệp Thần hơi thở có chỗ kiêng kỵ. Có thể, thấy Diệp Thần đối với tự mình ra tay, ngay tức thì liền bị chọc giận. Nó phát ra một tiếng rồng ngâm, cả người kim quang cuồng tránh, há miệng phun ra một bồng vô cùng là lóa mắt màu vàng sương mù. Cái này màu vàng sương mù tuy đẹp, nhưng cũng là vô cùng là có thể chết người. Xuất hiện ngay tức thì, chung quanh núi đá, cây cối liền bắt đầu hủ hóa, ngay chớp mắt, liền biến thành bụi bặm. Nhưng, đối mặt cái này màu vàng sương mù, Diệp Thần nhưng là không có ý né tránh chút nào, mặc cho vậy sương mù đem mình chìm ngập. Long xà trong mắt hiện lên vẻ vui mừng,
Sương mù này độc tính cực mạnh, cho dù là thực lực cùng mình tương đối yêu thú cường đại, nếu như xem Diệp Thần như vậy mặc cho khói độc tiến vào mình trong cơ thể nói, cũng chỉ có chết, cái này một cái kết cục. Có thể, một khắc sau, vậy long xà trong mắt vui mừng chính là bỗng nhiên đọng lại. Chỉ gặp, một cái tay, nói chính xác là chỉ một quả đấm, ngay tức thì xuyên thấu màu vàng kia sương mù, rơi vào nó trên thân hình. Thời gian, phảng phất có chốc lát ngừng. Vậy long xà bị đánh trúng nháy mắt, trong mắt liền xông ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Đi đôi với ầm một tiếng vang thật lớn, nó vậy thân thể to lớn, đổ bay ra, máu tươi từ bị Diệp Thần đánh trúng bụng cuồng trào ra, vậy trên bụng, nhìn như vô cùng là cứng rắn miếng vảy, lại là giống như bột mì vậy bể nát. Diệp Thần cái này tiện tay một quyền, liền đem một đầu thủy nguyên đỉnh cấp cảnh yêu thú tùy tiện trọng thương. Màu vàng kia khói độc đối với hôm nay huyết mạch lần nữa tăng lên một cái nấc thang Diệp Thần mà nói, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Diệp Thần chậm rãi đi tới vậy ngã xuống đất rắn khổng lồ trước người, giờ phút này, nguyên bản còn trong mắt hung quang lóe lên rắn khổng lồ, đã hoàn toàn sợ, thậm chí, cũng không dám đi xem Diệp Thần liền à. Diệp Thần mắt nhìn xuống đầu kia rắn khổng lồ, đột nhiên, một cổ vô cùng dâng trào, tinh thuần yêu khí, bộc phát ra. Toàn bộ tuyệt thú dãy núi một lũ yêu thú, đều là cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu run sợ. Mà đầu kia màu vàng rắn khổng lồ, đã là run lẩy bẩy. Thiên yêu thần tác. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một đạo đỏ thấm xiềng xích, từ trong cơ thể bắn ra, ổ khóa này màu sắc, hôm nay đã thâm trầm như máu. Hơn nữa, xiềng xích bên trên xuất hiện rất nhiều màu đen phù văn. Vậy thiên yêu thần tác ngay tức thì quấn quanh ở màu vàng rắn khổng lồ trên thân hình. Vô số màu đen phù văn, ngay tức thì tràn vào cái này rắn khổng lồ ấn đường bên trong, rắn khổng lồ thậm chí liền một chút lực phản kháng cũng không có, thức hải chỗ liền bị màu đen phù văn bao phủ. Một nén nhang thời gian sau đó, thiên yêu thần tác từ Diệp Thần trên thân hình biến mất, hắn đứng tại chỗ, mặt lộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Mà đầu kia rồng màu vàng rắn, giờ phút này, cũng không so ngoan ngoãn nằm ở liền Diệp Thần bên chân, không có một tia một hào định ý. Xem ra, còn chân cảnh dưới yêu thú, ta cũng có thể thu phục, hiện tại, cần dùng tới khảo nghiệm, chính là còn chân cảnh trên yêu thú. Hắn nhìn vậy rắn khổng lồ một mắt, trong thần niệm, phát ra một đạo chỉ thị, liền để cho cái này rắn khổng lồ tự đi trước tu luyện. Vậy rắn khổng lồ có chút không thôi nhìn Diệp Thần một mắt, nhưng, vẫn là tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, thân hình chớp mắt, liền biến mất ở rừng núi bên trong. Mà Diệp Thần, thì tiếp tục ở đây tuyệt thú dãy núi bên trong. Tìm còn chân cảnh trên tồn tại. Đồng thời, hắn lấy ra một bản cổ tịch, chính là Huyền Cừ giao cho hắn hóa thú thần thông. Diệp Thần vừa đi, một bên tìm hiểu hóa thú thần thông, trong mắt thành tựu xuất sắc liền liền. Không biết là không phải bởi vì thiên yêu huyết mạch đại phúc cường hóa nguyên nhân, hắn bắt đầu tìm hiểu cái này hóa thú thần thông, lại là vô cùng ung dung, không tới một ngày thời gian, liền bước chân vào tầng thứ nhất cảnh giới, dung thú vào cơ thể. Luyện thành dung thú vào cơ thể sau đó, liền có thể xem huyền trúc vậy, thi triển thiên thú diệt, mà muốn sử dụng vạn thú vẫn, thì cần bước vào hóa thú thần thông tầng thứ hai cảnh giới, vẫn thú làm lực. Nếu để cho huyền cừ, huyền trúc các người biết Diệp Thần tu tập hóa thú thần thông tốc độ, nhất định sẽ cảm thấy hộc máu. Cho dù lấy huyền cừ cái này cùng được gọi là vạn cổ kỳ tài thiên tư, đột phá đến dung thú vào cơ thể cảnh giới, vậy dòng giã tốn trên liền 3 năm à. Xem huyền trúc như vậy phổ thông một chút thiên tài, lại là xài gần 30 năm thời gian, mới học sẽ. Mà Diệp Thần đâu? Một ngày, hàng ngàn hàng vạn lần tốc độ. Mấy ngày sau, một nơi bí mật trong rừng, mơ hồ có thể gặp ba đạo cực là thân ảnh khổng lồ. Cái này ba đạo thân ảnh bên trên, tản ra cuồn cuộn yêu khí, làm chu vi vạn dặm bên trong yêu thú, đều giống như nổi điên vậy chạy trốn tứ phía. Cái này ba con yêu thú. Thứ tất cả sinh hai sừng, lưng mọc hai cánh lông đỏ cự viên, cái này cự viên, chính là Sigma viên, trong thiên địa dị chủng một trong, vô cùng là mạnh mẽ, lực lượng sợ hãi. Sau khi trưởng thành, có thể có nửa bước thật vẫn chiến lực. Thứ hai đầu chính là một cái hổ, toàn thân trắng như tuyết, sinh đạo đạo kim văn hổ, cái này hổ cả người tản ra duệ kim khí, chỉ là hắn hô hấp, liền đem chung quanh không gian, cắt kim loại ra tan vỡ dấu vết. Cái này chính là một đầu hỗn huyết loại chân linh bạch hổ, mặc dù huyết mạch hỗn tạp, nhưng, dẫu sao thừa kế chân linh bạch hổ bộ phận lực lượng, có còn thật nhất tầng thiên thực lực.
Cuối cùng một đầu, cũng là hơi thở cường đại nhất một đầu, chính là một đầu toàn thân xanh thẳm, bề mặt lôi quang lượn quanh giao long. Giao long trên lưng còn sinh đối với long rực. Truyền thuyết, thống trị toàn bộ tuyệt thú dãy núi yêu thú, chính là một đầu phi lôi giao. Phi lôi giao, bình thường mà nói, chỉ có thể trưởng thành đến thủy nguyên đỉnh cấp cảnh, có thể, cái này một đầu phi lôi giao, tư chất vượt xa đồng tộc, lại là một đường sát phạt chiếm đoạt, đột phá cực hạn, trở thành tuyệt thú dãy núi kinh khủng nhất tồn tại. Dương chân vực bên trong, liền liền những cái kia còn chân cảnh cường giả cũng tuyệt đối không dám trêu chọc cái này phi lôi giao à. Có thể, giờ phút này, cái này ba đầu có thể nói vương giả yêu thú, nhưng đều là một bộ vô cùng sợ hãi hình dáng, không nhúc nhích nằm ở. Không chỉ có nằm, hơn nữa, mỗi một cái, đều là vết thương chồng chất, vô cùng là bộ dáng chật vật. Nếu để cho Dương chân vực võ giả thấy một màn này, phỏng đoán, con người cũng sẽ hù được rơi ra. Kết quả là như thế nào tồn tại, mới có thể để cho những thứ yêu thú này cái bộ dáng này. Mà trước người bọn họ thì đứng một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên. Mặc dù yêu thú linh trí không mở, nhưng, cũng có động vật năng lực suy tính. Diệp Thần mấy ngày nay ngang dọc tuyệt thú dãy núi, có thể nói đưa tới không thiếu yêu thú chú ý. Vì vậy, cái này ba đầu vương giả cấp yêu thú, lại là chung nhau liên thủ, mai phục ở cùng nhau, vây công Diệp Thần. Bất quá, những thứ yêu thú này mặc dù ở Dương chân vực đều là vô cùng là cường đại tồn tại, nhưng, đối với hôm nay Diệp Thần mà nói, nhưng cũng không coi vào đâu, cho dù ba đại yêu thú liên thủ, Diệp Thần vậy ung dung liền đem chúng đánh bại. Hiện tại, hắn muốn làm chính là thi triển thiên yêu thần tác, xác định cái này thần thông có thể thu phục tầng thứ gì yêu thú. Một khắc sau, một đạo màu đỏ như máu xiềng xích, đầu tiên là rơi vào xích ma viên trên mình, hắn âm thầm vận chuyển được từ huyền huyết tâm, điều khiển thiên yêu thần tác tâm pháp, xiềng xích trên màu đen phù văn, ngay tức thì tràn vào xích ma viên thức hải bên trong. Lần này thu phục, so thu phục rồng màu vàng rắn thời điểm, muốn chậm được nhiều, ước chừng đi qua nửa giờ. Diệp Thần mới thành công thu phục xích ma viên. Tiếp theo, hắn liền đưa mắt nhìn sang màu trắng kia hổ khổng lồ. Ở thiên yêu thần tác dưới, màu trắng hổ khổng lồ như cũng bị Diệp Thần thành công thu phục, nhưng, thu phục màu trắng hổ khổng lồ lúc đó, Diệp Thần mơ hồ đã cảm nhận được liền một chút áp lực, thời gian vậy ước chừng tốn trên liền 4 tiếng. Cuối cùng, chính là vậy phi lôi dao. Màu đen phù văn tràn vào phi lôi dao óc ngay tức thì, hiển nhiên để cho cái này phi lôi giao ý thức được cái gì, hắn trong mắt lôi quang bạo tránh, kịch liệt chống cự, Diệp Thần chân mày nhíu một cái, cảm thấy rõ ràng áp lực. Cuối cùng ước chừng qua 6 tiếng, Diệp Thần mới thành công thu phục cái này phi lôi giao. Diệp Thần đem bạch hổ cùng xích ma viên phân phát sau đó, phi thân nhảy một cái, ngồi ở giờ phút này đã mặt lộ cung thuận vẻ phi lôi giao trên lưng. Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Tuyệt thú dãy núi bên trong đã không có cảng yêu thú cường đại, nhưng, căn cứ thu phục phi lôi giao tình huống, Diệp Thần có thể đại khái suy đoán ra, mình có thể thu phục yêu thú, cực hạn cao nhất hẳn ở còn thật tầng 2 thiên chừng. Đây là, Sóc Lão mở miệng nói, thằng nhóc, căn cứ ta cảm giác, người thiên yêu thần tác cũng không thể đơn giản giữ phẩm cấp tới phân chia. À, Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt. Sóc Lão nói, loại này thần thông. Và người sử dụng bản thân thực lực có quan hệ rất lớn, nói cách khác, người thực lực càng mạnh là có thể thu phục càng mạnh yêu thú. Diệp Thần gật đầu một cái, trên thực tế, hắn tự mình cũng là loại cảm giác này. Tiếp theo, hắn một chục ngồi xuống phi lôi giao, cái này đã từng thống trị tuyệt thú dãy núi vương giả, hôm nay nhưng thành Diệp Thần thú cưỡi, phát ra một tiếng rồng ngâm sau đó, sau lưng hai cánh, bắn lên phong lôi, liền hướng trên bầu trời bắn nhanh đi. Phi lôi giao chui tốc, vốn là cực nhanh, có thể đến gần lửa trời thần ưng, mà đây đầu phi lôi giao chui tốc lại là vượt xa đồng tộc. Sóc Lão hỏi, thằng nhóc, hiện tại, người phải đi nơi nào? Diệp Thần ánh mắt hơi lóe lên, đột nhiên một quả màu vàng viên châu lại lao ra luân hồi mộ địa, vần quanh ở Diệp Thần chừng. Diệp Thần ngẩn ra, cái này màu vàng viên châu là đã từng ám vực cố tuyển gia tộc diệt tuyệt 6 trong đảo được tới, giờ phút này vì sao đột nhiên bay ra ngoài? Chẳng lẽ là ám chỉ? Cố Tuyền mất tích, vẫn là Diệp Thần một cái tư tưởng. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền nói, đi nơi này. Giờ phút này, Huyền Hàn Ngọc cũng là phát hiện cái gì, hỏi, cái này cái màu vàng viên châu, chẳng lẽ là diệt tuyệt 6 đảo bên trong đầu kia hủy diệt long cho ngươi? Diệp Thần gật gật đầu nói, không sai.
Sóc lão nghe vậy, nhưng là có chút tò mò, Diệp Thần là hắn giải thích một phen. Ban đầu, Diệp Thần ở trong tối vực bên trong vì trong thời gian ngắn nhất tập được 6 diệt chân quyết, đi theo Cố Tuyển đi trước Cố ra một nơi nơi thực tập, tên là Diệt Tuyệt 6 đảo. Cái này Diệt Tuyệt 6 đảo, là lo cho gia đình tổ tiên vì chui luyện hậu bối sáng chế, trên đảo nhốt trước đại biểu lục đạo luân hồi 6 loại hủy diệt thú. Trong đó, ở đại biểu thiên nhân đạo hòn đảo bên trên, Diệp Thần làm quen bị lo cho gia đình tổ tiên nhốt trong đó bất diệt chân long, hơn nữa, đạt thành một cái giao dịch. Đó chính là, bất diệt chân long truyền thụ Diệp Thần 6 diệt chân quyết sinh chữ thiên mấu chốt, mà Diệp Thần thì ở thực lực đầy đủ dưới tình huống, đi một nơi, bắt một đầu trời xanh có thể thi triển hủy diệt đạo vận kỳ thú, thay thế cái này không diệt chân long bị kẹt trong trận. Nguyên bản, Diệp Thần ở thực lực sau khi đột phá, liền hẳn đi nơi này, nhưng, tới một cái, bị rất nhiều chuyện làm trễ nãi, thứ hai, Diệp Thần cũng muốn bảo hiểm một chút, dẫu sao, căn cứ vậy không diệt chân long miêu tả. Hắn nhìn chúng đầu kia hủy diệt thú, mặc dù thực lực không cao, nhưng, chỗ này địa phương nhưng là khá là tồn tại nguy hiểm, không thiếu những cái kia khủng bố kỳ thú. Cho nên, cái này màu vàng viên châu xuất hiện hẳn là thúc giục Diệp Thần hoàn thành lời hứa. Diệp Thần ở có hôm nay thực lực sau đó, đúng là có tư cách đi chỗ kia tên là diệt thú vực địa phương. Một cái nguyên nhân khác, Dương Chân vực sợ rằng rất khó tìm có thực lực mạnh hơn yêu thú, cho nên... Diệp Thần chuẩn bị ở diệt thú vực bên trong, thu phục một con yêu thú cường đại, tạm thời dung vào bên trong cơ thể, dùng để thi triển hóa thú thần thông. Còn có một chút, không phải bất kỳ yêu thú gì cũng thích hợp dùng để tu luyện hóa thú thần thông, yêu thú tự thân thuộc tính cùng mình đạo vận bộc phát phù hợp. Như vậy, tu luyện hóa thú thần thông sau đó, bất luận là đối với thực lực tăng lên, vẫn là thi triển thiên thú diệt, vạn thú vẫn các loại thần thông, cũng chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Diệt thú vực bên trong, sinh tồn không thiếu có hủy diệt đạo vận kỳ thú, vô cùng là thích hợp Diệp Thần. Nếu như tu luyện hóa thú thần thông đạt tới tầng thứ 3 thú huyết tương hợp cảnh giới, cho dù không phải bổn mạng yêu thú, đem yêu thú cường đại dung vào bên trong cơ thể, cũng là có thể mang đến tăng lên không nhỏ, chỉ là, không thể xem bổn mạng yêu thú như vậy, đem tự thân cơ hồ toàn bộ thực lực, chuyển giá đến trên thân chủ nhân mà thôi. Cái này phi lôi dao, chui tốc cực nhanh. Vậy diệt thú vực giao lộ nhưng ở tinh tuyền vực bên trong, cách nhau cực xa, cho dù ngồi phi lôi dao, Diệp Thần, vậy ước chừng xài một ít thời gian mới chạy đến mục đích. Giờ phút này, Diệp Thần đứng ở một nơi xây cất vô số thạc bia đá lớn trên núi hoang, tay cầm vậy cái màu vàng viên châu, tìm kiếm có thể phá vỡ chỗ kia không gian vào miệng. Hắn ánh mắt ngưng trọng, hôm nay hắn đã có phá vỡ không gian thực lực, nhưng, loại chuyện này tuyệt sẽ không ra bất kỳ không may, nếu không. Rất có thể xuất hiện ở khó hiểu đất. Rất nhanh, Diệp Thần liền phong tỏa một khối đá bia phía trước không gian. Hắn ngưng mắt nhìn vậy không gian, cổ tay lộn một cái, nắm sát kiếm, khẽ quát một tiếng, hồng mông cổ pháp và hồn thể đổi thành thi triển, tinh hồn chảm kích động ra, ánh sao chớp động tới giữa, vách không gian chướng trực tiếp bể tan tành, hư vô hắc ám bên trong, xuất hiện một cái không gian đường hầm. Diệp Thần thân hình chớp mắt, liền tiến vào đường hầm bên trong. Không gian bên trong đường hầm, gió bão cuồng trào, nhưng, lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, nhưng là không sợ tại cái này cùng không gian phong bạo, rất nhanh, liền đi tới đường hầm cuối, ở hắn trước mắt, xuất hiện một cái lóe lên bạch quang lối ra. Diệp Thần trong mắt tránh hiện lên một đạo vui mừng, rất nhanh, liền nhảy vào liền vậy nói ra miệng. Một hồi choáng váng sau đó, Diệp Thần lại mở hai mắt ra lúc đó, xuất hiện ở trước mắt là một nơi màu tím đậm bầu trời. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, hắn đứng trước tại một nơi toàn thân màu tím nhạt trên vách đá, mà để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, không phải nhà hoàn cảnh, mà là, nơi đây, trừ linh khí độ dày, so Dương Chân vực còn muốn đậm đà một phần bên ngoài, không khí bên trong lại là tràn ngập một cổ vô hình mộ đạo hơi thở. Hủy diệt mộ đạo hơi thở. Không lúc nào đắm chìm trong loại khí tức này bên trong. Đối với vậy võ giả mà nói nhưng mà rất nguy hiểm, thân thể rất dễ dàng bị hơi thở này xâm nhập, lâu ngày, liền võ đạo căn cơ cũng sẽ làm phá hủy. Nhưng, đối với Diệp Thần như vậy tu tập hủy diệt mộ đạo võ giả mà nói, nơi này nhưng là một cái thiên đường à. Diệp Thần lẩm bẩm nói, khó trách kêu diệt thú vực. Loại địa phương này, xuất hiện trời xanh có thể thi triển hủy diệt lực kỳ thú vậy không coi là bao nhiêu chuyện kỳ quái. Diệp Thần thần niệm tràn vào màu vàng kia viên châu bên trong, xác nhận một tí vị trí,
chính là khẽ quát một tiếng nói, hóa thú thần thông. Một đạo yêu khí cường đại, từ trong cơ thể xông ra, lôi quang thoáng hiện gian, một đầu lưng mọc hai cánh màu xanh da trời giao long xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chính là vậy phi lôi giao. Hôm nay Diệp Thần hóa thú thần thông đã đột phá tầng thứ hai cảnh giới, đi tới diệt thú vực trước, đi trước đem phi lôi giao sáp nhập vào trong cơ thể. Diệp Thần ngồi lên phi lôi giao, vậy giao long hai cánh động một cái, liền hóa thành lôi quang, hướng bất diệt chân long ở Viên Châu bên trong nơi ghi lại, vậy có hủy diệt lực kỳ thú xảo huyệt tiến về trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 230.